Tiểu Phượng Hoàng cùng Dương Mẫu Nhân gia nhập chiến đấu lúc sau, có sẵn năm đối tam cục diện, mấu chốt là Dương Mẫu Nhân vẫn là đánh lén. Cho nên vài phút sau, ba cái Thông Ngộ Ngũ Trọng Thiên con tê tê cũng bị thương nặng, bị Dương Mẫu Nhân thu vào Càn Khôn Hồ. Càn Khôn chi chiến đã định rồi. Hiện tại liền dư lại Cá Trạch cùng Điêu Nhi Thử Vương cùng 17 đầu Thông Ngộ Nhất Trọng Thiên Tử Kim con tê tê chiến đấu. Chủ nhân chúng ta đi hỗ trợ. Tạ Lão Đại mở miệng nói chuyện, bọn họ tam huynh đệ không có thể bắt lấy từng người đối thủ, ngược lại còn bị thương, cuối cùng vẫn là chủ nhân cùng Tiểu Phượng Hoàng ra tay, huynh đệ ba người cảm thấy trên mặt không nhịn được, liền phải đi giúp Cá Trạch. Dương Nghị Vân dừng tay nói, muốn đi chữa thương đi, không chừng mặt sau còn có đại chiến, Cá Trạch bên kia đừng động, lần này đối Cá Trạch bọn họ ba cái là cái thực tốt rèn luyện. Là, Tạ Lão Đại cung kính theo tiếng mang theo hai cái huynh đệ ngồi xuống chữa thương. Mà Huyết Ưng cùng Tiểu Phượng Hoàng cũng đều khôi phục hình người đứng ở bên cạnh nhìn, bọn họ đều minh bạch đây là chủ nhân cố ý mài giũa Cá Trạch ba cái. Ca không hỗ trợ không quan trọng sao? Tiểu Phượng Hoàng đứng ở Dương Nghị Vân bên người hỏi. Không cần tiến, chúng ta chỉ cần vây đánh 17 cái con tê tê chạy không thoát chính là, Cá Trạch cùng Thử Vương phải có đại tiến bộ áp lực cực lớn dưới, cũng có thật lớn thu hoạch. Dương Nghị Vân ánh mắt đặt ở chiến trường trung tinh quang lấp lánh. Chịu anh! Dương Mẫu Nhân vừa dứt lời, lại là Thử Vương phát ra một tiếng thét dài, ngay sau đó liền nhìn đến Thử Vương toàn thân kim quang đại tác, ẩn ẩn có ánh sáng tím khắc văn toát ra. Di, ca Thử Vương đột phá đến Thông Ngộ Nhất Trọng Thiên Tiểu Phượng Hoàng kinh hỉ nói. Đúng vậy, thứ này bị bức bách đến cực hạn, chung quy bước ra kia một bố, ngũ hành pháp tắc viên mãn. Di có ý tứ a, thứ này muốn nghịch thiên. Dương Nghị Vân nói một nửa kinh hỉ lên. Ầm 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 oanh. Lại là một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang từ Thử Vương trên người vang lên. Dương Nghị Vân thấy được năm cái khắc văn xuất hiện ở Thử Vương trên người, này sẽ nhìn lại Thử Vương trên người bùng nổ năm màu. Lại là, thật đúng là nghịch thiên a, trực tiếp Thông Ngộ Ngũ Trọng Thiên, ngũ hành viên mãn huyết mạch thiên phú liền lợi hại như vậy a. Dương Mẫu Nhân hai tròng mắt trung tinh quang lấp lánh tự nói. Ca ngươi mau xem, Cá Trạch giống như có biến hóa. Tiểu Phượng Hoàng mở miệng. Ngay sau đó Dương Mẫu Nhân bỗng nhiên nhìn lại, lại là cầm lòng không đậu tuôn ra một tiếng, ngọa tào. Lại là Cá Trạch toàn thân mỗi một thiên lân giáp khắc văn đại tác phẩm, ở hắn bụng mọc ra một chảo. Ở Cá Trạch bụng bảy màu sáng lạn vô cùng, lại là sinh trưởng ra một chảo. Đây là tam chảo, nguyên lai là có hai chảo tồn tại, hiện tại. Lại xuất hiện Tiểu Phượng Hoàng nhìn không được mở miệng. Sau một lát Cá Trạch có bốn chảo, như là long chảo nhưng lại có điểm không giống. So với long chảo nhìn qua càng thêm hữu lực. Ca ngươi mau xem Cá Trạch trên đầu một sừng tựa hồ biến đại. Tiểu Phượng Hoàng xem khẩu. Dương Nghị Vân đã sớm thấy được, đích xác Cá Trạch trên đầu một sừng biến đại, chuẩn xác mà nói là trưởng thành, hình thể cũng ở lớn lên. Đương nhiên nói hình thể lớn lên là chỉ lực lượng tăng lên, Cá Trạch thể năng khả đại khả tiểu, không tồn tại có thể trường bao lớn, hắn lực lượng tăng lên lúc sau, nhắc nhở tự nhiên có thể không ngừng biến nổi lên tới. Lúc này đây Cá Trạch thoát thay đổi, ở áp lực cực lớn dưới thoát biến. Bất quá cũng ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, thứ này đi theo Điêu Nhi tai họa mấy trăm năm, không biết cắn nuốt nhiều ít thiên tài địa bảo cùng yêu thú, vẫn luôn cũng chưa động tĩnh gì. Hôm nay ở 17 đầu Thông Ngộ Nhất Trọng Thiên con tê tê vây công dưới, rốt cuộc đột phá cực hạn, bắt đầu rồi xuất thế tới nay lần đầu tiên trưởng thành thoát biến. Dương Mẫu Nhân đối này tràn ngập chờ mong. Hắn sở dĩ không làm Tiểu Phượng Hoàng cùng Huyết Ưng chờ đại yêu ra tay hỗ trợ, kỳ thật cũng là cố ý bức bách Cá Trạch cùng Thử Vương. Bởi vì Thử Vương bản thân liền đạt tới bình cảnh điểm tới hạn, chỉ cần đột phá chính là thông ngộ, chỉ là Dương Nghị Vân không dự đoán được thứ này nhất minh kinh nhân, không đối ứng nên là một minh kinh yêu, hoàn toàn đem ngũ hành chuột thiên phú huyết mạch thể hiện rồi ra tới, thông ngộ lúc sau trực tiếp chính là thông ngộ ngũ trọng thiên. Chân chính nghịch thiên. Này cũng đầy đủ chứng minh rồi hắn ngũ hành tử kim chuột huyết mạch cường đại. Mà Cá Trạch liền càng không cần phải nói, Dương Nghị Vân trước nay liền không lo lắng, Cá Trạch trưởng thành không đứng dậy, cho nên lần này bức bách một chút là không tồi, hiệu quả xác thật cực kỳ hảo. Quả nhiên cũng chưa làm hắn thất vọng. Đến nỗi Điêu Nhi, Dương Mẫu Nhân căn bản liền không trông cậy vào, cũng không cần Điêu Nhi đi liều mạng. Hương Hương trở về. Dương Nghị Vân kêu to một tiếng. Chi? Điêu Nhi thét dài hóa thành một đạo kim quang về tới Dương Nghị Vân bên người. Ngoan ngoãn xem diễn, về sau không được đi hạt hồ nháo. Dương Nghị Vân sờ sờ Điêu Nhi đầu nhỏ cười nói, chém giết bắt đầu thời điểm,
Dương Nghị Vân khiến cho Điêu Nhi đãi tại bên người, nhưng Điêu Nhi như thế nào sẽ an tĩnh? Nhanh như chớp liền bay đi ra ngoài cùng Thử Vương Cá Trạch hợp thành một cái tiểu tổ. Dương Nghị Vân cũng bất đắc dĩ, nhưng hắn lại là không lo lắng Điêu Nhi sẽ có hại, phi thăng tiên giới Điêu Nhi vẫn là giống như trước đây, như cũng nhìn không ra cái gì cảnh giới cấp bậc tới. Khá vậy đúng là bởi vì như thế, Dương Nghị Vân mới đối hắn yên tâm. Bởi vì đúng là bởi vì nhìn không ra cảnh giới cấp bậc, mới càng là chứng minh Điêu Nhi càng không dễ chọc. Hắn bên người yêu thú không ít, nhưng chân chính nhìn không ra cấp bậc cảnh giới hoặc là nói không thể dùng cảnh giới tới phân chia lại là rất ít. Tiểu Phượng Hoàng như thế, Cá Trạch như thế, Điêu Nhi, Tuyết Miêu đồng dạng như thế. Đều không phải là như là Thử Vương bực này, là có thể rõ ràng phân chia suốt cảnh giới. Nói Điêu Nhi không biến hóa sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là Điêu Nhi biến hóa không phải thể hiện bên ngoài biểu tượng. Là ở bên trong ở. Phi Thiên Thần Trồn chi danh không phải nói mà thôi. Điêu Nhi thiên phú bản lĩnh chỉ cần là tầm bảo sao? Tự nhiên không phải. Trừ bỏ Điêu Nhi sắc bén móng vuốt ở ngoài, Điêu Nhi trên người còn có một loại cùng Hồng Y phi thường tương tự thiên phú, đó chính là pháp lực công kích đối Điêu Nhi cơ bản là miễn dịch. Cái này thiên phú ở Điêu Nhi trên người ở phi thăng lúc sau, đặc biệt là mấy năm gần đây càng thêm rõ ràng, chẳng qua rất nhiều thời điểm, Dương Nghị Vân đều có thể đem Điêu Nhi bảo hộ lên, bằng không Điêu Nhi thiên phú triển lộ bên ngoài. Trên thực tế cũng thật là như thế, hắn đem Điêu Nhi trở thành hài tử, trở thành muội muội giống nhau. Căn bản là không cần Điêu Nhi đi mạo hiểm. Chỉ là có đôi khi cho phép Điêu Nhi tùy hứng, là quán sủng Điêu Nhi mà thôi. Lúc này Cá Trạch cùng Thử Vương hiển nhiên đều là tinh tiến hóa, đại chiến cũng muốn có một cái kết quả, Dương Nghị Vân biết muốn kết thúc, đây là một loại xưa nay chưa từng có trực giác, hắn phảng phất đã dự kiến. Cho nên làm Điêu Nhi về tới bên người. Đối với chính mình loại này trực giác Dương Nghị Vân là sắp tới mới phát hiện, đương nhiên mỗi một cái tu sĩ đều có trực giác. Lại còn có thực chuẩn xác, nhưng Dương Nghị Vân biết chính mình hiện tại cảm nhận được loại này trực giác, nghiêm khắc tới nói đã không thể xưng là trực giác, ngược lại hắn tuyệt đối càng như là một loại thiên phú. Một loại có thể dự kiến tương lai giống nhau trực giác thiên phú, tuy rằng dự kiến phạm vi cùng thời gian là tương đối ngắn ngủi, nhưng lại rất rõ ràng. Liền ở hắn kêu to Điêu Nhi trở về phía trước, hoặc là chuẩn xác mà nói là ở Cá Trạch cùng Thử Vương đột phá thời điểm. Hắn trong đầu như là tia chớp giống nhau hiện lên một bộ tương đối mơ hồ hình ảnh, Cá Trạch cùng Thử Vương ở đối mặt 17 đầu tử kim con tê tê đại phát thần uy, đem chân chính 17 đầu thông mộ nhất trọng thiên con tê tê xé rách thành dập nát, cắn nuốt đi xuống. Hắn trong óc tia chớp hình ảnh nhìn qua chính là trong nháy mắt, thậm chí hình ảnh có chút mơ hồ, căn bản là xem không rõ lắm, nhưng hắn có thể đại khái hình dáng thượng kết luận chính là Thử Vương cùng Cá Trạch. Hơn nữa cái này hình ảnh như là ký ức giống nhau dừng ở hắn trong óc. Cho nên Dương Nghị Vân biết đây là chính mình trên người xuất hiện thiên phú. Mà cái này thiên phú có phải hay không chân thật, có phải hay không sẽ dậy thì, kế tiếp là có thể nghiệm chứng. Nhưng hắn nội tâm mãnh liệt, đây là kế tiếp sẽ chân thật phát sinh sự. Cái này tia chớp hình ảnh làm Dương Nghị Vân nội tâm thậm chí là linh hồn đều đang run rẩy, quá rất rõ ràng nếu là thật sự, như vậy sẽ đối hắn ở ngày sau trong chiến đấu khởi đến cái dạng gì tác dụng, kia tất nhiên sẽ là nghịch thiên đỉnh giống nhau thật lớn tác dụng. Cái này tia chớp hình ảnh xuất hiện, Dương Nghị Vân cốt không biết có phải hay không cũng đồng dạng là hắn tiên tinh bên trong dung hợp trong thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng mang đến. Nhưng trong lòng, hắn tuyệt đến cùng này không quan hệ. Bản năng trực giác thượng hắn cảm giác là thân thể tu luyện thay đổi đều sở mang đến, lại hoặc là càn khôn hồ mang đến tia chớp hình ảnh, đây là một loại tiên tri trực giác. Phi thường ghê gớm. Kế tiếp hắn rửa mắt mong chờ. Chi. Hồng. Thử Vương cùng Cá Trạch trước sau thét dài. Ở chém giết trọng hoàn thành một lần thoát biến. Thử Vương tiến dài tới rồi thông ngộ ngũ trọng thiên. Cá Trạch mọc ra hai chảo, biến thành bốn chảo, đỉnh đầu một sừng từ nguyên lai chỉ là một cái ngật đáp giống nhau tiểu thịt cầu, một chút lớn lên tới rồi ước một thước, hoàn toàn hóa thành bảy màu loang loáng bộ dáng. Cho dù là ở tiến hóa chung cũng không có đình chỉ chém giết, cùng 17 đầu thông ngộ nhất trọng thiên tài chính con tê tê tiếp tục chém giết chiến đấu. Lúc này thét dài đại biểu Thử Vương cùng Cá Trạch hoàn thành thoát biến. Quả nhiên Thử Vương một tiếng thét dài trung hình thể nháy mắt đại trướng, trực tiếp hóa thành một đầu toàn thân tử kim lông tóc, ngũ sắc khắc văn lưu chuyển tử kim chuột, hình thể cao lớn thành 100 mét, bỗng nhiên chém ra một chảo. Ầm vang! Một móng vuốt chém ra, tử kim quang mang lộng lẫy chói mắt mà đi, đối diện là 7 đầu con tê tê. Giống 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 giống!
một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, không trung huyết vũ đầy trời. Suốt bảy đầu thông ngộ nhất trọng thiên con tê tê ở thử vương này một chảo chém ra lúc sau, thân thể cao lớn đồng thời cắt thành 14 tiết, không có một đầu may mắn thoát khỏi. Chi! Cơ hồ là xuyên thấu thiên địa thét dài lần thứ hai vang lên, lại là thử vương hóa thành trăm mét thật lớn như núi giống nhau thân thể huyền phù ở phía chân trời, mở ra bồn máu miệng rộng, đem chém giết thành 14 tiết bảy đầu con tê tê tàn khu một ngụm nuốt vào bụng. Cùng lúc đó, cá trạch cũng phát huy. Lại thấy cá trạch đầu thanh thật dài một mảng lớn bảy màu một sừng, ở hắn thét dài lúc sau, phát ra một cái bảy màu vòng sáng, như là mắt thường có thể thấy được radar tín hiệu sóng giống nhau ngay lập tức chi gian bao phủ ở dư lại 10 đầu thông ngộ nhất trọng thiên con tê tê trên người. Tức khắc quỷ dị một màn xuất hiện. Bị cá trạch góc đối phóng xuất ra bảy màu vòng sáng bao phủ 10 đầu con tê tê, bỗng nhiên một chút như là như ngừng lại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, bảo trì công kích tư thế. Nhưng là Dương Nghị Vân cùng Tiểu Phượng Hoàng từ từ đều thấy được rõ ràng, 10 đầu con tê tê ở dãy ruộng, nhưng bọn họ tránh thoát không được. Giây tiếp theo, cá trạch so thử vương càng thêm trực tiếp, một ngụm sống sờ sờ cắn nuốt dừng hình ảnh tại chỗ 10 đầu con tê tê. Đến tận đây 17 đầu thông ngộ nhất trọng thiên tử kim con tê tê bị cá trạch cùng thử vương phân thực. Dương Nghị Vân phía sau huyết ưng chờ đại yêu nhìn một màn này đều đang run rẩy, muốn nghịch thiên. Dương Nghị Vân thuộc hạ này đó yêu nghiệt một cái so một cái nghịch thiên, vốn dĩ huyết ưng còn cho rằng chính mình thông ngộ tam trọng thiên tu vi cảnh giới, trừ bỏ Tiểu Phượng Hoàng cùng Tạ gia tam huynh đệ ở ngoài, xem như rất có ưu thế đại yêu, trước đó ở cá trạch cùng thử vương trước mặt chỉ thiếu là có ưu thế. Nhưng tại đây một khắc, huyết ưng trong lòng về điểm này ưu thế, hoặc là nói ngạo khí, không còn sót lại chút gì. Nội tâm chỉ có một ý niệm, về sau ngoan ngoãn làm việc, ở này đó đại yêu trước mặt làm tôn tử đi. Hắn xem như nhìn ra tới, cá trạch cùng thử vương đều là huyết mạch đặc thù cái loại này đại yêu, thậm chí còn Điêu Nhi cũng là, tuy rằng Điêu Nhi không có biểu hiện ra như cá trạch cùng thử vương giống nhau tiến hóa, nhưng Dương Nghị Vân đối Điêu Nhi sủng ái thái độ biểu lộ cùng nhau, Điêu Nhi cũng không phải đơn giản hạng người. Tạ gia tam huynh đệ đã tỉnh, chữa thương kết thúc, đã sớm thử vương trên người tản mát ra cường đại yêu lực tiến hóa thời điểm liền đã tỉnh, chính mắt thấy thử vương từ yêu tôn một hơi tiến hóa tới rồi thông ngộ ngũ trọng thiên nông nỗi. Chứng kiến cá trạch tiến hóa, chứng kiến 17 đầu tử kim con tê tê thành thử vương cùng cá trạch điểm tâm. Tam huynh đệ trong ánh mắt cuối cùng nhẹ nhẹ dừng ở cá trạch trên người, bọn họ nhớ tới trong trí nhớ một đoạn hình ảnh hoặc là nói một đoạn sách cổ ghi lại. Côn bằng bực này không nên tồn tại hậu thế thần vật xuất hiện, sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bốn chảo hoàn chỉnh biểu thị côn bằng thoát ly ấu thú khởi, bắt đầu đưa vào thành niên trưởng thành quá trình. Trước kia đối cá trạch không để trong lòng. Căn bản không có đem cá trạch cùng côn bằng liên hệ lên, nhưng là nhìn xem giờ phút này cá trạch bề ngoài cùng đặc thù, làm cho bọn họ tam huynh đệ xác định đây là một đầu đã tuyệt diệt ở xa xôi lịch sử sông dài côn bằng. Thiên nột, bọn họ gặp được thần cầm phượng hoàng đánh sâu vào đến nay còn không có tiêu hóa, hiện tại mẹ nó lại xuất hiện một đầu côn bằng. Mà muốn mệnh chính là, này hai đại thần vật cư nhiên đều đuổi theo một nhân tộc bên người. Đương nhiên bọn họ tam huynh đệ hiện tại cũng giống nhau. Như vậy cái này chủ nhân đến tột cùng là cái gì lai lịch người? Dù sao bọn họ không tin Dương Nghị Vân là cái tiên nhân đơn giản như vậy. Có thể làm thần vật côn bằng đi theo người, tiên còn chưa đủ tư cách đi. Đến nỗi giờ phút này Dương Mẫu Nhân, cũng đồng dạng đang run rẩy, nhưng không phải bởi vì cá trạch cùng thử vương chiến đấu thắng lợi, mà là xác minh phía trước trong óc tia chớp xẹt qua giống nhau hình ảnh. Cá trạch cùng thử vương chiến đấu kết thúc. Cùng hắn trong đầu tia chớp xẹt qua hình ảnh giống nhau như đúc. Này với hắn mà nói sẽ là một cái điên đảo tính chất thiên phú. Há có thể không kích động. Đây là một loại thiên phú, tuy rằng không phải cái gì đại thần thông, cũng không phải đại pháp lực từ từ, đương hắn lại là rõ ràng, này sẽ làm hắn cùng địch nhân chiến đấu lập với bất bại chi địa, so bất luận cái gì đại thần thông đều cường. Dương Mẫu Nhân hưng phấn qua đi, lại là lại xấu hổ. Loại này thiên phú tuy rằng với hắn mà nói cường đại, nhưng là hắn không biết dùng như thế nào. Phía trước chính là không thể hiểu được xuất hiện. Lại một lần như thế nào xuất hiện đâu. Hắn trực giác nói cho hắn, nhất định còn tồn tại, cũng còn có thể sử dụng xuất hiện, lại là biết phương pháp. Đây là làm hắn thực xấu hổ. Ngẫm lại xem. Ngay sau đó hắn nhắm lại hai mắt. Cùng với nói đây là một loại thiên phú không bằng nói là một loại cảm giác càng vì thỏa đáng. Hắn nhắm lại hai mắt, trong đầu cẩn thận hồi tưởng phía trước xuất hiện cái loại này hình ảnh.
nhưng sở hữu lực chú ý đều tập trung tưởng một sự kiện thời điểm, tự nhiên liền chuyên chú. Nguyên bản cho rằng sẽ rất khó. Nhưng là, ngay sau đó cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa liền xuất hiện. Tia chớp giống nhau hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây hắn xem lớn vẫn luôn thật lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem còn huyền phù ở phía chân trời cá trạch cùng thử vương từ phía chân trời một móng vuốt chụp xuống dưới, từng ngụm hộc máu, thiếu chút nữa liền chụp đã chết thử vương, cá trạch trên người bảy màu lân giáp cũng đại diện tích bóc ra. Hình ảnh chung này một chảo thật lớn tới rồi hơn 1.000 mét diện tích, bao gồm hắn cùng phía sau đại yêu đều thu được thật lớn lan đến. Một đám đều ghé vào trên mặt đất, chỉ có tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi chống đỡ xuống dưới. Hình ảnh đến đây kết thúc. Dương Nghị Vân cả người đều là run lên, vội vàng hướng về phía chân trời thử vương cùng cá trạch giống to, cá trạch thử vương sau thân thể hóa tiểu lui về phía sau cây số, mọi người lui về phía sau cây số, mau. Ở đây đại yêu nghe được Dương Nghị Vân nói đều là sửng sốt, nhưng là đối Dương Nghị Vân mệnh lệnh lại là không hơn không kém chấp hành bao gồm phía chân trời thử vương cùng cá trạch. Dương Nghị Vân kêu gọi chung chính mình thân thể cũng bạo lui. Trong phút chốc hắn cùng sở hữu đại yêu liền đến 2.000 mễ khoảng cách. Mà giờ phút này cá trạch cùng thử vương cũng dừng ở hắn bên người. Ầm ầm ầm. Phía chân trời đều đang run rẩy, mây mù quay cuồng, toàn bộ sơn cốc tử kim quang mang lộng lẫy tới rồi cực hạn. Oanh! Một con tre trời tử kim sắc móng vuốt từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp được. Làm cho cả tử kim hẻm núi đều đang run rẩy, đại địa vết rách vô số mạng nhện giống nhau vết rách. Bụi đất phóng lên cao. Toàn bộ tử kim trong hạp cốc tràn ngập dựng lên lệnh nhân tâm giật mình yêu khí. Đây là khí tràng. Hoặc là nói là uy áp. Bùm bùm. Liên tiếp thanh âm vang lên. Lại là phía sau một đám phi ưng vệ tại đây của uy áp hạ ghé vào trên mặt đất, bao gồm huyết ưng cùng than đen bọn họ. T. Dương Nghị Vân hít hà một hơi. Thật đúng là. Trong đầu nhìn đến hình ảnh chân chân thật thật a. Cũng may mắn hắn làm ra phản ứng mau, nếu không này một kích đi xuống, sợ là hắn phía sau này đó đại yêu liền không ngừng là quỳ dạp trên mặt đất đơn giản như vậy. Cá trạch cùng thử vương dừng ở hắn bên người đôi mắt trừng lớn, cũng tràn ngập nghĩ mà sợ. Nếu không phải chủ nhân nhắc nhở, đầu đương trong đó chính là chúng nó hai cái, tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn. Tiểu Phượng Hoàng cùng Tạ Gia Tam huynh đệ đồng dạng là kinh ngạc. Giờ phút này tại đây cổ uy áp dưới còn đứng chính là bọn họ mấy cái. Đương nhiên còn có Điêu Nhi ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai phảng phất không có chút nào cảm giác. Dương Nghị Vân chấn động toàn thân, một đạo khí lãng hướng về phía sau mà đi, tức khắc huyết ưng chờ đại yêu há mồm thở dốc từ trên mặt đất bò lên, bởi vì bọn họ trên người uy áp ở Dương Nghị Vân trên người phát ra 10 sắc lấy ánh sáng hạ biến mất. Huyết ưng các ngươi rút khỏi từ kim hẻm núi, ở ngoài cốc chờ. Dương Nghị Vân đầu cũng không quay lại, nheo lại mắt đối huyết ưng chờ đại yêu nói. Bởi vì hắn biết kế tiếp chiến đấu đã không phải huyết ưng chờ đại yêu có thể tham dự được. Là, huyết ưng thanh âm phát run trả lời, ngay sau đó cùng than đen, anh Vũ, miêu ưng đợi tám phi ưng thân vệ nhanh chóng rời đi. Mà lúc này ở bọn họ tại chỗ bụi đất như cũ cuồn cuộn cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng là uy áp như cũ tồn tại. Dương Nghị Vân ở uy áp xuất hiện thời điểm liền cảm nhận được hắn không có có thể đi ngăn cản, về sau cảm thụ như thủy triều hơi thở thêm thân. Đương hắn vận chuyển càn khôn tạo hóa công lúc sau, này cổ uy áp lại là biến mất không còn một mảnh. Bên người tiểu phượng hoàng tản ra thần cầm phượng hoàng độc hữu hơi thở ngăn cản ở uy áp, tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Thử vương toàn thân khắc văn lưu chuyển cũng cùng tiểu phượng hoàng tương tự. Cá trạch giờ phút này hóa thân ở 9 mét thân hình, đỉnh đầu một sừng lập lòe màu quang nhìn qua đã chịu đến ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có Tạ Gia Tam huynh đệ này tam đầu lão sư tử hóa thành bản thể xuất hiện. Toàn thân ngọn lửa thiêu đốt. Từ điểm này thượng xem lấy nhìn ra, giữa sân yếu nhất ngược lại là Tạ Gia Tam huynh đệ. Ca đối phương là thông mộ sáu trọng thiên cường giả, hẳn là rất khó chiên. Tiểu Phượng Hoàng thúc mục nói. Chủ nhân ta thỉnh cầu đi đem này đầu con tê tê xé thành dập nát. Lại là vừa mới tiến trưởng thành một lần cá trạch nóng lòng muốn thử nói. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói, tiểu tử ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm, thông mộ sáu trọng thiên tử kim con tê tê. Đã xem như thông mộ cửu trọng thiên trung đạo thứ hai thiên trảm tồn tại, kế tiếp chiến đấu chúng ta yêu cầu liên thủ phối hợp, nếu không muốn thiệt thòi lớn, không nghĩ tới tử kim nhất tộc ra tử kim giáp hoàng ở ngoài, tọa chấn cư nhiên là một đầu thông mộ sáu trọng thiên cấp bậc con tê tê,
xem ra kế tiếp mới là chân chính khổ chiến, đều nghe ta mệnh lệnh hành sự. Ách, hảo đi, đích xác ta có thể cảm nhận được hắn rất cường đại, ta nếu là ở tiến hóa một lần, tuyệt đối có thể đem hắn làm nằm sấp xuống. Cá trạch có chút rõng rạc. Chờ hạ chia làm tam tổ chiến đấu, tạ lão đại các ngươi tam huynh đệ một tổ, san hồng ngươi cùng cá trạch thử vương ba cái một tổ, ta cùng điêu nhi một tổ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Nghị Vân phân phó nói. Là chủ nhân. Tốt ca. Chi chi. Hảo đi, điêu nhi ở Dương mẫu nhân trên vai chi chi mà kêu lại là tràn ngập hưng phấn chi ý. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thực vô ngữ, đối mặt chính là thông ngộ sáu trọng thiên A, này tuyệt đối là thông ngộ thật trung cao thủ. Nhân loại người thật to gan. Lúc này bụi đất trung truyền đến một tiếng hàn ý mười phần thanh âm, lại là thực giả nua. Theo này thanh dứt lời, bụi đất tiêu tán, lại là tại chỗ xuất hiện một người mặc tử kim quần áo lão giả, một đầu tử kim sắc tóc dài lấp lánh sáng lên. Hắn toàn thân đều có nhàn nhạt tử kim vầng sáng. Nhìn qua vẻ mặt nếp gấp, là cái 8-9-10 tuổi lão ông giống nhau. Nhưng khí chàng rất cường đại. Đương nhiên loại này khí chàng không phải uy áp, là cái loại này lâu cư thượng vị giả khí chàng. Hắn huyền phù ở không, cách mặt đất 3 mét, bốn phía không gian từng đợt ở dao động. Dương Nghị Vân đồng tử hơi hơi co rút lại, hắn cảm nhận được cái này lão giả trên người có hai loại pháp tắc phi thường cường đại, một loại là kim loại tính pháp tắc, một loại khác là thổ thuộc tính pháp tắc. Pháp tắc là thực huyền ảo vô hình lực lượng, lại là chân thật tồn tại, Dương Nghị Vân hấp thu dung hợp trong thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng lúc sau, hắn liền phảng phất trời sinh có được 10 loại lực lượng pháp tắc, nhưng lại không tính cường đại. Cùng trong tầm mắt cái này lão giả pháp tắc so sánh với, hắn chỉ là chiếm cứ số lượng thượng ưu thế, nếu đem pháp tắc làm một cái hình tượng so sánh nói, hắn liền trên người pháp tắc chi lực chính là 10 viên cây non, mà cái này lão giả trên người pháp tắc lực lượng còn lại là 2 cây cây cột thô tráng, hơn nữa cành lá tốt tươi đại thụ. Cho nên hắn cảm nhận được rất lớn áp lực. Nhưng là, nếu thật chém giết nói, hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn bên người có tiểu phượng hoàng, có tạ gia tam huynh đệ, có vừa mới thăng cấp đến thông ngộ ngũ trọng thiên thử vương, có mới vừa tiến hóa trưởng thành một lần cá trạch, có cơ hồ đối pháp lực miễn dịch điêu nhi, cũng có chính hắn. Trọng điểm là hắn vừa mới trên người xuất hiện một loại có thể thiên phú, trực giác có thể hình thành hình ảnh giống nhau thiên phú, có loại này thiên phú ở, hắn đối mặt cái này cường đại lão giả, là có thể biết trước hắn muốn ra cái gì thủ đoạn thần thông, có thể trước tiên làm ra ứng đối. Đương nhiên nhược điểm cũng rõ ràng, bên người đại yêu bao gồm tiểu phượng hoàng cùng cá trạch tựa hồ trên thực lực nhiều nhất cũng dừng lại ở thông ngộ ngũ trọng thiên cấp bậc. Mà cái này lão giả hoặc là nói là tử kim nhất tộc tọa trấn con TT, lại là một cái thật đánh thật thông ngộ sáu trọng thiên đại yêu, trận này chiến đấu chú định sẽ thực gian nan. Bất quá sao? Dương Nghị Vân biết nếu hắn có thể lợi dụng hảo vừa mới xuất hiện trực giác hình ảnh thiên phú, cũng không phải không thể đem đối phương làm nằm sấp xuống. Đương nhiên chân chính làm lên mới biết được chưa? Đối này hắn cũng là tràn ngập chờ mong, thậm chí có như vậy một chút hưng phấn. Đối mặt như vậy một cường giả hắn cư nhiên nhiệt huyết thiêu đốt. Ta lá gan từ trước đến nay rất lớn, Dương Nghị Vân nheo lại mắt trả lời một câu, trong óc lại là ở tập trung tinh lực. Tia chớp hình ảnh hiện ra ở trong đầu. Ngươi thực đặc biệt. Đây là lão con TT đệ nhị câu nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, Dương mẫu nhân ra mặt dày nói. Ta là tử kim hoàng tộc đại tư tế, càng là tử kim giáp hoàng đệ đệ, nhân loại ngươi có thể xưng ta tử kim đại tư tế, ngươi là làm cửu hoàng tử thần phục người kia đi. Tự xưng là tử kim đại tư tế lão giả hỏi. Dương Nghị Vân đối vấn đề này thoáng sửng sốt, không nghĩ tới đối phương hỏi như vậy, hiển nhiên cái này tử kim đại tư tế đã biết chính mình thu phục cửu hoàng tử Xuyên Sơn Hiếu sự tình, bất quá cũng không có gì ngoài ý muốn, bực này cường giả muốn từ Xuyên Sơn Hiếu trên người biết một ít bí mật, thậm chí đều không cần siêu hồn là có thể biết. Như thế nói, vô cùng có khả năng đối phương đã biết hắn cho Xuyên Sơn Hiếu một giọt sinh mệnh chi thủy sự. Đây là hắn bí mật, hiện tại xem ra bí mật này tiết lộ, có điểm nguy hiểm a. Trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được một ít việc. Nhưng vẫn là mở miệng nói, ta kêu Dương Nghị Vân, tiên giới hỗn loạn tiên vực chúa tể, người có thể xưng hô ta vì. Hảo đi, Dương mẫu nhân lại bắt đầu cho chính mình tưởng phong hào, trong mắt vừa chuyển, mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Người có thể xưng hô ta vì hỗn loạn chúa tể. Nhân tộc cường giả chung chưa từng thấy quá người bực này hậu nghịch ngợm, bất quá xưng hô không sao cả, ta hiện tại hỏi ngươi vấn đề, đúng sự thật trả lời ta, có lẽ ta có thể cho ngươi. Cùng bên cạnh ngươi này đó dị thú thần thú chết thống khoái một ít.
Tử Kim đại tư tế nói chuyện thời điểm, Tử Kim sắc hai tròng mắt nhìn quét mà qua, đem Tiểu Phượng Hoàng chúng nó đều nhìn một lần, hai tròng mắt chung cổ giếng không dao động. Cái này Dương Nghị Vân ngược lại có chút kinh ngạc, hắn biết cái này lão yêu quái tất nhiên là nhìn ra Tiểu Phượng Hoàng cùng cá trạch lai lịch. Hắn trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ thông ngộ sáu trọng thiên liền thật sự cường đại vô biên? Đương nhiên không phải. Ở cường đại cũng chỉ là so Tiểu Phượng Hoàng Tạ gia tam huynh đệ cường nhất trọng thiên, còn không đến mức vô địch đi. Cái này lão yêu quái Tử Kim đại tư tế cường đại tự tin tất nhiên là đến từ bọn họ Tử Kim nhất tộc huyết mạch thiên phú. Hơi hơi híp mắt Dương Nghị Vân nhàn nhạt cười nói, Nga, vừa lúc, ta cũng có vấn đề thỉnh giáo, chúng ta đối đáp như thế nào? Ngươi, rất có ý tứ, Tử Kim đại tư tế nói một câu. Chưa nói cái gì, xem như cam chịu. Xuyên Sơn Hiếu hay không còn sống? Dương Nghị Vân mở miệng. Tồn tại, đến lượt ta, người cấp Xuyên Sơn đồ tăng dùng kia trở xanh biếc giọt nước có phải hay không có thể tăng lên huyết mạch? Dương Nghị Vân híp mắt đối với vấn đề này hắn không có chút nào tạm dừng nói, là, đích xác có thể. Bởi vì hắn biết từ cái này Tử Kim đại tư tế hỏi ra vấn đề này thời điểm, cũng đã biết Xuyên Sơn Hiếu trên người bí mật. Hoặc là nói phái nhiều như vậy Tử Kim con tê tê ra tới, ngăn cản chính mình, thậm chí là ở hắn nói ra cửu hoàng tử sau, sở hữu con tê tê phát động công kích cũng đã chú định. Tử Kim nhất tộc là ở đối cửu hoàng tử Xuyên Sơn Hiếu tiến hành nào đó cùng loại tiểu bạch thử nghiên cứu. Không hề nghi ngờ hắn năm đó một giọt sinh mệnh chi thủy làm cửu hoàng tử Xuyên Sơn Hiếu huyết mạch phản tổ, mà đối với bất luận cái gì yêu tộc tới nói, huyết mạch phản tổ là bọn họ chung cực theo đuổi. Huyết mạch phản tổ ý nghĩa ở một lần tiến hóa, lại một lần cường đại. Cái này lực hấp dẫn là chí mạng dụ hoặc, bọn họ tưởng từ Xuyên Sơn Hiếu trên người tìm được huyết mạch như thế nào tiến hóa đáp án. Thực hiển nhiên Xuyên Sơn Hiếu đối với hắn cái này chủ nhân là trung tâm, cũng không có đem sinh mệnh chi thủy cùng hắn việc công đạo ra tới, thậm chí còn làm một ít siêu hồn phòng ngự, làm Tử Kim nhất tộc không dám đi siêu hồn đạt được đáp án. Bất quá ở một cái thông ngộ sáu trọng thiên lão yêu quái trong tay, Xuyên Sơn Hiếu liền tính là đem yêu hồn hạ thượng cấm chế không thể làm bị người siêu hồn, Dương Nghị Vân tương tới vẫn là yếu ớt, cái này đại tư tế như cũ có thể đạt được 7-8 thành muốn biết đồ vật. Như thế liền có hiện tại một màn này đối thoại. Nghe được Dương Nghị Vân trả lời Tử Kim đại tư tế hai tròng mắt lập lòe một chút, tiếp tục nói, ta có phải hay không có thể lý giải, cái loại này giọt nước xuất từ các hạ tay. Dương Nghị Vân thản nhiên gật đầu, không tồi, đích xác xuất từ ta tay. Nga, vậy không sai, kế tiếp ngươi có thể hỏi. Tử Kim đại tư tế nói. Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng nói, Tử Kim nhất tộc có phải hay không ngươi cường đại nhất? Đại tư tế gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc. Dương Nghị Vân sửng sốt, thực mau liền minh bạch, đại tư tế ý tứ thực rõ ràng, Tử Kim nhất tộc trước mắt hắn thật là cường đại nhất, nhưng toàn bộ Tử Kim nhất tộc mạnh nhất cường giả là Tử Kim Giáp Hoàng. Dù sao cũng phải tới nói, chính là hắn đại tư tế. Bởi vì Tử Kim Giáp Hoàng đi lên trời lộ lúc sau, ai biết có thể hay không hồi đến tới. Dù sao Dương Nghị Vân cảm thấy là những cái đó đi lên trời lộ cường giả là không về được. Dương Nghị Vân hỏi lại, ngươi có phải hay không tưởng được đến cái loại này giọt nước? Tử Kim đại tư tế gật đầu, đúng vậy, có thể tăng lên huyết mạch phản tổ chí bảo chi vật, thử hỏi thế gian yêu tộc lại có ai không nghĩ đâu. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, ta sống được lâu lắm, ở không đề cập tới thăng liền phải đến chết già nông nỗi, từ cửu hoàng tử trên người thấy được hy vọng. Vốn dĩ ta đều đã tư tâm, ở quá ngàn năm thời gian chính là tiêu tán là lúc, đều tính toán hảo công đạo hảo hậu sự liền đi cấm địa chờ chết, nhưng cửu hoàng tử xuất hiện lại bậc lửa trong lòng ta hy vọng. Lời nói ở đây Tử Kim đại tư tế Tử Kim sắc hai tròng mắt quang thải chiếu nhân lập lòe, ngữ khí cũng có vài phần ngẩng cao tiếp tục nói, ta hiện tại là thông ngộ sáu trọng thiên chỉ cần lại tiến thêm một bước, không chỉ có thọ nguyên vấn đề giải quyết, thậm chí có thể hỏi đỉnh lên trời lộ. Ta Tử Kim nhất tộc vốn chính là huyết mạch cao quý nhất tộc, huyết mạch tiến hóa khó khăn như thế nào, nhưng từ cửu hoàng tử trên người ta lại thấy được thật lớn hy vọng, hoặc là nói từ trên người của ngươi. Vốn dĩ đối cửu hoàng tử nghiên cứu khả năng còn cần mấy trăm năm thời gian mới có thể xác định, nhưng là không nghĩ tới ngươi đã đến rồi, nhưng ngươi xuất hiện lúc sau, ta liền biết cửu hoàng tử trên người huyết mạch phản tổ bí mật cùng ngươi thoát không được căn hệ. Quả nhiên a, một hồi đại chiến xuống dưới, bên cạnh ngươi mấy đầu đại yêu trên người đều tản mát ra cùng cửu hoàng tử trên người giống nhau hơi thở, huyết mạch phản tổ hơi thở, tuy rằng thực mỏng manh nhưng lại không thể gạt được ta. Dương Nghị Vân khóe miệng trừ trừ một chút nói, liền vì xác định một sự kiện,
người khiến cho tử kim nhất tộc 28 thông ngộ chịu chết. Có gì không thể sao? Bọn họ có thể thành tựu thông ngộ, đều có ta cái này đại tư tế một phần công lao, huống hồ ta là tử kim nhất tộc lão tổ tông cấp bậc, bọn họ có thể vì ta mà chết, chết có ý nghĩa, thiên đạo thay đổi, không phải trước kia, là đại thời đại bắt đầu, cũng là đại loạn bắt đầu. Một chủng tộc muốn sinh tồn đi xuống, yêu cầu chính là cường giả che chở, ta bất tử, tử kim nhất tộc bất diệt, về sau còn sẽ có cuồn cuộn không ngừng thông ngộ ra đời. Tử kim đại tư tế nói. Thật tàn nhẫn, nhưng ngươi nói rất có đạo lý. Dương Nghị Vân mở miệng. Ha ha, có lẽ ở ngươi trong mắt đây là ngoan độc, nhưng chúng ta là yêu tộc, cá lớn nuốt cá bé luật rừng sẽ không thay đổi, các ngươi nhân tộc bản chất giống nhau, thậm chí còn ở nào đó phương tiện các ngươi so yêu tộc ác hơn 100 lần. Tử kim đại tư tế mang theo trào phúng chi ý. Dương Nghị Vân không phủ nhận. Ngay sau đó nói, Xuyên Sơn Hiếu cùng hắn mẫu thân hay không còn sống. Nga liền Xuyên Sơn Hiếu chính là các ngươi cửu hoàng tử, tên là ta ban cho hắn. Xuyên Sơn Hiếu, Hiếu Tử Hiếu, là các ngươi nhân tộc văn minh từ ngữ, đến lúc đó thực thích hợp cửu hoàng tử, yên tâm đi, hắn mặc kệ nói như thế nào đều là ta hoàng bệ hạ thứ 9 tử. Ta sẽ không giết hắn, thậm chí còn về sau tử kim nhất tộc sẽ là hắn tới khống chế. Tử kim đại tư tế nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, hành, cuối cùng một vấn đề, hoặc là nói ta cho ngươi một cái cơ hội một cái lựa chọn. Mời nói, tử kim đại tư tế mở miệng. Ngươi, thần phục ta cho ngươi muốn. Dương Nghị Vân liệt miệng nói. Tử kim đại tư tế từ đầu tới đuôi đến nay đều là quần áo không hỉ không bi gương mặt. Nhưng là lúc này lại là hơi hơi mỉm cười nói, nhân tộc biết không, ta ở các ngươi nhân tộc thế giới du lịch đếm rõ số lượng vạn năm, tiên giới tông môn, thậm chí hạ giới tu chân giới, tiểu thế giới phàm nhân thủ đô từ, thể nghiệm quá ngồi phàm nhân, thượng quá chiến trường giết địch, tiến học viện đọc sách, đã làm triều đình. Nhân thế gian đủ loại đều trải qua qua, đối với các ngươi nhân tộc, trong lòng ta tràn ngập kính sợ, nhưng lại cũng xem thường, quá dối trá, thế gian trừ bỏ ta hoàng, không ai có thể người ta thần phục. Cho nên đánh mất ngươi ý niệm. Ta yêu cầu đồ vật ta biết trên người của ngươi có, cho nên ta sẽ từ trên người của ngươi cướp lấy, cũng không sẽ thần phục ngươi, cứ việc bên cạnh ngươi có thần cầm phượng hoàng, thậm chí làm ta kinh ngạc cảm thán ngay cả diệt sạch một cái kỷ nguyên thần vật côn bằng đều ở bên cạnh ngươi. Nhưng ta như cũ sẽ không thần phục bất luận kẻ nào tộc, không ai có thể trở thành chủ nhân của ta, ít nhất tiên giới không có, ngươi thực độc đáo, nhìn qua tu vi chỉ có tiên tôn, nhưng lại có thể sát thông ngộ, ngươi. Tựa người phi người, tựa tiên phi tiên, tựa thần lại phi thần, đích xác ngươi là ta dài lâu năm tháng chung gặp qua nhất kỳ quái quái thai, nhưng ngươi như cũ không đủ tư cách làm ta thần phục. Đối với tử kim đại tư tế nói, Dương Nghị Vân chút nào không kỳ quái, không tính toán một câu khiến cho hắn thần phục, chính là thử một chút mà thôi. Nhưng là kết quả vẫn là ra ngoài dự kiến, đây là một đầu trải qua nhân loại văn minh sông dài lễ rửa tội lão yêu quái, hắn tư tưởng đã không phải yêu tộc, càng không phải nhân tộc. Tựa hồ đã là tư tưởng siêu thoát cái loại này sinh linh. Ngạo. Liền này một chữ, có thể hình dung cái này tử kim đại tư tế. Hít sâu một hơi Dương Mẫu Nhân cười cười nói, kia nếu ta tặng cho ngươi cái loại này giọt nước đâu? Ha ha, nhân tộc ngươi cảm thấy ta sẽ hoặc là. Ngươi cái loại này giọt nước đích xác đối ta dụ hoặc là chí mạng, nhưng ta lại biết một khi dùng cái loại này giọt nước, ta sinh tử liền sẽ khống chế ở trong tay ngươi, cho nên đưa ta cũng không cần. Ta muốn từ trên người của ngươi đoạt lấy tới, muốn từ nghiên cứu trí nhớ của ngươi, muốn tiêu trừ giọt nước tác dụng phụ, ta không nghĩ chịu người khống chế. Tử kim đại tư tế mang theo trào phúng nói. Quả nhiên là lão yêu quái A, thành đại tinh. Dương Nghị Vân trong lòng cảm thán một câu, rồi sau đó có nói, vậy đánh cuộc một ván như thế nào? Chúng ta đánh một trận, ta thắng ngươi thần phục ta thua giao ra giọt nước, hơn nữa không làm bất luận cái gì phản kháng làm ngươi siêu hồn. Vốn là nên như thế, nhưng là nhân tộc, không phải ta coi khinh ngươi, liền bên người này đó đại yêu thêm cùng nhau, đều không phải đối thủ của ta, tuy rằng chúng nó chung có thần cầm thần thú, thậm chí là ngũ trọng thiên tồn tại, nhưng ngươi hẳn là biết thông ngộ chín cảnh giới, mỗi ba cái cảnh giới chính là một đạo thiên trảm, mà ta vượt qua hai đại thiên trảm, một người đủ rồi diệt các ngươi toàn bộ, thậm chí còn ta là tử kim đại tư tế, sở khống chế thần thông thuật pháp. Cùng đối với các ngươi nhân tộc văn minh nghiên cứu là các ngươi nhân tộc đều không thể so sánh với. Cho nên ngươi đây là ở chịu chết, nhưng ta hiểu biết các ngươi nhân tộc, không đánh trận này, ngươi trong lòng cũng sẽ không cam tâm, cho nên ta giải tiếp thu ngươi đánh cuộc, ta thua có thể thần phục ngươi, ha ha, hy vọng ngươi có cơ hội làm ta thần phục.
Tử Kim Đại Tư Tế giờ phút này liền chân chính như là một cái lão yêu quái, một cái lòng dạ cao ngạo đến vô biên, một cái nhìn như thấy rõ thế gian hết thảy lão yêu quái. Dương Nghị Vân lại là nở nụ cười, hắn phát hiện hắn có điểm thích cái này lão yêu quái. Một lời đã định, như thế nào đánh cuộc? Đem đối phương làm nằm sấp xuống. Liền như vậy đơn giản. Liền như vậy gian đơn giản. Vậy bắt đầu đi. Hảo A. Một già một trẻ, một người một yêu, cách xa nhau 5 đến 60 mét nhìn xa, đối thoại xong, nói cũng không có đang nói chuyện. Mỗi một khắc Tử Kim Đại Tư Tế biến mất. Dương Nghị Vân còn lại là mở miệng, bên trái 10 mét toàn lực xuất kích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Nghị Vân đang nói chuyện hết sức, trong tay Đồ Long kiếm cũng là nhất kiếm chém giết đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Tiểu Phượng Hoàng, Cá Trạch, Thử Vương cùng Tạ Gia Tam huynh đệ nghe được Dương Nghị Vân kêu gọi, không hề nghĩ ngợi đối với bên trái 10 mét chỗ toàn lực xuất kích. Cứ việc bọn họ trong tầm mắt nhìn lại, bên trái 10 mét giống tuếch, đây là muốn đánh hụt khí tiết tấu, nhưng lại đối Dương Nghị Vân mệnh lệnh lại là chấp hành không hơn không kém. Tất cả đều tin tưởng Dương Nghị Vân. Dù sao Dương Nghị Vân nói như thế nào đánh liền như thế nào đánh, không sai được. Quả nhiên một trận nổ vang lúc sau. Lại là công kích nơi chỗ Tử Kim Quang Mang đại tác. Cái này đại gia tất cả đều hiểu rõ, thật không công kích sai. Mà Dương Nghị Vân cũng là trong lòng vui vẻ, hiệu quả. Trong đầu dự chi địch nhân công kích hình ảnh hiệu quả. Hắn xuất hiện nghịch thiên hình ảnh thiên phú chính là dự chi địch nhân bước tiếp theo công kích hình ảnh. Tương đương là lập với bất bại chi địa ưu thế. Ngươi ở cường đại lại có thể như thế nào, ta đều có thể biết ngươi bước tiếp theo muốn như thế nào đối phó ta. Đương nhiên cũng là có khó khăn, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, biết là một chuyện, nhưng như thế nào ứng đối phá giải lại là mặt khác một chuyện. Bất quá Dương Mẫu Nhân không lại thần thông thủ đoạn, hơn nữa Tiểu Phượng Hoàng cùng Cá Trạch chờ đại yêu phụ trợ, một trận chiến này nhìn như gian nan lại cũng không khó. Đối này Dương Nghị Vân là có tin tưởng. Một cái hiệp dưới, hai bên tựa hồ có ăn ý tách ra. Giờ phút này Tử Kim Đại Tư Tế lại là trong lòng ở quay cuồng, hắn xem như Tử Kim nhất tộc chí giả, thậm chí có thể nói là toàn bộ dị vực giới yêu tộc chí giả, há có thể nhìn không ra là chuyện như thế nào. Tiểu tử này cư nhiên trước tiên phát động công kích, hơn nữa vừa lúc là hắn bước tiếp theo dừng lại vị trí, làm hắn nguyên bản ấp ủ tốt thần thông cư nhiên không thi triển ra tới, thật sự là tà môn. Nhất định là đánh bậy đánh bạ đi. Tử Kim Đại Tư Tế trong lòng như vậy an ủi. Ngay sau đó hắn nheo lại mắt hai tròng mắt chung ánh sáng tím bùng nổ, lại là vung tay lên đại địa bắt đầu run rẩy dựng lên. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là mở miệng nói, bay lên không 30 mét. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó Tiểu Phượng Hoàng chờ đại yêu không chút do dự rời đi mặt đất, bay lên không tới rồi 30 mét. Ầm ầm ầm. Liền ở bọn họ vừa mới bay vọt đến giữa không chung thời điểm. Mặt đất bùn đất từng cây bén nhọn sắc bén từ kim thạch thứ đại diện tích lao ra mặt đất, đạt tới 20 mét chi cao. Qua chủ nhân ngươi thật là thần A. Thử Vương nhìn không được mở miệng hoan hô một tiếng, nhìn dưới chân thạch thứ, trong lòng vẫn là có chút phát lạnh. Chúng nó đối mặt chính là từ kim nhất tộc Đại Tư Tế, là thông ngộ 6 trọng thiên cường giả, triệu hoán ngưng tụ mà ra này đó thạch thứ tự nhiên là không giống bình thường, cho dù là chúng nó đều có thông ngộ ngũ trọng thiên tu vi. Bị hàng ngàn hàng vạn thạch thứ cấp tới thượng một kích cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng mà này đó càng khiếp sợ chính là Tử Kim Đại Tư Tế, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nếu nói lần đầu tiên là đánh bậy đánh bạ nói, như vậy lần thứ hai liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Dương Nghị Vân. Nhân loại người có điểm ý tứ, cư nhiên có thể trước tiên biết trước ta công kích, nhưng này còn chưa đủ, kế tiếp liền tính là người có thể trước tiên biết ta bước tiếp theo muốn ra tay công kích. Khả năng không thể hóa giải, liền phải xem ngươi thật bản lĩnh, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tử Kim Đại Tư Tế trước nay chưa từng có nghiêm túc lên. Rất có một loại sư tử vồ thọ tư thế. Dương Nghị Vân nghe Tử Kim Đại Tư Tế nói chuyện, Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, chân chính khảo nghiệm tới rồi, hắn biết Tử Kim Đại Tư Tế nói không sai, liền tính là hắn cái này thiên phú có thể trước tiên biết trước đối phương công kích phương thức, nhưng chân chính nếu có thể hóa giải mới có thể. Đích xác hắn giờ phút này trong óc đã thấy được bước tiếp theo cái này lão yêu quái thủ đoạn, là phong tỏa. Hắn thấy được toàn bộ Tử Kim đại hẻm núi xuất hiện nùng liệt vô cùng Tử Kim sương mù, trên trời dưới đất toàn bộ đại hẻm núi đều là, hơn nữa nhìn không tới cái này lão yêu quái thân ảnh. Hắn rõ ràng thấy được đối phương kế tiếp thủ đoạn,
nhưng lại không có biện pháp làm ra ứng đối, càng không nghĩ lao ra đi. Bởi vì bọn họ ở Tử Kim Đại hẻm núi chỗ sâu trong, đối mặt bực này cường giả thủ đoạn, căn bản là trốn không thoát đi, cái loại này Tử Kim sương mù xuất hiện là toàn bộ đại hẻm núi ngay lập tức xuất hiện, bọn họ tốc độ lại mau cũng không làm nên chuyện gì. Cùng với lựa chọn trốn tránh không bằng đãi tại chỗ bình tĩnh đối đãi. Huống hồ hắn cũng không tính toán trốn. Trong đầu thấy được đối phương hình ảnh là một chuyện, nhưng hắn lại đối Tử Kim sương mù không hiểu biết, đó là cái gì? Rốt cuộc là sương mù, vẫn là cái gì? Có hay không cái gì không tốt vật chất tồn tại? Đại gia đừng bảo lưu lại toàn lực ứng đối, kế tiếp sẽ xuất hiện Tử Kim sương mù, làm tốt một ít chuẩn bị. Dương Nghị Vân mở miệng chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa bảo thủ phòng ngự. Phi Tiểu Phượng Hoàng một tiếng thét dài họa ra bản thể, giờ phút này giữa sân chỉ có Tiểu Phượng Hoàng không hóa hình, lúc này Tiểu Phượng Hoàng không có ở có điều giữ lại, bản thể trạng thái hạ mới là nàng nhất đỉnh trạng thái. Mặt khác như Thử Vương, Cá Trạch cùng Tạ Gia Tam huynh đệ đều là bản thể trạng thái. Đại gia quay chung quanh ở bên nhau, hình thành một cái hình tròn, từng người phòng ngự một cái phương vị. Ha ha! Một tiếng cười lạnh lúc sau, Dương Nghị Vân nhìn đến Tử Kim Đại tư tế biến mất, là hoàn toàn biến mất, hắn cảm thụ không đến đối phương hơi thở. Ngay sau đó nồng đậm Tử Kim sương mù, trống rỗng xuất hiện, cơ hồ là giây lát chi gian liền tràn ngập ở toàn bộ Tử Kim Đại hẻm núi. Cái gì đều xem không lớn. Tầm nhìn không đủ 3 mét. Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn chi mắt đều xem không đều 3 mét ở ngoài, thần thức cũng bị ngăn cản ở cái này khoảng cách. Quả nhiên, biết trước nhìn thấy, không nhất định hóa giải được a. Bất quá, như thế mới có ý tứ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người Tử Kim Đại tư tế có gì chờ thủ đoạn. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm. Theo sau đối Tiểu Phượng Hoàng chờ đại yêu đạo, các người vây ở một chỗ, đừng tách ra, mặc kệ nhìn đến cái gì nghe được cái gì đều đừng tách ra. Đừng xúc động, toàn lực ứng đối công kích, chờ mệnh lệnh của ta, ta đi gặp đại tư tế. Nói xong vung tay lên 10 đạo 10 sắc lưu quang xuất hiện, ngay lập tức chi gian hình thành một cái màn hào quang đem Tiểu Phượng Hoàng chúng nó bao phủ ở bên trong. Ca ta có thể giúp ngươi, Tiểu Phượng Hoàng mở miệng nói. Không cần, ta có chút thủ đoạn vừa lúc đi xác minh một chút, yêu cầu các ngươi ra tay thời điểm, ta sẽ mở miệng, chỉ lo bảo vệ cho bản tâm, này đó Tử Kim sương mù ảnh hưởng tâm thần. Khả năng sẽ sinh ra ảo cảnh, lúc này các ngươi không có phương tiện tiến vào trong đó. Dương Nghị Vân nói xong, một bước bước ra, chui vào Tử Kim sương mù trung biến mất không thấy. Cái này Tử Kim đại tư tế đích xác lợi hại, nhưng hắn trong lòng lời nói thật không phục, cũng muốn thử xem bực này Tử Kim sương mù có thể hay không mê hoặc trụ hắn. Hoặc là nói trong thân thể hắn 10 đại thuộc tính lực lượng, đối thượng bực này cao giai sương mù có thể hay không hóa giải, có cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng Tử Kim đại tư tế rất mạnh, là thông ngộ 6 trọng thiên tu vi tồn tại, nhưng chân chính bão nổi nói, hiện tại hắn có thể một hơi vận dụng 3 lần càn khôn thần điện lực lượng, đến lúc đó liền tính là làm bất tử hắn, cũng muốn làm Tử Kim đại tư tế xuất huyết nhiều. Dương Mẫu Nhân hiện tại chính là như vậy nghiêu, có như vậy tự tin tồn tại. Bất quá nói trở về, cái này Tử Kim đại tư tế đích xác cho hắn một loại phi thường khó chơi cảm giác, lão yêu quái đối nhân tộc thực hiểu biết. Thậm chí khả năng khống chế nhân tộc rất nhiều pháp thuật thần thông từ từ. Khác không nói, Tử Kim sương mù xuất hiện thời điểm, Dương Nghị Vân liền đã nhận ra này không đơn giản là sương mù, nội loại chính là bao hàm cao thâm trận pháp tồn tại, rất nhiều loại trận pháp vòng hoa tương khấu. Ảo trận cùng mê trận chính là một trong số đó. Lần đầu ở ngoài còn không biết có cái dạng nào thủ đoạn. Cũng thật là như thế, ngược lại khơi mào hắn muốn khiêu chiến dục vọng. Một cái yêu tộc khống chế trận pháp cư nhiên so với nhân tộc còn muốn cao, hoặc là nói trận pháp tạo nghệ đã siêu việt rất nhiều nhân tộc cường giả, thật là cái có ý tứ lão yêu quái. Ngạo khí, thực cao ngạo khí. Nhưng là Dương Mẫu Nhân khung so với hắn cùng ngạo khí. Ngươi một cái yêu tộc dùng nhân tộc văn minh trí tuệ tới đối phó lão tử cái này chân chính nhân tộc, đây là muốn làm gì, ở chỉ số thông minh thượng nghiền áp ta sao? Vậy như ngươi mong muốn. Làm ngươi nhìn xem chân chính nhân tộc thủ đoạn. Đương nhiên Dương Mẫu Nhân dám bước vào Tử Kim sương mù chung, trừ bỏ bị Tử Kim đại tư tế gợi lên hiếu thắng chi tâm ngoại, hắn lớn nhất tự tin đó là thân cụ thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng cùng pháp tắc, cứ việc pháp tắc chi lực ở đại tư tế trước mặt thực nhược. Nhưng thắng ở nhiều, thắng ở đầy đủ hết. Bởi vì hắn biết thế gian bất luận cái gì lực lượng bất luận cái gì trận pháp từ từ cấu thành, toàn đến từ chính thiên địa chung 10 đại lực lượng cùng 10 đại pháp tắc. Cho nên nói từ nào đó trình độ thượng tướng,
này đó tử kim sương mù cùng trận pháp đối hắn vô dụng. Hắn có thể phất tay chi gian đi phá rớt, nhưng lại không chuẩn bị phá rớt. Diễn kịch sao? Vậy theo diễn đi xuống, đến lúc đó tìm được sơ hở, cấp tử kim đại tư tế một đòn chí mạng, một trận chiến định càn khôn. Dương Mẫu Nhân bước vào ta tử kim sương mù chung, hắn nhắm lại hai mắt, thúc dục tiên tinh, trong cơ thể ngoại thiên địa chi gian, 10 đại thuộc tính lực lượng tràn đầy dựng lên. Cảm giác tới rồi hết thảy. Giờ phút này tử kim đại hiến tế tử kim sương mù đối hắn thùng rỗng kêu to. Tay phải cầm trong tay đồ long kiếm, phát ra ong ong tiện dân, thân kiếm hai mặt long văn ẩn ẩn lưu chuyển, dự trữ chờ phân phó. Tay trái cánh tay càn khôn hồ đồ án phát ra từng trận cực nóng, hắn tùy thời đều có thể xuất kích. Buông ra tâm thần lúc sau, hắn quanh thân 100 mét trong vòng thiên địa chung 10 đại thuộc tính lực lượng hội tụ, bực này với ở vô hình chung cũng đã hình thành một tầng phòng ngự. 100 mét trong vòng hết thảy sự vật toàn ở khống chế chung. Nhưng hắn lại là không có phát hiện tử kim đại tư tế tồn tại, cái này làm cho hắn khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cái này lão yêu quái đang ở 100 mét ở ngoài. Bất quá không quan hệ, hắn liền ở chỗ này chờ, chỉ cần 100 mét trong vòng có dị động hắn đều có thể làm ra phản ứng. Giờ phút này hắn khoảng cách tiểu phượng hoàng bọn họ 30 mét ngoại. Sở dĩ rời đi tiểu phượng hoàng bọn họ, cũng đúng là vì đem hỏa lực hấp dẫn đến trên người hắn, cũng là vì càng thêm chuyên tâm đối phó đại tư tế. Đồng thời không cho tiểu phượng hoàng chúng nó có hại. Hắn có cường đại cảm giác lực cùng thiên địa 10 đại lực lượng hạt giống ở trong cơ thể, tiểu phượng hoàng chúng nó nhưng không có. Dương Nghị Vân đối tử kim đại tư tế có kiêng kỵ, biết là cái khó chơi chủ nhân, cho nên rời xa tiểu phượng hoàng chúng nó 30 mét ngược lại là một loại bảo hộ, liền tính là có cái gì trạng thái cũng có thể trước tiên ứng đối. Dù sao ở hắn 100 mét trong vòng, liền có thể. Thông ngộ 6 trọng thiên tử kim đại tư tế tất nhiên là không giống bình thường. Dương Nghị Vân đang ở tử kim sương mù, nhắm mắt chung, nhưng thân thể trạng thái cũng đã đạt tới tốt nhất trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Vèo vèo, mỗi một khắc tiếng xé gió vang lên. Dương Nghị Vân khóe miệng một liệt, rốt cuộc tới sao? Bốn phương tám hướng vô số tử kim mũi tên nhọn đối với hắn mà đến, cường đại mũi tên nhọn làm không gian đều ở chấn động. Giờ phút này 500 mễ ở ngoài, tử kim đại tư tế nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, phất tay mà động ngưng tụ ra mấy trăm mũi tên nhọn mà đi. Khoảnh khắc chi gian liền đến Dương Nghị Vân trước người mấy chục mét. Đại tư tế khóe miệng có ý cười, này nhân loại đến lúc đó có ý tứ, nhắm mắt cảm giác sao? Ở ta tử kim đại tư tế tử kim pháp quang trong trận, người còn có thể phiên thiên không thành. Cơ hồ là 360 độ vô góc chết công kích, ở tử kim đại tư tế trong mắt, Dương Nghị Vân vô luận như thế nào là trốn không thoát, tạp, liền tính là né tránh cũng chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Nhưng thật ra có hứng thú cùng người này tộc quá so chiêu. Vô số tu luyện 5 tháng chung, là phi thường buồn tẻ, khó được có như vậy việc vui, chờ hoàn toàn phá hủy này nhân tộc lòng tự tin sau. Hắn ở ra tay bắt lấy, đến lúc đó muốn biết cái gì đều có thể. Nhưng mà ngay sau đó tử kim đại tư tế lại là sắc mặt cứng đờ, tức khắc ngây ngẩn cả người, cầm lòng không đậu nói, như vậy khả năng. Hắn mấy trăm chi kim loại tính ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, ở sắp dừng ở Dương Nghị Vân trên người thời điểm, lại là một chi chi tất cả đều ngừng lại, ngay sau đó hắn nghe được người kia tộc mở miệng nói, đốt cháy. Đốt cháy hai chữ lạc bế, mấy trăm mũi tên nhọn tức khắc toát ra ngọn lửa. Trong nháy mắt liền thành cho tàn. Liền nhiều như vậy không có. Đây chính là hắn từ tử kim sơn thể chung lấy ra tới tử tinh biến thành, hơn nữa hắn pháp lực thêm vào, cứng rắn trình độ đã siêu việt thượng phẩm tiên khí, lại là liền như vậy một chút hóa thành hôi phi. Hơn nữa hắn thúc dục dưới tốc độ, cư nhiên liền như vậy quỷ dị dừng lại, ngừng ở nhân tộc trước người không đủ 1 mét địa phương, liền đối phương một góc đều không có ai đến. Thật là, có ý tứ a. Tử kim đại tư tế hít sâu một hơi nói. Ngay sau đó hắn lại là chợt lóe thân tiến vào tử kim sương mù chung, hoặc là nói chính hắn trận pháp chung, liền ở khoảng cách Dương Nghị Vân 90 mễ địa phương dừng xuống dưới, ở trận pháp trong vòng hắn thao tác hết thảy công kích cũng đem uy lực tăng gấp bội. Coi thường này nhân tộc, tử kim đại tư tế chuẩn bị suốt toàn lực. Mà như cũng nhắm mắt chung Dương Nghị Vân lại là mịt mờ cười, hắn cảm giác tới rồi tử kim đại tư tế tiến vào hắn 90 mễ địa phương. Nhưng hắn như cũ đầu cũng không chuyển một chút, coi như làm không biết, chờ đợi tử kim đại tư tế tiếp theo sóng công kích thủ đoạn. Trên đời hắn trong đầu đã cảm thấy một bộ hình ảnh. Trong lòng cười thầm, trò chơi này bắt đầu rồi,
lại là không biết hắn có thể hay không chống đỡ. Nói đến cùng Tử Kim Đại Tư Tế chính là cường đại ngạo khí, mà Dương Mỗ Nhân vừa lúc, so với hắn cùng ngạo khí. Ngươi nãi nãi cái chân, ngươi một cái lão yêu quái mà thôi, cường đại liền cường đại được, nhưng ngươi đừng ở anh em trước mặt biểu hiện ngươi cảm giác về sự ưu việt, cái này hảo, ta liền đem ngươi cái lão yêu quái làm nằm sấp xuống. Cứ việc ta cảm giác ngươi cái lão yêu quái rất cường đại, nhưng ta cũng không kém a. Dương Mỗ Nhân trong lòng nghĩ sự, bắt đầu rồi mưu hoa, lần này cần đem Tử Kim Đại Tư Tế nâng lên cao, sau đó tự cấp hắn ngã xuống, một trận chiến định càn khôn. Giờ phút này Tử Kim Đại Tư Tế đứng ở Tử Kim Sương Mù bên cạnh nhìn Dương Nghị Vân, trong mắt hắn Dương Nghị Vân mặt chiều hắn mặt trái, như cũ vẫn không nhúc nhích đứng thẳng. Phất tay chi gian toàn bộ Tử Kim Quang Pháp trận nội Sương Mù quay cuồng lên, Tử Kim Đại Tư Tế mở miệng nói, lưỡi dao gió. Ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao gió xuất hiện, nháy mắt hóa thành lưỡi dao gió chi lâm, bốn phương tám hướng đem Dương Nghị Vân vây quanh lên. Lần này hết thảy đều là yên tĩnh, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì thanh âm, mà Tử Kim Đại Tư Tế lại là giơ lên tay, phảng phất chỉ cần hắn vung tay lên dưới, này đó lưỡi dao gió liền sẽ thêm thân Dương Nghị Vân. Đối này Dương Nghị Vân tựa hồ là hoàn toàn không có nhìn đến thậm chí cảm giác được. Tử Kim Đại Tư Tế thật đúng là cũng không tin tà. Hắn liền không tin tiểu tử này có thể nghịch thiên đi. Có thể trước tiên biết trước hắn muốn làm cái gì, này đích xác thực ghê gớm, nhưng biết là một chuyện, có thể hóa giải chính là mặt khác một chuyện. Kế tiếp ta mỗi một lần đều cho ngươi đại diện tích công kích xem ra như thế nào tiếp chiêu. Dương Nghị Vân khóe miệng mang theo ý cười, hắn tự nhiên là cảm thụ mà vô số lưỡi dao gió vô thanh vô tức bao phủ hắn, bất quá, không sợ. Bởi vì đây là phong thuộc tính lực lượng ngưng tụ mà thành lưỡi dao gió. Ở trên người hắn chỉ cần là thiên địa chung 10 đại thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành bất luận cái gì công kích đều có thể phá chi. Bởi vì hắn 10 đại lực lượng hội tụ ở bên nhau uy lực, quả thực là vô địch, nhưng ngưng tụ nhưng hóa giải, tuyệt đối không phải nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Nhưng lần này hắn chuẩn bị cấp Tử Kim Đại Tư Tế diễn một tuồng kịch, muốn dần dần đi làm hắn thả lỏng cảnh giác, như thế mới có thể cấp cái này kiêu ngạo Đại Tư Tế tới một cái tàn nhẫn. Ngay sau đó Tử Kim Đại Tư Tế vung tay lên. Đầy trời lưỡi dao gió hướng về Dương Nghị Vân trên người rơi đi. Ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang. Dương Nghị Vân phát ra một tiếng kêu rên, tất cả đều là 10 ánh sáng màu mang đại tác phẩm, vô số lưỡi dao gió dừng ở trên người hắn. Ngay sau đó lưỡi dao gió tan đi. Dương Nghị Vân khóe miệng để lại vết máu. Một màn này ở Tử Kim Đại Tư Tế trong mắt, chính là xem đến rõ ràng, hắn sắc mặt hiện lên một tia tự đắc. Đương nhiên đối Dương Nghị Vân cũng có một tia kính nể, vô số lưỡi dao gió chính là vững chắc dừng ở tiểu tử này trên người, tuy rằng toàn bộ bị chắn xuống dưới, nhưng chung quy làm Dương Nghị Vân hộc máu. Một màn này ở Tử Kim Đại Tư Tế đoán trước bên trong, lần này lưỡi dao gió công kích, có thể so vừa rồi mũi tên nhọn uy lực lớn mấy lần không biết, tiểu tử này như cũ chắn xuống dưới, không thể không nói có điểm ý tứ. Nhiên, sự thật thật là như thế sao? Không thấy được. Ở Dương Mỗ Nhân trong lòng, giờ phút này lại là ở nói thầm, lão yêu quái a, lưỡi dao gió thủ đoạn đích xác rất mạnh, dừng ở trên người là có điểm đau, nhưng cũng chính là có điểm mà thôi, khóe miệng vết máu, còn phải anh em cố ý giảo phá lợi a, cũng không biết kỹ thuật diễn quá quan không có. Đích xác này một đợt công kích cường đại, mà khi Dương Mỗ Nhân thúc dục trong cơ thể 10 đại lực lượng ngăn cản lúc sau, cũng liền như vậy hồi sự. Không có thương tổn cập hắn mảy may. Này cũng đầy đủ lại một lần chứng minh rồi, trong thân thể hắn 10 đại lực lượng cường hãn. Khóe miệng vết máu chính là diễn kịch cấp Tử Kim Đại Tư Tế xem. Đương nhiên đây mới là bước đầu tiên, kế tiếp hắn còn muốn tiếp tục diễn, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, lại cấp cái này lão yêu quái một đòn chí mạng, làm hắn từ thiên đường rơi xuống địa vực đi. Lão yêu quái người có bản lĩnh người triệt rất sương mù, đường đường chính chính đối sát a, tránh ở dựa theo hạ âm tay, tính cái gì bản lĩnh. Nhìn qua Dương Mỗ Nhân có hại tức muốn hộc máu mắng lên. Này ở Tử Kim Đại Tư Tế trong mắt, mới là hợp tình hợp lý. Nghe được Dương Nghị Vân mắng, Tử Kim Đại Tư Tế hơi hơi mang cười, chậm rãi mở miệng, bất quá hắn thanh âm lại là vang vọng bốn phương tám hướng, trôi nổi không chừng, cố ý cấp Dương Nghị Vân nắm lấy không ra. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, ta là yêu tộc, cũng không phải là các ngươi dối trá nhân tộc, sinh tử đánh nhau còn muốn đem nói cái gì chó má quy củ. Các người nhân tộc không phải có câu nói sao, đã phải làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ta nhưng không thèm để ý này đó. Yêu chính là yêu,
cái gì thủ đoạn đều có thể thi, này Tử Kim Quang Pháp trận chính là ta bản lĩnh, ngươi nếu là có thủ đoạn cũng dùng ra tới, ta đều tiếp theo, đây mới là bắt đầu, ta thật lâu đều không có động thủ, cũng tịch mịch, liền vậy ngươi tiểu tử giải giải buồn, ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi nhanh như vậy chết, ít nhất ở ta không được đến trên người của ngươi cái loại này giọt nước phía trước, sẽ không làm ngươi chết, chỉ là làm ngươi hiểu biết ta Tử Kim đại tư tế thủ đoạn, làm ngươi biết biết cái gì là thông ngộ sáu trọng thiên đại yêu. Tử Kim đại tư tế nhìn tức muốn hộc máu Dương Nghị Vân chậm rãi nói chuyện, trong giọng nói tràn ngập đắc ý. Dương Nghị Vân còn lại là nghe được đến từ bốn phương tám hướng thanh âm, trong lòng cười thầm, cái này lão yêu quái, thật đúng là khó chơi nhân vật, cẩn thận chặt chẽ a. Nhưng đối làm hắn tới nói, không đáng giá nhắc tới, bởi vì hắn 10 đại năng lượng phóng xuất ra tới sau, trăm mét trong vòng thiên địa chi gian chính là hắn một cái 10 đại thuộc tính lực lượng hình thành không gian. Thoạt nhìn hắn bị nhốt ở Tử Kim sương mù chung, kỳ thật giờ phút này Tử Kim đại tư tế đã vây ở hắn không gian trong vòng. Tưởng chơi vậy đến đây đi. Lão yêu quái có cái gì thủ đoạn thi triển ra đến đây đi, lão tử toàn bộ tiếp theo. Dương Nghị Vân mắng, khắp nơi loạn đi, lại là một chút hướng về Tử Kim đại tư tế tới gần. Hảo a, ở thử xem lão phu thủ đoạn đi Tử Kim ngọn lửa đi. Tử Kim đại tư tế vung tay lên nháy mắt Dương Nghị Vân bốn phía bốc cháy lên Tử Kim nhan sắc ngọn lửa, một chút liền ở Dương Nghị Vân trên người thiêu đốt dựng lên. A a a. Ngay sau đó Dương Nghị Vân kêu thảm thiết lên, đôi tay múa may lại là nhìn lại muốn tan biến trên người Tử Kim ngọn lửa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngược lại càng lúc càng lớn. Ha ha, bổn hiến tế Tử Kim ngọn lửa chính là ta Tử Kim nhất tộc thiên phú ngọn lửa, không thua gì thiên địa dị hỏa, thiêu đốt dựng lên. Trừ phi tiểu tử ngươi tu vi vượt qua ta cái này thông ngộ sáu trọng thiên, nếu không đừng nghĩ tắt. Nhân tộc tiểu tử, ngươi có thể quỳ xuống cầu ta, yên tâm ta sẽ không một chút liền thiêu chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi siêu siêu Tử Kim ngọn lửa tư vị, như thế nào xin tha đi. Tử Kim đại tư tế cười ha hả nói. Giờ phút này Dương Nghị Vân đã tiếp cận Tử Kim đại tư tế 30 mét. Dương Nghị Vân như cũ kêu thảm thiết, ngay sau đó lại là từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Dừng ở trên mặt đất tiếp tục quay cuồng, thoạt nhìn là vô cùng thống khổ. Mà Tử Kim đại tư tế giờ phút này đã nắm chắc thắng lợi. Một cái lắc mình lại là trực tiếp xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người không đủ 3 mét nơi, toàn thân bao phủ ở Tử Kim sương mù chung. Nhìn lại căn bản là nhìn không tới hắn tồn tại. Nhưng trên mặt đất kêu thảm thiết quay cuồng Dương mẫu nhân khóe miệng giơ lên lên. Đương Tử Kim đại tư tế xuất hiện tại bên người 3 mét chỗ sau, hắn bỗng nhiên chém ra tả vòng. Một đạo chói mắt vô cùng tinh quang bùng nổ mà ra. Ầm vang. Đương nhiên là Dương mẫu nhân thúc dục càn khôn thần điện chi lực. A, à, Tử Kim đại tư tế ở trước tiên liền cảm giác không đúng, bản năng về phía sau bạo lui, hơn nữa toàn thân Tử Kim quang mang đại tác ngăn cản. Nhưng lại không nghĩ tới một cổ làm hắn mí mắt cú sốc lực lượng trực tiếp oanh kích trong người, nháy mắt hắn như sấm đánh, căn bản là không ngăn trở, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Liền như vậy trong nháy mắt, toàn bộ Tử Kim đại hẻm núi sương mù tím khí tiêu tán, Dương Nghị Vân đánh trúng Tử Kim đại tư tế trở phá hắn pháp. Động thủ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân giống lớn một tiếng, hắn này một tiếng tự nhiên là đối tiểu Phượng Hoàng cùng cá trạch chúng nó nói, đã sớm ở Tử Kim đại tư tế ngọn lửa xuất hiện thời điểm Dương Nghị Vân liền truyền âm qua đi, làm tiểu Phượng Hoàng chúng nó chuẩn bị sẵn sàng. Đây là song bảo hiểm, hắn một kích càn khôn thần điện chi lực vẫn là sợ bị thương nặng không được cái này đại tư tế. Rốt cuộc lão yêu quái là thông ngộ sáu trọng thiên tồn tại, không tầm thường. Pi, hồng, giống giống, chi, đã sớm chuẩn bị tốt tiểu Phượng Hoàng, cá trạch, thử vương, điêu nhi, tạ gia tam huynh đệ, đang ở giữa không trung, đối với bay ngược đi ra ngoài Tử Kim đại tư tế bạo phát từng người toàn lực một kích, đủ mọi màu sắc pháp lực công kích nháy mắt liền vùi lấp Tử Kim đại tư tế. Ầm ầm ầm, vang vọng toàn bộ Tử Kim đại hẻm núi nổ vang thẳng xuyên tận trời. Ở nổ vang chung hỗn loạn Tử Kim đại tư tế tiếng kêu thảm thiết. Lúc này đây hắn là đại ý. Nhưng ai có thể nghĩ đến Dương mẫu nhân chính là cái quái thai đâu. Tử Kim ngọn lửa thiêu đốt trong người, Dương mẫu nhân thúc dục trong cơ thể thiên tinh lúc sau 10 đại lực lượng phát ra mà ra đại bình lực lượng, chu hộ toàn thân, căn bản liền không có thương đến hắn một cây lông tơ, gần là làm Tử Kim ngọn lửa bám vào thân thể mặt ngoài, diễn kịch cấp Tử Kim đại tư tế xem. Cuối cùng ở Tử Kim đại tư tế tới gần thời điểm, ở nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm, thúc dục càn khôn thần điện chi lực. Kết quả nhất chiêu liền chung. Hơn nữa tiểu Phượng Hoàng chúng nó bổ đao tự,
lúc này đây liền tính là làm bất tử tử kim đại tư tế cũng tuyệt đối muốn cho cái này thông ngộ sáu trọng thiên con tê tê bị thương nặng. Dương Nghị Vân ở trước tiên vèo một chút vọt đi lên, buông ra 10 đại lực lượng, cùng thiên địa chi gian thuộc tính pháp tắc giao tương hô ứng đè ở tử kim đại tư tế trên người. Chờ tiểu phượng hoàng chúng nó công kích hoàn thành lúc sau, hắn thấy được trên người vỡ nát đại tư tế, nhếch miệng cười, một bước hướng quá, đôi tay mà ra một tức chi gian ở đại tư tế trên người hạ trăm nói sinh tử phù. Chạm vào. A. À. Phốc. Cuối cùng Dương Mẫu Nhân một chân dẫm lên tử kim đại tư tế ngực, làm đại tư tế kêu thảm thiết hộc máu. Hắc hắc, đại tư tế người thua a. À. Dương Mẫu Nhân lúc này là một bộ dọa người biết được sắc mặt. Qua. À. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, tử kim đại tư tế nhịn không được lại là một ngụm máu tươi nhổ ra. Sỉ nhục a. À. Ngạo khí đến linh hồn chỗ sâu trong tử kim đại tư tế chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị một nhân tộc hậu bối đạp lên dưới chân, trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Hắn biết chính mình đại ý, phạm vào rất nghiêm trọng sai lầm, nhưng hết thảy đều chậm, nói đến nói đi này nhân tộc tiểu tử chính là cái quái vật biến thái. Hắn mỗi lần ra tay đổi làm bất luận kẻ nào cho dù là cùng cấp bậc thông ngộ sáu trọng thiên tu vi nhân tộc, cũng đều có thể giết chết, ai biết hết thảy thủ đoạn ở cái này nhân tộc tiểu tử trên người tất cả đều không nhạy. Hơn nữa còn vô sỉ giả bộ một bộ tư thái làm hắn thả lỏng cảnh giác. Nhưng hiện tại nghĩ đến, cảm thụ vừa rồi tiểu tử này một quyền bùng nổ mà ra uy lực, hắn ngẫm lại tựa hồ chính mình cũng khó có thể ngăn trở. Quá cường đại. Tuyệt đối không phải một nhân tộc thậm chí không phải tiên giới sinh linh có thể khống chế lực lượng. Nếu là ở cường đại vài phần, tử kim đại tư tế tuyệt đối hắn sẽ bị một kích nháy mắt hạ gục. May mắn tiểu tử này tựa hồ đối cái loại này lực lượng cũng không phải toàn bộ có thể khống chế. Nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua, tử kim đại tư tế trong lòng vừa động, giữa mày một đạo ánh sáng tím hiện lên, lại là một cái một tấc tiểu nhân tử kim con tê tê hiện lên, đây là hắn yêu hồn ấn ký. Nhân tộc ta thua, giao ra yêu hồn, nguyện ý thần phục ở ngươi dưới chân. Nói ra những lời này sau, tử kim đại tư tế như là rút cạn toàn thân sở hữu lực lượng. Giờ phút này hắn trong lòng ngạo khí biến mất không còn một mảnh, bị Dương Nghị Vân hoàn toàn đánh tan. Ha ha, ngươi nhưng thật ra quang côn. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười vung tay lên đại tư tế yêu hồn ấn ký tiến vào hắn nguyên thần bên trong, như thế hắn thủ hạ nhiều một người thông ngộ sáu trọng thiên đại yêu. Hô! Kỳ thật Dương Mẫu Nhân cũng nghĩ mà sợ. Dương Mẫu Nhân nghĩ mà sợ là bởi vì hắn rõ ràng, lực lượng của chính mình cố nhiên quỷ dị. Thậm chí còn có tiểu phượng hoàng chúng nó thêm cùng nhau lực lượng, cũng vô pháp chiến thắng thông ngộ sáu trọng thiên tử kim đại tư tế. Điểm này hắn cảm giác là phi thường rõ ràng. Cho nên chỉ có thể mất công, đi tính kế đi yếu thế, làm tử kim đại tư tế thả lỏng cảnh giác, lại cho hắn một đòn chí mạng. Mà càn khôn thần điện lực lượng cố nhiên cường đại vô cùng, đối tuyệt đối không phải vô địch. Bất quá hiện tại hết thảy đều kết thúc, tử kim đại tư tế bị hắn dẫm lên dưới chân. Cái này lão yêu quái đảo cũng dứt khoát, trực tiếp giao ra yêu hồn. Thật sự là lão yêu tinh. Xem tình thế so cái gì đều chuẩn. Nếu là không như vậy dám, còn như vậy ngạo khí, tuyệt đối chính là tìm chết. Mà Dương Nghị Vân đích xác sẽ xử lý hắn. Đứng lên đi đại tư tế. Dương Nghị Vân cười cười buông lỏng ra đạp lên đại tư tế ngực chân. Khụ khụ. Tử kim đại tư tế ho ra máu bỏ dậy, lại là quỳ xuống. Miệng sưng, bái kiến chủ nhân. Dương Nghị Vân khóe miệng giơ lên nói, người bản thể cũng chưa hóa hình ra tới, vì cái gì lại phản kháng một chút, người hẳn là rõ ràng ta kỳ thật pháp lực cũng không cường đại. Không ý nghĩa, chủ nhân chi bùng nổ mà ra kia một quyền chi uy, nhiều nhất tam hạ là có thể diệt sát ta, liền tính là hóa ra bản thể cũng không hề ý nghĩa, các ngươi nhân tộc có cách ngôn nói rất đúng, biết rõ không thể mà vẫn làm, đó chính là ngu xuẩn, thuộc hạ không phải xuẩn yêu. Tử kim đại tư tế thực quang côn nói. Dương Nghị Vân thật đúng là xem trọng cái này lão yêu quái giống nhau, là một nhân tài, Nga không phải cái yêu mới, dùng hảo là có thể thực thư thái, cái này đại tư tế thực thông minh. Nhân tình giống nhau cái loại này. Cũng không biết có phải hay không lão yêu quái cảm giác tốt đẹp, vẫn là nhìn ra cái gì, dù sao hắn càn khôn thần điện chi lực nhiều nhất cũng liền bùng nổ ba lần. Lẽ ra lão yêu quái chân chính hóa ra bản thể liều mạng. Hắn liền chưa chắc có cơ hội bùng nổ ba lần càn khôn thần điện, hắn như thế nào liền từ bỏ phản kháng đâu. Giờ phút này tiểu phượng hoàng chúng nó một đám xuất hiện ở bên người, nháy mắt Dương Nghị Vân suy nghĩ cẩn thận.
chỉ dựa vào chính hắn liền tính là bùng nổ 3 lần càn khôn thần điện chi lực hoàn toàn diệt sát Tử Kim đại tư tế là khó khăn, chỉ thiếu lão yêu quái tuyệt đối có thể đào tẩu. Nhưng nếu là hơn nữa tiểu phượng hoàng mấy cái nói, đó chính là cũng đủ có thể không tiêu diệt lão yêu quái kết cục. Bất quá đối với trốn con đường này, Tử Kim đại tư tế tuyệt đối có thể đào tẩu, nhưng như cũng không đào tẩu, thực quang côn giao ra yêu hồn tới. Cái này làm cho hắn vẫn là đối cái này lão yêu quái xem trọng liếc mắt một cái, hoặc là nói đoán được Tử Kim đại tư tế ý tưởng, tức khắc Dương Mẫu Nhân liền cảm giác như là bị tính kế giống nhau, tâm lý có chút không thoải mái lên. Nhìn Tử Kim đại tư tế hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có phải hay không đoán chắc ta không giết ngươi? Tử Kim đại tư tế ngẩng đầu ánh mắt nhìn Dương Nghị Vân thực bình tĩnh trả lời nói, là, thuộc hạ trực giác còn tính không tồi, cảm giác chủ nhân là sẽ không giết thuộc hạ. Nói tiếng người, Dương Nghị Vân mày nhăn lại. Hảo đi, lời nói thật là, thuộc hạ là Tử Kim đại tư tế, rất là thông ngộ sáu trọng thiên đại yêu, sáu trọng thiên cấp bậc tu vi trước mắt tới nói, ở toàn bộ tiên giới cũng đều tính có giá trị, đặc biệt là ở thế hệ trước cường giả đi lên trời lộ lúc sau, liền càng thêm đáng giá. Chủ nhân sẽ lưu trữ thuộc hạ, bởi vì chủ nhân ngươi yêu cầu đại yêu hiệu lực, nếu không cũng sẽ không thu nạp Phi Ưng Sơn cùng Sư Tử Vương tọa hạ thông ngộ đại yêu, thuộc hạ nghĩ đến chủ nhân ngài tới ta Tử Kim nhất tộc, trừ bỏ cửu hoàng tử ở ngoài, cũng tất nhiên là nguyên nhân này. Mà thuộc hạ bị chủ nhân bị thương nặng, cũng kiến thức tới rồi chủ nhân bất phàm thủ đoạn, thật là bất đồng bất luận kẻ nào tộc, hoặc là nói ở thuộc hạ xem ra chủ nhân ngươi tương lai tiềm lực thật lớn, đi theo chủ nhân có lẽ cũng là cái không tồi lựa chọn. Đương nhiên trọng điểm là ta nguyện trung thành chủ nhân có thể cho ta cái loại này có thể tăng lên huyết mạch giọt nước. Nếu là huyết mạch tăng lên thuộc hạ là có thể nâng cao một bước, bên này là thuộc hạ không phản kháng hoặc là nói từ bỏ phản kháng, cũng không chạy nguyên nhân. Tử Kim đại tư tế nói ra lý do. Dương Nghị Vân khóe miệng trừ trừ, không thể không nói cái này lão yêu quái, đem hắn trong lòng cân nhắc thất thất bát bát, hắn thật là như vậy tưởng. Một cái thông ngộ sáu trọng thiên đại yêu. Khả ngộ bất khả cầu, chính hắn sẽ không giết rớt. Thành tinh A. Hít sâu một ngụm Dương Nghị Vân nhìn Tử Kim đại tư tế nói, ngươi liền như vậy xác định, ta sẽ cho tăng lên huyết mạch bảo vật. Không phải thập phần xác định, cũng không phải đoán, mà là lý tính phân tích giá trị, chủ nhân ngươi tăng lên thuộc hạ huyết mạch, tương đương là gia tăng rồi tự thân thực lực, cho nên chỉ cần chủ nhân ngài đầu óc không xấu rớt, tin tưởng là vui tăng lên thuộc hạ huyết mạch gia tăng thuộc hạ thực lực, chẳng lẽ không phải sao? Tử Kim đại tư tế không cổ họng không tin nói. Một chút đều không có trở thành tù nhân giác ngộ. Ha ha, xem như ngươi lợi hại, đứng dậy đi, lão yêu quái, không thể không nói ngươi là cái triệt triệt để thành tinh lão yêu quái. Dương Nghị Vân là thật phục, Tử Kim đại tư tế cơ hồ giống như là hắn con run trong bụng giống nhau, đương nhiên chút lời nói không phải đoán, mà là hoàn toàn ở phân tích hắn tự thân giá trị. Nhưng tất cả đều đối, Dương Nghị Vân cũng nhận đồng. Đa tạ chủ nhân. Tử Kim đại tư tế lúc này mới đứng dậy, nhưng tâm lý cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn làm sao không phải ở đánh cuộc Dương Nghị Vân không phải một cái kẻ điên. Vạn nhất Dương Nghị Vân đem hắn cấp giết, không phải bạch đã chết. Còn hảo, hắn đánh cuộc chính xác. Này hoàn toàn đắc ý với, hắn ở nhân tộc thế giới các mặt du lịch kiến thức, cùng đối nhân tâm nhân tính nghiền ngẫm. Hiển nhiên hắn thành công. Về sau không ta cho phép, đừng đoán ta tâm tư, nếu không ngươi sẽ bị thương. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói một câu, này xem như nghiêm trọng cảnh cáo, không có biện pháp cái này lão yêu quái quá yêu, làm hắn đều có chút sợ. Thuộc hạ không dám Tử Kim đại tư tế cúi đầu nhận sai, cơ hồ là đem đầu 90 độ phía dưới. Mang ta đi thấy Xuyên Sơn Hiếu, Dương Nghị Vân cuối cùng là buông tha Tử Kim đại tư tế. Là, chủ nhân thỉnh cùng thuộc hạ tới, Tử Kim đại tư tế hơi hơi khom người, nghiêng đi thân mình ý bảo Dương Nghị Vân phía trước đi. Hắn giờ phút này nghĩ tới thật lâu trước kia tại thế tục phàm nhân giới rèn luyện thời điểm, gặp qua thành tín nhất để cho chủ nhân yên tâm một cái chức nghiệp, đó chính là trong hoàng cung thái giám. Đại tư tế giờ phút này đem hắn nhân vật đại nhập vào thái giám vị trí, mà Dương Nghị Vân chính là cái nào hoàng thượng, muốn làm chủ nhân thư thái, làm chủ nhân ban cho hắn tăng lên huyết mạch bảo vật, liền nhất định phải làm một cái đủ tư cách đại thái giám. Nháy mắt liền hai trên người khí chất đều thay đổi. Trở nên có điểm A dua có điểm bi khiêm có điểm tiện. Dương Nghị Vân đi ở phía trước, Tử Kim đại tư tế lại là đi theo hắn phía sau nửa người khoảng cách, không xa không gần, nhưng là Dương Nghị Vân cảm nhận được cái này lão yêu quái hơi thở có điểm biến hóa, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua,
lại thấy Tử Kim đại tư tế mặt già thượng lập tức hiện lên một cái a du cúc hát xa cười. Ta nói ngươi cái lão yêu quái, lại làm cái gì yêu? Ta như vậy cảm giác ngươi đột nhiên thực nháy mắt, nhưng lại cảm thấy tưởng đá ngươi một chân đâu. Dương Nghị Vân là thật là kỳ quái, cái này lão yêu quái thật là thái độ thượng có biến hóa, nhưng chính là nói không lên, hơn nữa cảm giác có điểm quen thuộc. Tử Kim đại tư tế a du lấy lòng tươi cười càng sâu, vội vàng nói, chủ tử, lão nô biến hóa này chủ tử còn thích. Trừ bỏ tưởng đá ngươi ở ngoài, cảm giác còn rất không tồi, nói một chút đi, ngươi làm đây là cái gì yêu? Chủ tử cái này xưng hô rất không tồi, thân thiết, ha ha. Dương Nghị Vân cười cười hỏi. Tử Kim đại tư tế cũng cười nói, chủ tử, lão nô nếu nguyện trung thành chủ tử, kia hầu hạ chủ tử chính là lão nô nhất đẳng nhất đại sự, tự nhiên phải dùng thành tín nhất chân thành nhất thái độ đối đãi. Lão nô thật lâu trước kia tại thế tục thả người ta hoàng cung đãi quá, luận hầu hạ người không có bất luận cái gì chức nghiệp so được với thái giám, bọn họ mỗi ngày chuyện gì đều không làm, chuyên môn cân nhắc hầu hạ chính mình chủ tử, cho nên thực thảo chủ tử chi kỳ. Này bất lão nô ngẫm lại sau này liền lấy thái giám nhân vật hầu hạ chủ nhân, hơn nữa vì thể nghiệm đại đạo, lão nô thân thủ thiến chính mình, đã làm hoàng cung đại thái giám, làm cũng không tệ lắm, sau này chủ nhân ngài chính là lão nô hoàng thượng. Là lão nô chủ tử, lão nô chắc chắn vì chủ tử máu chảy đầu rơi tan xương nát thịt. Nói chuyện trung Tử Kim đại tư tế lại là 90 độ khom người đi xuống. Nhưng Dương Nghị Vân đâu? Hảo đi, nghe xong Tử Kim đại tư tế nói chuyện, đương trường liền ngây ngẩn cả người, nửa ngày lúc sau xác thật phát ra cuồng tiếu, oa a ha 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 ha. Dương mẫu nhân cười nước mắt đều xuống dưới, hắn không nghĩ tới cái này Tử Kim đại tư tế còn có như vậy trải qua, hoàn toàn ra ngoài dự kiến a. Thứ này cư nhiên đem chính mình thiến đi đã làm thái giám. Tuy nói là vì hồng trần rèn luyện, hiểu được đạo tặc, nhưng mạch não, thật sự là một cái, yêu. Bất quá không thể không nói, hắn bắt đầu có điểm thích cái này lão yêu quái. Tưởng tượng thấy bên người có cái lão thái giám hầu hạ thể nghiệm, có lẽ cũng rất thú vị. Thật sự không tồi. Chỉ thiếu cái này lão yêu quái hiện tại nói chuyện hắn liền cảm giác thực hưởng thụ. Cười xong lúc sau Dương Nghị Vân mới mở miệng nói. Hành, thành toàn ngươi, ban cho ngươi Tử Kim công công danh hào, về sau liền đi theo ta bên người, ngươi chính là ta vân môn đệ nhất đại thái giám. Đa tạ chủ tử ban danh giờ phút này Tử Kim đại tư tế, Nga không đúng, hiện tại hẳn là Tử Kim công công, cũng là tràn ngập vui sướng, thanh âm đều có điểm biến điệu. Dương Nghị Vân còn lại là hoàn toàn vô ngữ, hắn có thể cảm nhận được, cái này lão yêu quái là đánh trong lòng thích làm thái giám. Thật muốn cậy ra hắn đầu nhìn xem là bộ dáng gì. Suy nghĩ cái gì đâu? Dương Nghị Vân không nghĩ ra, nhưng là Tử Kim công công lại là suy nghĩ lâm vào một đoạn thật lâu trước kia trong hồi ức, làm thái giám thời điểm một đoạn hồi ức, kia đoạn hồi ức với hắn mà nói là hắn thời gian dài chung tốt đẹp nhất hồi ức, cho nên hắn kỳ thật thực thích làm thái giám nhân vật này. Dương Nghị Vân cũng chưa nghĩ đến chính là, hôm nay nhận lấy một cái Tử Kim công công đại thái giám, lại là ở bao nhiêu năm sau, thành tựu tiên giới nghe tiếng sợ vỡ mật Tử Kim công công. Cũng trở thành hắn Dương Nghị Vân một cái chiêu bài. Lão cẩu đừng sững sờ, chạy nhanh dẫn đường, nơi này sự tình xong xuôi, chúng ta còn phải đi cá mập trắng kình vương địa bàn. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ giờ phút này kêu lão cẩu so sánh với Tử Kim công công sẽ cùng thích. Quả nhiên cái này lão yêu quái, ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, tới rồi, chủ tử phía trước cái này sơn động đi vào chính là Tử Kim cung, lão nô kỳ thật không đem cửu hoàng tử thế nào, chỉ là đem hắn giam lỏng. Làm hắn an tâm tu luyện, thuận tiện nghiên cứu hắn huyết mạch, cửu hoàng tử hiện giờ huyết mạch đã thành Tử Kim huyết mạch, thậm chí tiềm lực còn ở bay lên kỳ đâu, chủ tử ngươi cái loại này giọt nước thật là thế gian chí bảo. Một hồi mông ngựa qua đi, Dương mẫu nhân nghe thực hưởng thụ, cười cười nói, chờ chuyện ở đây xong rồi, không thể thiếu ngươi một phần. Xem như cấp đại thái giám Tử Kim công công một cái hứa hẹn. Đa tạ chủ tử, Tử Kim con tê tê nhất tộc chiếm cứ một cái phong thủy bảo địa. Điểm này đều không khoa trương. Ở Tử Kim công công dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân một hàng vẫn luôn thâm nhập Tử Kim đại hẻm núi chỗ sâu trong, sau đó tiến vào sơn thể chung. Dựa theo Tử Kim công công cách nói toàn bộ sơn thể trong vòng là tự thành một phương không gian, trải qua vô số năm tu sửa trở thành Tử Kim hoàng cung. Tử Kim sắc sơn thể, độc nhất vô nhị nhan sắc, cổ xưa dày nặng núi non đã có linh khí, mỗi một chỗ đều tán phát thiên địa nguyên khí. Thượng có phong, động có nham, phong nham kết hợp, hình thành thuần dương hội tụ nơi, nãi động thiên phúc địa. Đi vào cao khoan 5 đến 60 mét Tử Kim sơn động,
đệ nhất cảm giác chính là xa hoa cao quý, mặt đất trải qua có thể mài rũa bình tĩnh sáng ngời như là gương, nên thượng nên hạ địa phương đều là bậc thang, một chút đều đơn sơ. Hai bên các loại điêu khắc, tất cả đều là tử kim thạch điêu khắc mà thành tử kim con tê tê bản thể, hai sườn trên vách động khắc họa một vài bức bức họa, ký lục tử kim con tê tê nhất tộc phát triển lịch sử. Toàn bộ sơn động trong vòng có độc đáo tử kim hoa trang trí, còn có một đám thủ vệ cung nữ. Sơn động rất dài, vẫn luôn kéo dài mà đi. Hai sườn mỗi cái 100 mét liền có tả hữu tương đối huyệt động đại môn, điêu khắc tinh mỹ, dùng tử kim công công nói đều là một đám thiên điện. Cuối đó là tử kim nhất tộc hoàng cung. Một đường đi đến Dương Nghị Vân phát hiện rậm rạp con tê tê, các loại hơi thở đều có, bất quá chính là không có một đầu thông ngộ tồn tại. 28 đầu thông ngộ con tê tê, 17 đầu bị cá trạch cùng thử vương cấp nuốt, dư lại 10 đầu bị hắn bắt lấy ném vào càn khôn hồ không gian. Duy nhất cường giả tử kim công công cũng thần phục, hiện tại toàn bộ tử kim nhất tộc hẳn là đều không có thông ngộ cường giả tồn tại. Bất quá yêu tôn cấp bậc cùng yêu đế cấp bậc lại là thật không ít, một đường đi tới hai sườn thiên điện hơi thở tất cả đều là yêu đế yêu tôn, không dưới mấy trăm. Này cũng coi như là tử kim nhất tộc nội tình. Dựa theo tử kim công công cách nói, này còn chỉ là tử kim ngoài hoàng cung vây, phần lớn đều không phải tử kim huyết mạch con tê tê, trong hoàng cung còn có 500 chi số tử kim nhất tộc, đều là yêu đế yêu tôn. Nghe cái này là số lượng, liền tính là Dương Nghị Vân cũng líu lưỡi, không hổ là đầu sỏ nội tình, này tử kim nhất tộc sợ là dị vực giới 5 đại đầu sỏ chung thế lực lớn nhất. Một đường đi đến, Dương Nghị Vân cùng tử kim công công đối thoại, cũng đem tử kim nhất tộc hiểu biết một cái thất thất bát bát. Đương nhiên với hắn mà nói hiện tại cũng không có gì dùng, hắn đến từ tử kim nhất tộc liền hai việc. Đệ nhất tới tìm Xuyên Sơn Hiếu, thuận tiện tống tiền, điểm này gió thu đã đánh. Đệ nhị, đến xem tử kim nhất tộc có hay không về mặt khác đại yêu tin tức, thật đáng tiếc tử kim công công nói sao có. Điểm này ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, vốn dĩ lần này tiến đến dị vực giới tìm được rồi tiểu Phượng Hoàng, Thử Vương, Tử Hoàng cùng một chúng năm đó đại yêu. Với hắn mà nói đã là lớn nhất thu hoạch. Đương nhiên còn có Khổng Tước cùng Hỷ Thước này hai cái hắn yêu tộc nữ nhân. Chẳng qua Dương Nghị Vân không sốt ruột đi tiếp các nàng bị Thử Vương cùng Tử Hoàng an bài ở một cái khác địa phương bế quan tu luyện. Mà lần này hắn tới dị vực giới quả thực chính là đại náo dị vực giới, còn chuẩn bị đi cá mập trắng kình địa bàn, hắn trong lòng nghĩ đem dị vực giới chuyển tới lúc sau, trước khi đi thời điểm liền đi tiếp Khổng Tước các nàng, hiện tại đi ngược lại là bại lộ các nàng. Vạn nhất hắn ở dị vực giới nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nhảy ra một cái lợi hại nhân vật, ngược lại là liên lụy các nàng. Rời đi sư tử vương địa bàn thời điểm, hắn cùng Tử Hoàng nói qua một lần, tạm thời làm Tử Hoàng đi bảo hộ Khổng Tước cùng Hỷ Thước các nàng, chờ hết thảy kết thúc, rời đi thời điểm liền mang đi các nàng. Mà Tử Hoàng là muốn tự lập môn hộ người, Dương Nghị Vân không miễn cưỡng nàng, cũng biết dưa hái xanh không ngọt, các có các đại đạo phải đi, thành toàn Tử Hoàng chính là. Có một chút hắn có thể khẳng định chính là, Tử Hoàng tuy rằng không đi theo hắn đi vân môn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối nghịch, thậm chí sẽ trở thành ngoại viện. Làm Tử Hoàng ở dị vực giới đợi cũng coi như là một cái không tồi lựa chọn. Hắn mục tiêu là đem dị vực giới mấy đại đầu sỏ địa bàn đều cướp đoạt thượng một bên, như thế cũng chẳng khác nào đã không có dị vực giới đầu sỏ địa bàn, mà Tử Hoàng chính là dị vực giới tương lai tân hoàng giả. Dù sao sư tử vương cùng phi ưng vương địa bàn đã bị Tử Hoàng xuống tay gồm thâu. Điểm này cũng coi như là Dương Nghị Vân cấp Tử Hoàng lưu lại ích lợi, ngày đó liền cùng Tử Hoàng nói qua, nàng tỏ vẻ nguyện ý trở thành vân môn ngoại viện thế lực. Đương nhiên hiện tại tình huống có biến hóa, tử kim nhất tộc cửu hoàng tử Xuyên Sơn Hiếu Dương Nghị Vân cũng chuẩn bị lưu lại, về sau xem như một cái Tử Hoàng kiềm chế. Vạn nhất phát sinh điểm chuyện gì, cũng hảo có cái giảm sóc. Dù sao tử kim nhất tộc thông ngộ cường giả hắn toàn bộ mang đi một cái vô ý, dư lại toàn bộ giao cho Xuyên Sơn Hiếu đó là. Hết thảy mục tiêu dù sao đều là rõ ràng, tử kim nhất tộc sự, Dương Nghị Vân liền chuẩn bị đi cuối cùng một nhà cá mập trắng kình vương địa bàn, sau đó phản hồi vân môn đi, kế tiếp trọng tâm chính là cùng tiên giới mấy đại đối đầu khai chiến đấu. Một câu diệt bọn hắn. Dù sao là không giải được thù hận, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đây cũng là lần này hắn tiến đến dị vực giới nguyên nhân, một phương diện tìm người, về phương diện khác một cái kính đi thu phục đại yêu, lớn mạnh chính mình thế lực, để tương lai cùng tiên giới mấy thế lực lớn khai chiến, phòng ngừa chu đáo. Còn có chính là lên trời lộ. Đây mới là hắn ở tiên giới trung tâm mục tiêu.
lên trời lộ thượng thiên giới, tìm kiếm tối cao tu luyện chi lộ, tìm được thần bí luân hồi, tiến vào U Minh đem hắn trong lòng lớn nhất chấp niệm Liễu Lanh Canh tìm trở về. Từ đầu đến cuối hắn sơ tâm trước sau chưa biến. Ước chừng 10 phút sau, nhất tộc to lớn đại khí sơn bụng cung điện đàn xuất hiện ở Dương Nghị Vân trong tầm mắt, Dương Nghị Vân hoàn toàn bị chấn động, đây là một ngọn núi bụng chi thành, tử kim sắc thành trì, kiến trúc phong cách tinh mỹ tuyệt luân, so với hắn Vân Môn những cái đó kiến trúc còn muốn tinh mỹ. Đương nhiên đúng vậy thị giác thượng cảm giác, bởi vì tài chất là tử kim cục đá chế tạo. Nơi này tử kim thạch nhưng đều là có thể so với tiên thạch tồn tại, tương đương mỗi một tòa cung điện đều là một tòa tụ linh trận. Xa xỉ a, Dương Nghị Vân cảm thán. Chủ tử tiến cung đi. Tử kim công công cúc hát xa mặt già lại một lần nở rộ, a du thả lại ti tiện. Lão cẩu đừng cười, Dương Nghị Vân nhìn không được đạp tử kim công công một chân, kỳ thật là hắn một trưởng lão mặt tiện hề hề nhìn không được tưởng đá hắn. Ai nha? Tử kim công công bị đá một chân, phát ra một tiếng quái kêu, làm Dương Nghị Vân đều khởi nổi da gà. Thử vương nhìn không được đối Điêu Nhi nói thầm nói, Điêu Nhi lão đại cái này thái giám chết bầm lại đoạt ngươi nổi bật a, toàn bộ Vân Môn số không biết ngươi mới có thể chủ nhân bên người nhất được sủng ái đại lão, ta cảm thấy hẳn là giáo huấn một chút cái này lão cẩu. Ta duy trì thử vương cái nhìn, Điêu Nhi lão đại chúng ta duy trì ngươi đi tấu lão cẩu, một cái thái giám chết bầm, cư nhiên đoạt ngài nổi bật, tấu nàng. Than đen là không chê sự đại. Điêu Nhi lão đại, ta cũng cảm giác cái này lão cẩu không vừa mắt a, cá trạch cũng phản lên tiếng. Chỉ có tiểu phượng hoàng liền nghẹn nghẹn miệng chưa nói cái gì. Điêu Nhi thoải mái dễ chịu nằm ở cá trạch trên đầu nghe bên người thử vương mấy cái nói chuyện thanh, trong mắt quay tròn ở hốc mắt đảo quanh chuyển. Ánh mắt đặt ở đi ở Dương Nghị Vân bên người tử kim công công trên người. Ai đều biết Điêu Nhi trong mắt đảo quanh thời điểm, liền có người muốn xui xẻo, thử vương cùng than đen mấy cái đối diện, thành công, ha ha. Mà đi ở phía trước tử kim công công đầu tuy rằng không hồi, nhưng là cả người lại là run lên. Phía sau mấy tiểu tử kia nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng lại há có thể giấu giếm được tu vi thông huyền tử kim công công. Tử kim công công là yêu tinh trung yêu tinh. Lại há có thể không rõ mấy tiểu tử kia đánh cái gì chủ ý. Trong đầu bay nhanh vận chuyển một chút, tức khắc liền có chủ ý. Thực mau Dương Nghị Vân ở tử kim công công dẫn dắt hạ tiến vào tử kim hoàng cung chính điện, tử kim điện. Chủ tử ngài thỉnh ngồi tử kim công tuần ti a bộ môn bài Dương Nghị Vân tòa sơn nguyên bản thuộc về tử kim giáp hoàng bảo tọa, một tòa chín đầu tử kim bảo tọa. Dương Nghị Vân đảo cũng không khách khí, trực tiếp nhập tòa. Một tòa đi lên liền cảm nhận được này tòa tử kim bảo tọa bất đồng, cư nhiên là một tòa tụ linh đại trận, tự chủ hấp thu thiên địa chi lực, lại còn có ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Bảo bối a, Dương Nghị Vân nhìn không được cảm thán. Chủ tử đây là ta tử kim sơn nhất thượng đẳng tử kim thạch chế tạo mà thành, ngài nếu là thích quay đầu lại lão nô tự mình cho ngươi chế tạo một tòa. A dua tử kim công công nói. Hành, bực này tử kim thạch tài cũng là luyện khí tốt nhất tài liệu, quay đầu lại lộng một đám hồi Vân Môn. Dương mẫu nhân há mồm liền phải. Là chủ nhân, ngài yên tâm, ta đây liền an bài phía dưới người sửa sang lại, tử kim nhất tộc nhất không thiếu chính là tử kim thạch, thật là luyện khí tốt nhất tài liệu, đáng tiếc ta yêu tộc không có luyện khí đại sư, nếu không tất cả đều có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí tới. Tử kim công công vội vàng nói. Theo sau tử kim công công vung tay lên, mấy chục cái quyến rũ cung nữ xuất hiện, các loại tiên quả tiên tử bưng lên bàn. Dàn xếp hảo Dương Nghị Vân sau. Tử kim công công đi hướng Điêu Nhi cùng tiểu phượng hoàng, càng thêm a dua cười nói, hai vị tiểu chủ tử lão nô cấp hai vị chuẩn bị tử kim nhất tộc độc hữu tử kim linh quả, còn thỉnh nhấm nháp. Nói chuyện chung vung tay lên, ở Điêu Nhi cùng tiểu phượng hoàng trước mặt xuất hiện một loại tử kim sắc tiên quả, hương khí tràn ngập ở toàn bộ đại điện. Điêu Nhi cái gì đều không tốt, liền ăn ngon, tức khắc đôi mắt đều tỏa sáng lên. Chi chi, Điêu Nhi hoan hô một tiếng cầm lấy liền ăn, mùi ngon. Thử vương cùng than đen mấy cái vừa thấy, xong rồi, Điêu Nhi lão đại bị công hãm, kế hoạch chết non. Đương nhiên theo sau tử kim công công cấp tất cả mọi người thượng một phần tử kim tiên quả, chỉ là muốn so tiểu phượng hoàng cùng Điêu Nhi muốn thiếu một ít. Dương Nghị Vân ngồi ở phía trên, cười tủm tỉm nhìn, trong tay hắn cầm tử kim tiên quả, nhìn tử kim công công lấy lòng tiểu phượng hoàng cùng Điêu Nhi, trong lòng cũng buồn cười, quả nhiên là cái lão yêu tinh, này liền đem Điêu Nhi bắt lấy. Đích xác phiên đạn bọc đường là Điêu Nhi yêu nhất. Thuộc hạ đại yêu lẫn nhau cạnh tranh đảo cũng là chuyện tốt, về sau thêm một cái cáo giả xảo quyệt bát diện linh lung tử kim công công hắn cũng bớt việc không ít, không nói thêm cái gì.
Chỉ là ăn một ngụm trong tay Tử Kim Tiên quả sau, hắn sắc mặt chính là biến đổi, vội vàng mở miệng nói, lão cẩu bực này Tử Kim Tiên quả nhưng còn có nhiều ít. Dương Nghị Vân sắc mặt túc mục, hắn một ngụm cắn hạ Tử Kim Tiên quả sau, lại là phát hiện bực này trái cây cư nhiên có tinh thần lực chất chứa trong đó. Tiên giới tiên quả vô số, khả năng có tinh thần lực tiên quả lại là lông phượng sừng lân, tuyệt đối xưng được với là khả ngộ bất khả cầu, trực tiếp như vậy ăn xong đi, đó chính là bạo khiển thiên vật. Luyện chế thành đan, có thể phát huy ra thật lớn tác dụng. Hắn kỳ quân đan đạo nghiên cứu, tiến vào một cái bình cảnh kỳ, chính là khuyết thiếu thích hợp tiên dược chi vật, mà bực này Tử Kim Tiên quả cho hắn một cái đột phá khẩu. Hồi bẩm chủ tử, ta Tử Kim nhất tộc tích lũy vô số năm cũng liền thu hoạch không đến 100 viên, liền này đó chứ hàng. Vung tay lên toàn bộ lấy ra tới, 36 viên, hơn nữa vừa rồi phân đi xuống tổng cộng liền 72 viên. Được rồi, đều đừng ăn, như vậy ăn chính là bạo khiển thiên vật, ta thu đi luyện chế thành đan, có thể phát huy ra thật lớn công hiệu. Dương Mẫu Nhân vung tay lên đem mọi người Tử Kim Tiên quả đều thu hồi tới. Chỉ Điêu Nhi sốt ruột vung tay lên bắt được 2 viên, một ngụm liền nuốt vào, không có biện pháp ăn quá ngon. Đồ tham ăn a Dương Nghị Vân vô ngữ, lại cũng không trách Điêu Nhi. Đến nỗi những người khác thật đúng là không dám lưu lại 1 viên 2 viên, cũng liền Điêu Nhi dám. Hảo đi, nếu Dương Mẫu Nhân tịch thu Tử Kim Tiên quả, vậy tịch thu đi, dù sao đại gia biết cái này chủ nhân là luyện đan sư. Nếu luyện chế ra tiên đan tới, không thể thiếu bọn họ một phần. Tử Kim công công làm càng hoàn toàn, nhìn Dương Nghị Vân thu hồi 70 viên Tử Kim Tiên quả, hắn mở miệng nói, chủ tử, có một gốc cây Tử Kim thụ, ra đời với ta Tử Kim cấm địa, cũng là ta Tử Kim nhất tộc căn bản, sinh trưởng với Tử Kim mạch khoáng chi mắt. Vạn năm nở hoa vạn năm kết quả vạn năm thành thục, mỗi một lần thành thục không nhiều không ít liền 3 viên Tử Kim Tiên quả, ta Tử Kim nhất tộc sở dĩ có thể trở thành dị vực giới bá chủ chi nhất rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì Tử Kim Tiên quả, còn thỉnh chủ tử đáng thương. Tử Kim công công thực thông minh, hắn nhìn ra Dương Mẫu Nhân trong mắt lửa nóng, hẳn là ở đánh Tử Kim thụ chủ ý, đơn giản mở miệng cầu thượng một cầu đi. Tử Kim nhất tộc cao thủ diệt sạch đều không sợ, chỉ cần cái này Tử Kim thụ ở, bao nhiêu năm sau Tử Kim nhất tộc làm theo trường thịnh không suy quật khởi với dị vực giới. Nếu Tử Kim thụ không hề, kia Tử Kim nhất tộc liền thật xong rồi. Đương hắn tin tưởng Tử Kim số sẽ không có việc gì, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh tuyệt đối hết thảy. Hắn sở dĩ nói ra, chính là đó là trung tâm, cũng hy vọng Dương Nghị Vân có thể không vì khó Tử Kim nhất tộc. Được rồi lão cẩu, ta còn không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi. Dương Nghị Vân nghe Tử Kim công công nói chuyện, liền biết cái này lão yêu quái ý tứ. Đối với hắn lão nói, lần này Tử Kim con tê tê nhất tộc hành trình, đã đạt được phong phú, nếu muốn lưu lại Tử Kim nhất tộc, liền sẽ không chặt đứt bọn họ nhất tộc sinh cơ. Thực hiển nhiên Tử Kim tiên quả chính là bọn họ nhất tộc căn bản, có thể có 70 viên tiên quả như vậy đủ rồi, càng là đáng quý bảo vật càng là khó được, hắn sẽ không đi động Tử Kim nhất tộc Tử Kim thụ. Chủ tử thánh minh, Tử Kim công công cong hạ eo. Đi thôi Xuyên Sơn Hiếu tìm đến đây đi, làm chính sự Dương Nghị Vân uống sạch gấp đôi tiên tử nói. Là, lão nô này liền đi làm, Tử Kim công công khom người, ngay sau đó đối với ngoài điện hô, đi thôi cửu hoàng tử mời đến. Trên thực tế Tử Kim công công không có cũng không có khó xử Xuyên Sơn Hiếu, ít nhất phát hiện cái này cửu hoàng tử huyết mạch tấn chức sau, đối hắn triển khai nghiên cứu, hy vọng có thể đạt được huyết mạch tấn chức bí mật. Chỉ tiếc bí mật này nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay. Không trong chốc lát Xuyên Sơn Hiếu đi vào đại điện. Nhìn đến cao tòa Tử Kim bảo tọa Dương Nghị Vân sau, cả người run lên kích động lên, vội vàng chạy tới quỳ xuống thăm viếng khẩu hô, Xuyên Sơn Hiếu bái kiến chủ nhân. Lại là đã chán dán ở mặt đất. Đối Dương Nghị Vân Xuyên Sơn Hiếu đánh tâm nhãn cảm kích, lúc trước tuy rằng bởi vì hắn đuổi bắt hầu đậu đậu bị Dương Nghị Vân cấp thu phục, nhưng sau lại Dương Nghị Vân cái này chủ nhân ban thưởng hắn một giọt thần thủy, làm hắn huyết mạch quả nhiên phản tổ tiến hóa tới rồi Tử Kim huyết mạch, thậm chí còn so với bất luận cái gì một cái Tử Kim huyết mạch đều phải thuần tịnh. Lúc sau mấy trăm năm hắn đã đột phá tới rồi yêu tôn chi cảnh, quay trở về gia tộc, muốn đi cứu mẹ. Lúc trước gia tộc hai điều kiện đó là, hoặc là xưng là tôn cấp, hoặc là Tử Kim huyết mạch. Này hai điều đều bởi vì chủ nhân ban cho thần kỳ giọt nước hắn đạt tới yêu cầu, nhưng lại không nghĩ tới trả lời gia tộc đã bị Tử Kim đại tư tế cấp giam lỏng lên, mãi cho đến hiện tại. Đương nhiên đại tư tế điều tia, hắn huyết mạch phản tổ nguyên nhân, hắn tự nhiên không thể bán đứng chủ nhân, đã sớm ở yêu hồn hạ cấm chế,
nếu siêu hồn cấm chế mở ra liền sẽ hồn phi phách tán. Cho nên đại tư tế lấy hắn không có biện pháp, cũng sẽ không thật sự giết hắn, chung quy nói đến cùng hắn là tử kim giáp hoàng thứ 9 tử, tuy rằng là tư sinh tử, nhưng cũng là hoàng tộc huyết mạch, cứ việc hắn cái này hoàng tộc tử vừa sinh ra liền không bị thừa nhận. Nhưng hắn huyết mạch tiến hóa lúc sau, lại là ngăn chặn một ít người miệng, tỉ như hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội miệng. Xuyên Sơn Hiếu không hận đại tư tế, bởi vì đại tư tế không khó xử hắn, thậm chí ở cầm tù nhiều năm như vậy tới ngược lại chỉ điểm hắn tu luyện, làm hắn tu vi tiến bộ vượt bậc, hiện giờ cũng kém một bước xa chính là thông ngộ chi cảnh. Chỉ là không làm hắn đi ra kia tòa cầm tù cung điện một bước, tính lên có ngàn nhiều năm. Hôm nay lại là thủ vệ cung cung kính kính thả hắn ra, hơn nữa truyền lệnh đại tư tế triệu hoán tiến đến tử kim đại điện, con tê tê không biết sao lại thế này, nhưng lại cảm giác chính mình cầm tù hẳn là kết thúc. Một đường đi tới hắn đều nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến giờ khắc này, nhìn đến Dương Nghị Vân, hết thảy đều minh bạch, nguyên lai là chủ nhân tiến đến. Xuyên Sơn Hiếu nội tâm cực kỳ cảm động, ở hắn nhân sinh. Nga không phải yêu sinh chung, trừ bỏ mẫu thân đối hắn tốt nhất người chính là Dương Nghị Vân cái này chủ nhân. Hắn không nghĩ tới chủ nhân vì hắn cư nhiên tự mình đi tới tử kim nhất tộc, đầu tiên là trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn biết tử kim nhất tộc cao thủ nhiều như mây. Rồi sau đó lại thoải mái, chủ nhân có thể ngồi ở tử kim bảo tọa, có thể làm đại tư tế đứng ở bên người A-dua vô cùng đủ để thuyết minh vấn đề. Chủ nhân tất nhiên là chinh phục tử kim nhất tộc chinh phục đại tư tế. Đứng lên đi, đừng động một chút liền quỳ, ném không ném yêu. Tử kim trên bảo tọa truyền đến chủ nhân thanh âm. Xuyên Sơn Hiếu như cũ là tam bái lúc này mới đứng dậy. Cửu hoàng tử từ giờ trở đi ngài tự do. Ta tử kim nhất tộc vận mệnh liền giao cho chủ tử trên người. Lúc này Xuyên Sơn Hiếu nghe được đại tư tế nói chuyện chung ánh mắt lửa nóng nhìn chủ nhân Dương Nghị Vân, hắn trong lòng ám đạo quả nhiên a, tử kim nhất tộc bị chủ nhân chinh phục. Đa tạ chủ nhân, Xuyên Sơn Hiếu lại lần nữa nói lời cảm tạ. Xuyên Sơn Hiếu tử kim nhất tộc từ nay về sau ngươi phải làm ra làm chủ, cái này lão cậu cùng tử kim nhất tộc mặt khác cao thủ ta mang đi, ngươi nhưng có ý nghĩa. Dương Nghị Vân gọn gàng dứt khoát mở miệng. Hết thảy chỉ bằng chủ nhân phân phó, thuộc hạ không hề ý nghĩa, chỉ là còn thỉnh đại tư tế hạ lệnh mở ra cấm địa, phóng ta mẫu thân ra tới, cầu chủ nhân thành toàn. Xuyên Sơn Hiếu lại một lần quỳ xuống, hắn nội tâm lớn nhất chấp niệm chính là mẫu thân. Yên tâm đi, ta lần này tiến đến, tự nhiên là thực hiện hứa hẹn, nói là ngươi huyết mạch phản tổ tử kim điểm này làm được, kế tiếp chính là mẫu thân ngươi việc tự nhiên cũng không quên. Dương Nghị Vân nói xong nhìn về phía tử kim công công nói. Lão cậu còn không đem Xuyên Sơn Hiếu mẫu thân thả ra. Lúc này tử kim đại tư tế cười khổ một chút nói, chủ nhân cái này khả năng còn cần ngươi hỗ trợ a. Tử kim nhất tộc hoàn cảnh là lịch đại tổ tiên bày ra cổ trận, yêu cầu ít nhất 9 vị thông ngộ tam trọng thiên tộc nhân liên thủ mới có thể mở ra, trận pháp khó lường, thuộc hạ một người là mở không ra. Như vậy a, Dương Nghị Vân cũng lý giải, ngẫm lại nói, hành đi, vậy cho ta chuẩn bị một gian bế quan mật thất, ta bế quan một đoạn thời gian. 3 năm sau mở ra ngươi tử kim nhất tộc cấm địa. Dương Nghị Vân càn khôn hồ không gian trọng thương đánh cho tàn phế vài cái tử kim nhất tộc thông ngộ cường giả, này đó đại yêu hắn chính là không chuẩn bị còn cấp tử kim nhất tộc, chuẩn bị toàn bộ dùng sinh mệnh chi thủy khống chế. Mà mỗi một lần sinh mệnh chi thủy vẫn là 1 năm thời gian mới có thể xuất hiện tam tích, cho nên yêu cầu 3 năm bế quan thời gian chờ. Đối với Dương Nghị Vân lý do tử kim công công cùng Xuyên Sơn Hiếu tự nhiên đều sẽ không có dị nghị. Cũng không hỏi, lập tức liền cấp Dương Nghị Vân an bài tu luyện mật thất. Dương Nghị Vân cũng yêu cầu bế quan, không riêng gì tích lũy sinh mệnh chi thủy, hắn cũng tưởng củng cố một chút trong cơ thể 10 đại thuộc tính chi lực với trận pháp kết hợp, còn có tân xuất hiện biết trước hình ảnh thiên phú, 3 năm thời gian nghiên cứu một chút. 3 năm thời gian thoảng qua, đối hiện tại Dương Nghị Vân tới nói 3 năm thời gian chính là búng tay vung lên, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu dài quá, đối những người khác tới nói càng là như thế. Này 3 năm chung hắn phân biệt dùng sinh mệnh chi thủy đem càn khôn hồ không gian 3 cái thông ngộ 4 trọng thiên 3 cái thông ngộ 5 trọng thiên con tê tê khống chế, cũng làm cho bọn họ huyết mạch tiến hóa một bước, tu vi thượng đều đạt tới 4 trọng cùng 5 trọng thiên đỉnh. Đáng tiếc kém một bước chính là đột phá, chung quy kém một bước, đương hắn tin tưởng trong vòng 100 năm nhất định có thể đột phá. Xuất quan lúc sau Dương Nghị Vân ban cho tử kim công công 1 giọt sinh mệnh chi thủy, cho thử vương 1 giọt, cuối cùng 1 giọt cho Xuyên Sơn Hiếu. 3 người ăn vào lúc sau, Xuyên Sơn Hiếu trực tiếp lại tiến thêm một bước, bước vào thông ngộ nhất trọng thiên,
trở thành Tử Kim con tê tê nhất tộc trừ ra mặt khác đại yêu đệ nhất yêu, tin tưởng thống trị Tử Kim nhất tộc là không thành vấn đề. Mà Thử Vương tuy rằng không đột phá, nhưng lại củng cố xong xuôi trước Thông Ngộ ngũ trọng thiên tu vi cảnh giới. Nhất kích động đó là Tử Kim đại công công, một giọt sinh mệnh chi thủy tuy rằng không có làm hắn lập tức đột phá sáu trọng thiên nhưng lại làm huyết mạch tiến hóa, cũng làm nhiều năm bình cảnh có điểm buông lỏng, dựa theo hắn nói, không dùng được mấy trăm năm hắn là có thể bước vào bảy trọng thiên, cùng cấp với tân sinh. Cứ việc ăn vào sinh mệnh chi thủy sau cảm thụ sinh mệnh chi thủy chế ước, nhưng này lão cẩu không để bụng, hắn rốt cuộc có thể không cần chờ chết già, mà là từ nay về sau có vấn đỉnh lên trời lộ tư cách, đối Dương Nghị Vân là hận không thể quỳ Liota. Ở lúc sau Dương Nghị Vân thả ra càn khôn hồ không gian sáu cái thông ngộ con tê tê, liên thủ Tử Kim công công mở ra Tử Kim nhất tộc cấm địa. Đem xuyên sơn hiếu mẫu thân phóng ra, hoàn thành hắn hứa hẹn. Tử Kim nhất tộc liền giao cho xuyên sơn hiếu, Dương Nghị Vân chuẩn bị rời đi, đi trước dị vực giới trạm cuối cùng, cá mập trắng kình vương địa bàn. Rời đi thời điểm tự nhiên là đảo đi rồi một số lớn cao giai Tử Kim thạch, thổ tính đều có thể luyện chế ra hơn 1000 kiện thượng phẩm tiên khí. Dùng để chuẩn bị vân môn, cũng coi như là có thể làm vân môn đệ tử vũ lực giá trị thượng một cái đại bậc thang. Đương nhiên trừ bỏ Tử Kim thạch ở ngoài, Dương Nghị Vân ở 3 năm bế quan trung luyện chế ra tam lò Tử Kim đan, công kích 36 viên. Này xem như hắn ở kỳ quân nói đan thượng nghiên cứu ra tới tân đột phá, này đơn có được tăng trưởng tinh thần lực củng cố nguyên thần công hiệu, nhất khó được, không chỉ có thể tăng lên pháp lực tu vi còn có thể tăng lên nguyên thần chi lực. Hơn nữa thích ứng bất luận cái gì giai đoạn tu luyện giả. Cơ sở là Tử Kim tiên quả luyện chế, tam lò 36 viên hắn hao phí một nửa Tử Kim tiên quả, nếu không phải thời gian khẩn, hắn còn có thể luyện chế ra 4 lò tới. Bất quá trước mắt vậy là đủ rồi, dư lại tìm thời gian ở luyện chế chính là. Trước khi đi thời điểm cấp xuyên sơn hiếu để lại 3 viên, xem như hồi báo đi, rốt cuộc đây là dùng Tử Kim tiên quả là chủ dược luyện chế mà ra. Tiếp theo bên người đại yêu Dương Nghị Vân không xây tường, xem như Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng đám người, thêm lên 19 đại yêu, mỗi một cái ban thưởng một viên, như vậy một phân trong tay liền dư lại 14 viên, chính hắn dùng một viên vẫn là 13 viên mặt, nghĩ trở về cấp mấy cái đồ đệ cùng thê tử. Dù sao Tử Kim Đan là thứ tốt, nhất thích hợp đánh sâu vào tu luyện bình cảnh chi dùng, công hiệu so với Huyền Thiên Đan còn hảo, Dương Nghị Vân báo cho bên người mười mấy đại yêu đừng lãng phí ở thời khắc mấu chốt dùng đó là. Ở xuyên sơn hiếu lưu luyến không rời chung đưa đến Tử Kim đại hẻm núi ngoại, Dương Nghị Vân mang theo một đám đại yêu thẳng đến phương nam cá mập trắng kình vương địa bàn. Trực tiếp mở ra không gian định vị, xuất hiện ở dị vực giới phương nam. Một mảnh mênh mông vô bờ bưng biển xuất hiện ở dưới chân. Chủ tử, nơi này chính là phương nam bưng biển, cá mập trắng kình vương địa bàn, nói là đầm lầy, kỳ thật có chút địa phương không thể so sông nước hồ hải thâm, mênh mông vô bờ bưng biển, thần bí vô cùng. Ai cũng không biết này một mảnh bưng biển hạ sinh tồn nhiều ít thủy tộc sinh linh. Bất quá cá mập trắng kình vương cũng đi lên trời lộ, hiện tại đảo cũng không sợ thủy tộc, chúng ta trực tiếp vào nước đi. Lão nô tuy rằng chưa đi đến nhập quá nơi này, nhưng nghe này một mảnh bưng biển đáy nước là tự thành một giới địa phương, tìm được cá mập trắng kình vương vương cung là có thể biết này một mảnh bưng biển thế giới tình huống. Tử Kim công công mở miệng nói. Dương Nghị Vân thần thức buông ra nháy mắt 10 vạn dặm. Như cũng không có nhìn đến này một mảnh bưng biển cuối, thật không biết có bao nhiêu đại. Xem sắc có chút địa phương sinh trưởng rậm rạp rừng cây, thủy thảo phong phú, nhưng lại sâu không thấy đáy, thần thức tiến vào đáy nước vạn mét thế nhưng rốt cuộc nhìn không thấu, cũng bị cách trở ở dưới nước vạn mét nơi. Này một mảnh bưng biển thật là có chút thần bí, toàn bộ mặt nước nhìn lại, là tĩnh mịch một mảnh, căn bản là không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, muốn bắt cái đầu lưỡi đều không có. Cũng chỉ có thể nghe theo Tử Kim công công ý kiến, tiến vào cái này đáy nước thế giới đi tìm tòi đến tột cùng. Hành, Phi Ưng thân vệ lưu lại ngồi tiếp ứng, những người khác cùng ta nhập bưng biển. Dương Nghị Vân hạ lệnh ngay sau đó Phi rơi xuống đi một đầu chui vào đầm lầy trong nước. Quả nhiên nhìn như mọc đầy thủy thảo hoàn cảnh hạ, tiến vào trong nước lúc sau, lại là sâu không thấy đáy. Bất quá đều là tu luyện trong người, thủy đối bọn họ không có chút nào ảnh hưởng, góc áo đều không dính. Vẫn luôn lặn xuống vạn mét lúc sau, tình huống đã xảy ra biến hóa, một thế giới hoàn toàn mới hiện ra ở bọn họ trong tầm nhìn. Quả nhiên là đáy nước có càn khôn. Đương Dương Nghị Vân nhìn đến tầm nhìn trong vòng, hoặc là nói hẳn là tầm nhìn dưới hoàn cảnh sau, lại là có điểm điên đảo hắn dĩ vãng đối tiên giới hoàn cảnh thượng nhận chi. Này,
hẳn là một cái mất mát thượng cổ văn minh đi, Tử Kim Công Công nói. Có lẽ đi Dương Nghị Vân cũng nói thầm một câu. Giờ phút này bọn họ một hàng, dừng lại nơi chính là lặn xuống đáy nước vạn mét địa phương, mà ở vạn mét dưới, đó là một bộ kỳ cảnh. Hắn cảm thấy lần này nhập phương Nam bưng biển càng như là một lần mất mát văn minh thám hiểm nhớ. Mà thám hiểm, thường thường ý ngoài ý muốn không biết. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ, liền đối với nhìn phía sau Thử Vương nói, Thử Vương cùng Than Đen trở về, mang lên Phi Ưng thân vệ, sau đó tìm được Thanh Nhiêu cùng Khổng Tước các nàng phản hồi hỗn loạn tiên vực Vân Môn chờ chúng ta trở về, đi Vân Môn nói cho đại gia hết thảy thuận lợi, làm cho bọn họ đừng lo lắng. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân ở Thử Vương chán một chút, đem Vân Môn tọa độ cho hắn, hơn nữa lấy ra 13 viên Tử Kim Tiên Đan, nói, trong đó 4 viên, phân biệt cấp Thanh Nhiêu, Tử Hoàng cùng Khổng Tước cùng với Hỷ Thước, dư lại trở về làm Triệu Nam phân cho mấy cái hài tử bọn họ. Chủ nhân, Thử Vương vừa nghe liền nóng nảy, nghe ý tứ chủ nhân muốn mạo hiểm. Được rồi, chấp hành mệnh lệnh, chúng ta sẽ không có việc gì, chính là sợ có không biết tình huống, chậm trễ thời gian, Vân Môn sẽ lo lắng, các ngươi trở về báo cái tin liền hảo. Dương Nghị Vân đánh gãy Thử Vương nói chuyện. Đích xác hắn ở chỗ này cảm nhận được không biết, cho nên vẫn là an bài Thử Vương đi tìm Thanh Nghiêu, Thanh Nghiêu phía trước hắn phái đi tìm Khổng Tước cùng Hỷ Thước, các nàng ở bí địa bế quan. Là chủ nhân, Thử Vương cũng không dám lại đi vi phạm Dương Nghị Vân mệnh lệnh, mang theo Than Đen rời đi. Chờ Thử Vương cùng Than Đen rời đi, Dương Nghị Vân lại đi xem phía dưới. Lặn xuống vạn mét địa phương nhìn qua chính là một cái thực rõ ràng hai cực thế giới. Hận rõ ràng. Xuống dưới đáy nước là âm u, nhưng vạn mét dưới lại là một cái sáng ngời thế giới, tuy rằng như cũ là đáy nước thế giới nhưng nơi nơi tản ra vầng sáng, cơ hồ cùng ban ngày không có gì khác nhau. Có một tầng kết giới tồn tại với lặn xuống vạn mét chiều sâu, đem đáy nước ngăn cách thành hai cái thế giới. Liền ở Dương Nghị Vân bọn họ dưới chân là kết giới, bất quá cái này kết giới cảm giác thượng không có gì nguy hiểm, chính là đơn thuần ngăn cách. Tại hạ phương cư nhiên có núi non. Chẳng qua bất đồng chính là thảm thực vật cùng trên đất bằng không giống nhau, trừ cái này ra chính là cổ xưa kiến trúc đàn, nhìn qua phế tích giống nhau. Hoặc là nói phía dưới thế giới này hoàn toàn bị thủy cấp bao phủ thế giới. Cái này hoàn toàn bao phủ ở đáy nước thế giới, cấp Dương Nghị Vân cảm giác thượng là có nguy hiểm, tản ra cổ xưa tang thương hơi thở. Chuẩn xác mà nói hắn cảm nhận được không biết, cho nên làm Thử Vương bọn họ rời đi, mang theo Khổng Tước các nàng phản hồi Vân Môn đi. Hắn trực giác nói cho hắn, một khi tiến vào cái này cổ xưa thế giới khả năng sẽ phát sinh hắn tưởng tượng không đến sự. Sở dĩ nói là một cái mất mát văn minh, là bởi vì cái này đáy nước thế giới kiến trúc cùng tiên giới bất luận cái gì kiến trúc đều không hợp nhau, hết thảy đều tràn ngập tang thương lịch sử cảm. Cũng không biết nơi này đến tột cùng bao lớn, dù sao nhìn nhìn không tới giới hạn. Thực an tĩnh. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa phát hiện có cái gì sinh linh tồn tại. Lão cẩu không thích hợp a, nơi này là cá mập trắng kình vương địa bàn a, liền tính là cá mập trắng kình vương đi lên trời lộ, kia cũng nên có tòa hạ đại yêu giữ nhà đi, chúng ta liền như vậy nghênh ngang tiến vào, như thế nào đều không có xuất hiện bất luận cái gì sinh linh. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi Tử Kim Công Công. Chủ tử giảng nói thật, dị vực giới mấy đại đầu sỏ bên trong cá mập trắng kình vương nhất thần bí, cơ hồ liền bất hòa ngoại giới tiếp xúc, tọa lạc bưng biển đáy nước đạo tràng, khác sinh linh đi vào chính là chết. Cho nên rất ít có sinh linh hiểu biết, lão nô cũng không ngoại lệ, có lẽ. Nơi này đã xảy ra cái gì đúng không, chúng ta đi xuống nhìn xem sẽ biết. Tử Kim Công Công mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta đi thăm dò thế giới này. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi một bước bước ra, toàn thân 10 ánh sáng màu vượng đại tác phẩm. Ngay sau đó hắn đụng chạm tới rồi kết giới, vốn đang nghĩ vận dụng càn khôn lực cắn nuốt đi vào, lại là không nghĩ tới tiếp xúc đến lúc sau, kết giới phát ra tới ong một tiếng. Ngay sau đó hắn liền đi vào, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngăn trở. Tiếp cận Điêu Nhi, Tiểu Phượng Hoàng, Cá Trạch, Tạ Gia Tam huynh đệ, Tử Kim Công Công, 6 cái con tê tê đại yêu cùng với Huyết Ưng, Anh Vũ cùng Miêu Ưng tất cả đều nhẹ nhàng tiến vào. Đảo cũng không có gì nguy hiểm, Dương Nghị Vân tự nói. Lúc này Tử Kim Công Công lại là mở miệng cười khổ nói, chủ nhân cũng không phải đơn giản như vậy a, cái này kết giới chỉ vào không ra. Đều không phải là đơn giản kết giới, chúng ta sợ là ra không được. Dứt lời lúc sau Tử Kim Công Công bỗng nhiên một kích đánh vào kết giới thượng. Ong kết giới ầm ầm vang lên, gần là rung chuyển một chút, lại là không có chút nào tổn hại. Cái này Dương Nghị Vân cũng chấn động,
hắn biết Tử Kim Công Công là bọn họ mọi người trung tu vi cường đại nhất tồn tại, hắn một kích cũng chưa chút nào lay động cái này kết giới, này thuyết minh cái này kết giới đã vượt qua tầm thường. Dương Nghị Vân không nói chuyện tiến lên giơ tay vận chuyển càn khôn hồ lực cắn nuốt, hắn muốn đi thử xem, nếu hắn càn khôn hồ lực cắn nuốt cũng chưa biện pháp, vậy thuyết minh hắn phía trước trực giác là không sai, nơi này sẽ tràn ngập không biết. Ong ong ong. Nhưng Dương Nghị Vân duỗi tay đặt ở kết giới vận chuyển càn khôn hồ cắn nuốt lúc sau, kết giới ong ong đại tác phẩm dung chuyển lên, mắt thường đều có thể thấy kết giới ở dung chuyển. Nhưng là, vài phút sau Dương Nghị Vân từ bỏ. Không phải càn khôn hồ lực cắn nuốt vô dụng. Hữu dụng nhưng, nếu muốn phá yêu cầu còn không biết nhiều ít thời gian, hắn khả năng sẽ sống sờ sờ mệt chết. Sử dụng càn khôn hồ lực lượng, đều không phải là nhất lao vĩnh giật. Mặc kệ là càn khôn hồ lực cắn nuốt vẫn là càn khôn thần điện chi lực, đều yêu cầu hao phí hắn đại lượng pháp lực cùng nguyên thần chi lực. Nhưng hắn thúc giục càn khôn hồ cắn nuốt thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ kết giới lực lượng hội tụ ở cùng nhau tới đối kháng càn khôn hồ cắn nuốt, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng bồng bột. Đều không phải là càn khôn hồ lực cắn nuốt không hiệu quả, trùng hợp tương phản càn khôn hồ lực cắn nuốt trước sau như một, nhưng cắn nuốt vạn vật năng lực còn ở. Nhưng cái này kết giới lại là tương đương hội tụ sở hữu tới đối kháng. Toàn bộ kết giới có bao nhiêu đại? Không có người biết, dù sao chỉ cần nhìn lại là vọng không đến giới hạn, Dương Nghị Vân nghĩ tới, như vậy cắn nuốt, vô cùng có khả năng chờ hắn hoàn toàn phá vỡ kết giới thời điểm chính là mấy trăm năm lúc sau đi. Không nói đến vấn đề thời gian, đầu tiên hắn lực lượng sẽ bị hao hết. Như thế tình huống, còn đúng là chỉ vào không ra tình huống. Cho nên hắn từ bỏ, nếu vào được. Vậy tới đâu hay tới đó đi. Dù sao đều là một lần mạo hiểm, vậy đi xem cái này đáy nước mất mát văn minh, không cần thiết đi đối kháng không hề ý nghĩa kết giới. Đến nỗi đi ra ngoài vấn đề. Lại xem đi, nơi này to lớn, chính là một phóng đáy nước thế giới, nghĩ đến còn tồn tại mặt khác xuất khẩu đó là. Thật sự không được thời điểm, kia hắn cũng chỉ có thể hao phí mấy trăm đi khai cái này kết giới đi ra ngoài. Đi thôi, trước mặc kệ kết giới, nếu tới. Vậy đi cái này đáy nước thế giới tìm tòi đến tột cùng lại nói. Dương Nghị Vân đối bên người đại yêu nói. Đối này đại gia tự nhiên đều sẽ không có ý kiến, tất cả đều nghe Dương Nghị Vân cái này chủ nhân. Mà Dương Nghị Vân từ tiến vào nơi này lúc sau, tổng cảm giác thực quỷ dị, ngược lại là trong lòng có điểm tò mò. Hắn tới nơi này mục đích là vì tìm kiếm những cái đó đại yêu, dù sao cũng phải thử thời vận không phải. Toàn bộ dị vực giới này phương Nam bưng biển chính là trạm cuối cùng. Không có khả năng từ bỏ. Mà chuyến này dị vực giới đích xác hắn thu hoạch rất lớn, ít nhất muốn tìm kiếm đại yêu tìm được rồi hơn phân nửa. Trước mắt liền dư lại Mai tỷ dẫn dắt long tộc, còn có nghé con, vân lôi thú từ từ. Tới nơi này tìm kiếm là cuối cùng lựa chọn, cũng là hắn chi giác, tổng cảm giác nơi này có thứ gì ở triệu hoán hắn. Kết giới bên này như cũ là đáy nước thế giới, chẳng qua nơi này đáy nước là mặt mũi núi lớn. Mà ở trên núi cùng một ít bình thản nơi thấy được đại diện tích kiến trúc đàn. Từ trên xuống dưới nhìn lại, như cũ khoảng cách đáy nước còn có mấy ngàn mễ khoảng cách. Bọn họ xuống phía dưới lặn xuống nước rơi đi. Cũng quan sát mặt khác địa hình, kỳ thật phát hiện kiến trúc địa phương liền ở trong tầm mắt một mảnh địa vực, địa phương khác đều là sơn xuyên bộ dáng. Như thế mục tiêu cũng rõ ràng lên, thẳng đến đáy nước kiến trúc đàn mà đi. Lại là không biết này một mảnh kiến trúc có phải hay không cá mập trắng kình vương đạo tràng. Vài phút sau Dương Nghị Vân mang theo một chúng đại yêu dừng ở đáy nước mặt đất. Bọn họ trực tiếp dừng ở một mảnh trên quảng trường. Rất lớn một cái quảng trường, so với vân môn cái kia quảng trường còn đại gấp 10 lần. Chẳng qua nơi nơi đều là cái hố cùng vết rách, thực rõ ràng là trải qua cái gì đại chiến phá hư quá. Chủ tử dưới chân mặt đất là huyền thiết tinh tinh chế tạo A, còn có thượng cổ minh tồn tại. Nơi này không đơn giản a, bực này văn minh di tích sợ là so trước kỷ nguyên trước kia, nơi đây sợ không phải thiện mà a kiến thức rộng rãi Tử Kim Công Công quan sát lúc sau phát ra cảm thán. Dương Nghị Vân cầm trong tay đồ long kiếm, bỗng nhiên nhất kiếm đối với mặt đất đâm. Oanh! Dưới chân huyền thiết tinh tinh chia 5 xẻ 7. Đáng tiếc hắn tự nhiên cũng đuổi ra này đó huyền thiết tinh tinh, chính là đứng đầu luyện khí tài liệu. Có thể hiện tại xem ra ở một hồi đại chiến trung huyền thiết tinh tinh nội lực lượng ngạnh sinh sinh bị hao hết, từ cổ xưa khắc văn trận pháp liền có thể nhìn ra. Cũng không phải là sao, này nếu là hoàn hảo huyền thiết tinh tinh, chính là có thể chế tạo ra cực phẩm tiên khí tới. Tử Kim Công Công cũng thổn thức. Chủ nhân có phát hiện.
Lúc này nơi xa Tạ lão đại truyền đến thanh âm. Dương Nghị Vân chạy tới nơi. Mấy ngàn mét ở ngoài, một tòa rách nát đại môn xuất hiện. Vô số tuế nguyệt đi qua, này tòa đại môn tuy rằng nhìn rách nát, nhưng không có sập. Có chữ viết Tích Huyết Ưng nói một tiếng. Dương Nghị Vân chờ ngẩng đầu, quả nhiên ở mấy chục trượng cao điểm phương thấy được ba chữ. Cổ xưa tang thương. Bất quá chuẩn xác mà nói càng như là khắc văn. Dù sao Dương Nghị Vân không phải nhận thức. Lão cẩu nhưng nhận thức. Dương Nghị Vân hỏi Tử Kim Công Công. Lão nô nhìn chính là khắc văn, hẳn là không phải như thế nào tự đi. Tử Kim Công Công cũng không quen biết. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng lại là mở miệng nói, ca, đây là viễn cổ văn tự, xưng là khắc văn cũng không sai, ta biết. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, hắn biết Tiểu Phượng Hoàng là thần cầm, có truyền thừa ký ức, đảo cũng không kỳ quái, nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng ý bảo nàng nói xem. Tiểu Phượng Hoàng mở miệng nói, ba cái khắc văn ý tứ là Tiểu Long Cung. Lời này một chỗ, Dương Nghị Vân mạc danh trong lòng nhảy dựng. Tiểu Long Cung, cùng Long tộc có quan hệ. Chủ tử không đúng, nơi này lưu lại tới hơi thở, thời gian không lâu lắm, cũng liền mấy ngàn năm, nhìn qua cùng nơi này lịch sử hơi thở không hợp, nghĩ đến nơi này ở mấy ngàn năm là có sinh linh tồn tại. Tử Kim Công Công quan sát một phen lúc sau nói. Ý tứ này là nơi này ở mấy ngàn trước còn tồn tại quá sinh linh. Này liền không sai, nơi này vốn dĩ chính là cá mập trắng kình vương địa bàn, liền tính cá mập trắng kình vương đi lên trời lộ, không lý do không lưu lại một ít giữ nhà đại yêu không phải. Nói cách khác, nơi này là có sinh linh tồn tại. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói. Cũng không xác định, lão nô chỉ là từ bốn phía hơi thở phán đoán, lưu lại hơi thở là yêu tộc không sai, nhưng cũng đã có mấy ngàn năm lâu. Cũng không xác định nơi này còn có hay không sinh linh yêu tộc tồn tại, có lẽ này tòa Tiểu Long trong cung mặt có đi. Tử Kim Công Công cũng là không xác định. Bái phỏng đi Dương Nghị Vân ngẫm lại nói. Đối với nơi này Dương Nghị Vân vẫn là thực cẩn thận, có thể được xưng Tiểu Long cung, hơn nữa cổ xưa văn minh hơi thở, là rất có áp lực cảm, Dương Nghị Vân không dám xúc động, vạn nhất có cường giả tồn tại đâu. Tiên giới tuy rằng thế hệ trước phong hào cường giả đều đi lên trời lộ. Nhưng đó là kim tự tháp đứng đầu cường giả, chỉ chính là thông ngộ cửu trọng thiên tồn tại, nhưng thông ngộ có 9 đại cảnh giới, cửu trọng thiên dưới còn có 8 đại cảnh giới đâu. Vạn nhất xuất hiện một cái 7 trọng thiên bát trọng thiên, kia việc vui có thể to lắm. Hắn có thể bắt lấy thông ngộ 6 trọng thiên Tử Kim Công Công, đó là có vận khí thành phần. Đệ nhất là dựa vào càn khôn thần điện chi lực, đệ nhị là hắn tu luyện biến họa mang đến không giống người thường thiên phú có thể biết trước đối thủ bước tiếp theo làm cái gì. Đệ tam còn lại là Tử Kim Công Công bản thân đến liền đại ý, càng là không nghĩ tới muốn cùng hắn liều mạng, lão yêu quái cuối cùng mục đích là huyết mạch tiến hóa, lòng có sở cầu, ở hơn nữa Tiểu Phượng Hoàng một chúng tồn tại, cho nên mới có thể bắt lấy Tử Kim Công Công. Nếu không thông ngộ 6 trọng thiên Tử Kim Công Công thật liều mạng nói, hắn là tuyệt đối không nắm chắc bắt lấy. Thời khắc tâm tồn kính sợ là lão nhân thường xuyên đối hắn báo cho, hắn không dám quên. Đối mặt cái này Tiểu Long Cung. Dương Nghị Vân tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Dựa theo lễ nghĩa đi chính là. Sau đó bên người Tử Kim Công Công liền kêu gọi. Tiên giới hỗn loạn chúa tể Dương Nghị Vân tiền bối bái phỏng. Tử Kim Công Công thanh âm bén nhọn, thật đúng là chính là một cái đủ tư cách thái giám. Dương Nghị Vân nghe đều nhịn không được muốn cười. Nhưng mà không bất luận cái gì động tĩnh. Liền hô ba lần. Chủ tử xem ra là không có sinh linh tồn tại, chúng ta trực tiếp vào xem. Tử Kim Công Công kiến nghị nói. Hành đi, mở cửa Dương Nghị Vân ý bảo. Oanh! Một tiếng nặng nề qua đi, dây nặng đại môn chậm rãi mở ra. Cũng không có cái gì cấm chế trận pháp tồn tại, tuy rằng là huyền thiết đại môn, nhưng ở Tử Kim Công Công vung tay lên dưới liền mở ra. Trong tầm mắt là một cái thật dài hành lang. Hơn nữa ngũ quang thập sắc. Xem mặt nhìn đen nhánh một mảnh, tất cả đều là huyền thiết kiến trúc, nhưng bên trong lại thật là có điểm nước tinh long cung cảm giác. Đi, vào xem. Dương Nghị Vân dẫn đầu tiến vào. Có khác động thiên A, cùng bên ngoài nhìn đến hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Cá trạch nói thầm nói. Chi chi. Điêu Nhi một kêu từ cá trạch trên đầu nhảy xuống đi, vèo một chút đã lao ra đi không thấy tung tích. Hương hương hồi, Dương Nghị Vân kêu to chung Điêu Nhi đã biến mất ở thật dài hành lang cuối. Ngay sau đó cá trạch cũng đuổi theo. Này hai gây họa tinh A Dương Nghị Vân cười khổ mắng. Chủ tử ta đi xem, nơi đây thoạt nhìn là không có sinh linh tồn tại, cũng không cảm giác được cái gì nguy hiểm,
hẳn là không có việc gì. Tử Kim Công Công đầy đủ thể hiện một cái công công vi chủ tử phân ưu chức trách. Đi thôi, Dương Nghị Vân phất tay. Đích xác hắn cũng không cảm nhận được có cái gì nguy hiểm tồn tại, nếu không tự nhiên là có biện pháp ngăn lại Điêu Nhi. Một đường tổng đi vào chính là một cái thủy tinh chi lộ, chẳng qua mang điểm màu lam. Chủ tử mau tới, có tình huống. Còn không có đường Dương Nghị Vân thật lâu nơi này hoàn cảnh, liền truyền đến Tử Kim Công Công thanh âm. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lắc mình chi gian nhanh chóng hướng về bên trong phóng đi. Mấy ngàn mét lúc sau cuối, hắn xuất hiện ở một cái đại điện chung. Ước chừng có một trận bóng rổ như vậy đại diện tích màu xanh thẳm thủy tinh đại điện. Giờ phút này Điêu Nhi, Cá Trạch cùng Tử Kim Công Công ba cái đều quay chung quanh ở đại điện một góc, Dương Nghị Vân tới rồi sau, nhìn đến chúng nó ba cái quay chung quanh ở một tôn thủy tinh rùa đen trước quan khán. Làm sao vậy? Dương Nghị Vân đi qua đi hỏi. Này một tôn thủy tinh quy có chút vấn đề, Tử Kim Công Công nói. Còn không phải là một tôn đá thủy tinh điêu sao, có thể có cái gì vấn đề? Dương Nghị Vân ngay từ đầu liền thần thức đảo qua không phát hiện cái gì vấn đề, chính là vật chết mà thôi. Chỉ không tồi, hình thể khá lớn, có 3 mét đại. Này cũng không có gì bất đồng chỗ a. Lại là Huyết Ưng cùng Tạ Gia Tam huynh đệ đã đi tới. Lão cẩu đừng úp úp mở mở có cái gì bất đồng nói thẳng. Dương Nghị Vân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tử Kim Công Công. Là, chủ tử lão nô cảm nhận được này đầu huyền quy có yêu hồn dao động, chẳng qua thực mỏng manh, nếu là tu vi không đủ là cảm giác không ra. Tử Kim Công Công vội vàng giải thích. Là sao? Dương Nghị Vân có điểm không tin, nhắm mắt lúc sau vươn tay đặt ở này tôn thủy tinh quy đi lên một lần nữa cảm ứng. Hắn biết nếu Tử Kim lão cẩu nói như vậy, vậy kém không được, rốt cuộc ở đây sở hữu đại yêu chung cái này lão cẩu tu vi tối cao, hắn hẳn là thật là cảm nhận được. Dương Nghị Vân lại là đang nói chuyện chung buông ra chính mình thần thức, tiến vào thủy tinh quy nội mà đi. Oanh! Ngay sau đó không chờ hắn phản ứng lại đây, liền cảm giác thần thức đánh vào thứ gì thượng. Nháy mắt như là vũng bùn vực sâu giống nhau hoàn toàn lâm vào đi vào. Mà ở bên ngoài nhìn như trang Dương Nghị Vân trên người cũng không có phát sinh chuyện gì, đại gia chỉ là nhìn đến Dương Nghị Vân nhắm lại hai mắt, một bàn tay đặt ở thủy tinh quy, nhìn như ở kiểm tra a này tôn thủy tinh quy. Nhưng trên thực tế còn lại là Dương Nghị Vân bị dọa cái chết khiếp. Bởi vì hắn thần hồn hoàn toàn lâm vào vực sâu giống nhau lốc xoáy chung, muốn động một chút hoặc là nói kêu to đều phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Cảm giác tựa như rơi vô biên hắc ám lốc xoáy, vĩnh viễn đã không có cuối. Dương Nghị Vân trong lòng ý thức lại là rõ ràng, hắn biết chính mình nhất định là nói. Nhưng hiện tại vấn đề là hắn cái gì đều làm không được, nếu là không thể từ bực này trạng thái chung tránh thoát ra tới, như vậy hắn có khả năng sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại loại này vực sâu trạng thái chung. Làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân trong lòng sốt ruột lên. Ngay sau đó hắn nghĩ tới nghĩ lui. Đem trong lòng xem là minh tưởng càn khôn hồ. Hắn biết trước mắt loại trạng thái này có lẽ cũng chỉ có càn khôn hồ có thể phá giải. Thật không biết này tôn thủy tinh quy là cái tình huống như thế nào sẽ như thế đáng sợ, trực tiếp giống như là đem hắn ý thức thần hồn vây ở vực sâu chung giống nhau. Ong! Đương hắn trong lòng minh tưởng càn khôn hồ sau, một tiếng ong thanh âm vang vọng ở trong óc. Hắn cảm nhận được chính mình trên cánh tay trái càn khôn hồ phát ra cực nóng. Lúc này hắn biết thành công, càn khôn hồ quả nhiên là có thể ở thời khắc mấu chốt hộ chủ. Ngay sau đó vực sâu hắc ám một đạo kim quang xẹt qua. Dương Nghị Vân biết thành công. Quả nhiên trong nháy mắt ở kim quang xẹt qua lúc sau, hắc ám biến mất cái loại này vô hình chung rơi xuống cảm giác cũng đã biến mất. Hắn biết là càn khôn hồ ra tay thành công. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có hoàn toàn tỉnh lại, mà là phát hiện một sợi màu xám xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành một đầu huyền quy. Ngay sau đó lại là này chỉ lão quy mở miệng nói chuyện, vang vọng ở hắn trong óc, nhưng câu đầu tiên lời nói khiến cho hắn cả người chấn động. Chỉ nghe này chỉ lão quy nói, tiên đoán trung nhân tộc ngươi rốt cuộc tới. Cái gì tiên đoán? Dương Nghị Vân theo bản năng hỏi một câu. Hắn đối cái này lão quy cũng không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện cái này lão quy chính là một sợi sắp dầu hết đèn tắt yêu hồn, căn bản đối hắn sinh ra không được bất luận cái gì uy hát yêu ta. Cá mập trắng đại vương rời đi thời điểm đã từng nói qua, một ngày nào đó sẽ có một nhân tộc tiến đến lúc đó khiến cho lão phu đem tiểu long cung bí mật báo cho. Lão quy nói, cái gì bí mật, Dương Nghị Vân lại hỏi. Tiểu long cung bí mật,
kỳ thật cũng không tính cái gì bí mật, chính là Long Cung suối nguồn, mà Long Cung suối nguồn nhưng đi thông đất hoang chi hải. Ta vương nói qua, người muốn tìm được người, cùng ta Long Cung có quan hệ, đáp án liền ở tiểu Long Cung suối nguồn, hết thảy ngươi nhìn đến suối nguồn liền sẽ biết. Lão Quy nói. Nghe Lão Quy nói chuyện, Dương Nghị Vân trong óc hiện lên rất nhiều ý niệm, cũng nghĩ đáp án, trong lòng lại là thực khiếp sợ. Dựa theo Lão Quy ý tứ, cá mập trắng Kình Vương tựa hồ đã sớm suy tính tới rồi hắn sẽ đến, hơn nữa tới là vì tìm người. Hơn nữa hắn tìm người cùng tiểu Long Cung có quan hệ, cùng này tiểu Long Cung suối nguồn có quan hệ, trọng điểm là muốn đi suối nguồn nơi, tìm được suối nguồn. Hắn tới nơi này thật là tìm người, hơn nữa không ngừng tìm một cái. Nhưng Lão Quy ý tứ cá mập trắng Vương tiên đoán, hắn biết đến người cùng Long Cung có quan hệ, này liền ý có điều chỉ. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân liền nghĩ tới Mai Tỷ. Bởi vì Mai Tỷ là chân Long. Mà nơi này bị xưng là Tiểu Long Cung, bản chất chỉ cũng là Long. Chẳng lẽ tìm tới nơi này suối nguồn, là có thể tìm được Mai Tỷ. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Nghị Vân lại là có chút kích động lên, nhưng cũng phi thường nghi hoặc, cá mập trắng Vương đô rời đi vì cái gì muốn ngôn ngữ này đó. Hơn nữa nơi này đều không có sinh linh tồn tại, chỉ có này Quy một sợi yêu hồn. Mấu chốt là nhắc tới suối nguồn, này hết thảy chính là có quan hệ gì? Lại hoặc là suối nguồn có phải hay không cùng nơi này sinh linh có quan hệ? Cá mập trắng Vương tiên đoán nói cho hắn, người muốn tìm cùng suối nguồn có quan hệ, như vậy có phải hay không có điều đồ? Hết thảy đều hình như là ở giúp hắn. Nhưng đường đường cá mập trắng Vương vì cái gì muốn giúp hắn? Dương Nghị Vân nhưng không tin trên đời có miễn phí cơm trưa. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nói thẳng. Lão Quy có nói cái gì dùng một lần nói xong. Hảo, không hổ là cá mập trắng Vương tiên đoán chung người thông minh. Lão Quy khen một câu, rồi sau đó mới nói, cá mập trắng Vương làm lão phu nói cho ngươi, ngươi muốn tìm được người yêu cầu thông qua suối nguồn mà mới có thể tìm được, có thể đem suối nguồn cho ngươi, nhưng làm hồi báo, ngươi yêu cầu làm một chuyện. Chuyện gì, nói thẳng, Dương Nghị Vân trầm ngâm nói. Lão Quy mở miệng nói. Cá mập trắng Vương bảo hộ một quả thượng cổ chi trứng, chính là này tiểu Long Cung chi chủ con nối dõi, yêu cầu thần Long một giọt thần Long tinh huyết phu hóa ra tới, ngươi hẳn là muốn tìm chính là thần Long, cho nên cá mập trắng Vương muốn ngươi đáp ứng, đem kia một quả trứng phu hóa ra tới. Dương Nghị Vân nghe xong trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ là một quả trứng rồng không thành? Cũng không phải, mà là một quả viễn cổ mãng xà chi trứng, cá mập trắng Vương sở dĩ có thể thành tựu dị vực giới năm đại đầu sỏ. Chính là bởi vì được này tiểu Long Cung truyền thừa, mà kia một quả mãng xà chi trứng, lại nói tiếp mới là này tiểu Long Cung chủ nhân. Cá mập trắng Vương đắc đạo, thiếu hạ nhân quả, yêu cầu hoàn lại, đương hắn không có biện pháp phu hóa ra kia một quả mãng xà chi trứng, ở đi lên trời lộ thời điểm, hắn suy đoán hôm khác tế, người này nhân tộc chính là cái nào có thể phu hóa mãng xà chi trứng người, bởi vì ngươi muốn tìm được là thần Long, mà phu hóa mãng xà chi trứng yêu cầu thần Long tinh huyết, như thế ngươi nhưng đáp ứng. Lão Quy hỏi. Nghe Lão Quy nói xong, giảng thật Dương Nghị Vân đầu óc là điểm loạn, nhưng ngẫm lại cũng tựa hồ hợp tình lý, Tiểu Long Cung chi danh, vì cái gì muốn kêu Tiểu Long Cung, muốn thêm một cái chữ nhỏ, nguyên lai chủ nhân không phải Long lại như là Long, viễn cổ mãng xà chi trứng A. Lão Quy xem như khai ra điều kiện. Dương Nghị Vân lâm vào trầm tư. Hắn xuất hiện ở chỗ này giống như là bị tính kế giống nhau, làm hắn có chút không thoải mái. Đương nhiên hắn không có hoài nghi Lão Quy lời nói, là đang lừa hắn, hoặc là nói trắng ra cá mập Kình Vương là đang lừa hắn. Nhưng ngẫm lại không đạo lý, Lão Quy chỉ là cái ống loa, hơn nữa chính là một sợi yêu hồn, Dương Nghị Vân biết Lão Quỷ hoàn thành nhiệm vụ sau, hơn phân nửa sẽ là tan thành mây khói kết cục. Mà hắn cùng cá mập trắng Kình Vương chưa từng có đã gặp mặt, đây là hắn lần đầu tiên tới cá mập trắng Kình Vương địa bàn, thậm chí còn cá mập trắng Kình Vương vài ngàn năm trước liền đi lên trời lộ. Nói cách khác ở mấy ngàn năm trước cá mập trắng Kình Vương liền đối hôm nay hắn đã đến đã biết kết quả. Ở mấy ngàn năm trước liền suy đoán thiên cơ. Điểm này Dương Nghị Vân biết cá mập trắng Kình Vương có thể làm được, thậm chí còn hắn sư nương thiên cơ cũng là tinh thông thiên cơ chi đạo người, tiên đoán cùng thiên cơ đều xem như thật sự. Như vậy kế tiếp chính là hắn lựa chọn. Sự tình mạch là cơ bản rõ ràng, cá mập trắng Kình Vương đắc đạo trợ lực là cái này tiểu Long Cung truyền thừa. Mà Tiểu Long Cung chủ nhân chính là cái gì viễn cổ mãng xà, hoặc là nói là một viên mãng xà chi trứng. Cho nên cá mập trắng Kình muốn báo ân, lại đắc đạo nhân quả, muốn đem mãng xà chi trứng phù hóa xuất thế, nhưng là rất có khó khăn,
viễn cổ mãng xà chi chứng phu hóa ra tới yêu cầu thần long máu môi giới. Vì thế cá mập trắng Kình Vương suy đoán phía chân trời, có thể được thần long máu người là Dương Nghị Vân. Cũng coi như kế hảo, Dương Nghị Vân đầu tiên muốn tìm nói thần long máu hoặc là nói người muốn tìm, đến tận đây lại suy đoán tới rồi tiểu long cung suối nguồn. Giống như là một bút giao dịch giống nhau, lão Quy nói cho Dương Nghị Vân suối nguồn, Dương Nghị Vân thông qua suối nguồn sẽ tìm được thần long, nhưng làm hồi báo, Dương Nghị Vân phải cho một giọt thần long tinh huyết trợ giúp mãng xà chi chứng phu hóa xuất thế. Nghe phức tạp, kỳ thật thực trong sáng. Dương Nghị Vân ngẫm lại sau, biết hắn không có lựa chọn nào khác. Cho rằng hắn người muốn tìm, vô cùng có khả năng chính là Mai Tỷ, hắn nữ nhân chung nhất độc đáo một cái, liền tính là tưởng cự tuyệt cũng cự tuyệt không được. Chỉ cần là có Mai Tỷ manh mối, có thể tìm được nàng, liền tính là núi đao biển lửa, Dương Nghị Vân cũng cần thiết làm. Hảo, ta đáp ứng. Dương Nghị Vân mở miệng trả lời. Nhân loại, miệng đáp ứng không thể được, người phát thiên đạo lời thề đi, hơn nữa ngươi nếu muốn hết mọi thứ biện pháp, đem mãng xà chi chứng phu hóa ra tới, hơn nữa phù hộ lớn lên. Lão Quy sâu kín nói. Điều kiện này nghe liền có điểm hà khắc rồi, ta long huyết ta cấp có thể bảo đảm, chỉ cần tìm được Mai Tỷ liền có thể, nhưng là ngươi còn muốn cho ta cho ngươi đem mãng xà chi chứng phu hóa ra tới, còn phải cho ngươi phù hộ trưởng thành. Có điểm hố người đi. Vạn nhất ngươi một quả chết trứng đâu. Ta như thế nào cho ngươi bảo đảm phu hóa? Này còn chưa tính, phu hóa ra tới về sau còn muốn ta cho ngươi chăm sóc trưởng thành. Ta lại không phải bảo mẫu. Còn có a, vạn nhất phu hóa ra tới một đầu hung thần ác sát đồ vật, ngươi không phải hố ta sao? Nghĩ vậy chút Dương Nghị Vân đem nghĩ đến một hơi nói ra. Lão Quy lại là từ từ mở miệng nói, đầu tiên mãng xà chi chứng tuyệt đối có sinh cơ, lại còn có thực khổng lồ, điểm này ngươi đừng lo. Tiếp theo ngươi có phải hay không đối mãng xà có cái gì hiểu lầm? Viễn cổ mãng xà đều không phải là ngươi trong tưởng tượng tất cả đều là lạnh băng hung ác chi vật, cho nên không cần lo lắng phu hóa ra tới sẽ cho ngươi mang đến phiền toái, thậm chí có khả năng cho ngươi mang đến chỗ tốt, nhân loại mãng xà chi chứng không phải ngươi tưởng cái loại này phàm vật. Mặt khác chính là trưởng thành vấn đề, ngươi có thể đi vào đến tiểu long cung tới, thuyết minh ngươi tu vi không tính nhược, chẳng lẽ còn phù hộ không được một cái tiểu mãng xà sao? Này bút giao dịch ngươi như thế nào tính đều là không lỗ, ta hoặc là nói là cá mập trắng vương muốn gần là ngươi một cái hứa hẹn, nếu cá mập trắng vương tiên đoán ngươi sẽ đến nơi này, liền có đạo lý, cho nên ngươi đừng lo cái gì. Nghe lão Quy nói chuyện, Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, nói đến cùng này bút giao dịch tựa hồ chính mình không lỗ, nếu như thế vậy đáp ứng đi. Hảo, ta Dương Nghị Vân thề, hết mọi thứ toàn lực trợ giúp mãng xà chi chứng phù hóa xuất thế, hơn nữa phù hộ trưởng thành. Có vi lời thề thiên đạo chu diệt. Tuy rằng đơn giản, nhưng cái này lời thề lại là thực trọng. Người tu đạo thề, đó là vận mệnh chú định thiên đạo giám thị, cho nên nhất định phải làm được, vi ngôn không được. Như thế rất tốt, suối nguồn cho ngươi, lão phu cũng hoàn thành sứ mệnh, nhân loại trợ ngươi vận may, đất hoang chi hải khó lường, thả tự giải quyết cho tốt. Lão Quy thanh âm dần dần nhược đi, ngưng tụ ra tới thân thể cũng ngay sau đó tiêu tán. Ai ai ai? Ngươi còn chưa nói suối nguồn ở nơi nào. Dương Nghị Vân vội vàng kêu to. Mà lúc này hắn ý thức hải một đạo màu xám quang mang hiện lên. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên mở hai mắt, tỉnh táo lại. Thì ra là thế a, Dương Nghị Vân mở mắt ra tự nói. Chủ tử ngài nhưng tính đã tỉnh, bên tai vang lên Tử Kim công công thanh âm. Dương Nghị Vân quay đầu nhìn lại, mọi người đều khoanh chân mà làm ở bốn phía. Ngây người nói, đi qua thời gian rất lâu. Ca đều 10 năm, Tiểu Phượng Hoàng nói. Dương Nghị Vân ngây ra một lúc, hắn đúng là không gì cảm giác, chính là cùng Lão Quy đúng rồi một phen lời nói, này liền đi qua 10 năm lâu. Tuy rằng đối với hiện tại hắn tới nói, 10 năm cũng chính là búng tay vung lên thời gian, nhưng nghe được Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện, vẫn là nhìn không được líu lưỡi, liền cảm giác như vậy một chút 10 năm thời gian liền như vậy đi qua. Thời gian cũng quá không đáng giá tiền đi. Dương Nghị Vân có điểm không thể tin được. Bất quá hắn cũng biết, vừa rồi cùng Lão Quy đối thoại kia hẳn là một loại pháp tắc không gian đối thoại, thời gian sói mòn là hoàn toàn cảm thụ không đến. Tu đạo chi lộ bản thân chính là huyền ảo thả lại vô pháp giải đáp, này cũng bình thường, dù sao đã đạt thành giao dịch. Kế tiếp chính là đi tìm suối nguồn, hơn nữa mang theo mãng xà chi chứng, đi đất hoang chi hải. Lão Quy chính là một sợi yêu hồn, cũng không biết có phải hay không thật sự chết già ngã xuống, hay là Lão Quy còn ở một cái khác địa phương.
dù sao hắn sứ mệnh hoàn thành, ở yêu hồn tiêu tán thời điểm, đem suối nguồn cùng mãng xà chi trứng nói cho Dương Nghị Vân. Kế tiếp chỉ cần tìm được suối nguồn mang lên mãng xà chi trứng, liền có thể thông qua suối nguồn đi hướng đất hoang chi hải tìm Mai Tỷ. Dựa theo cá mập trắng Vương tiên đoán, hắn tìm được chính là Long, mà Long, Dương Nghị Vân nghĩ đến chỉ có Mai Tỷ. 89/10 là không sai được. Chỉ là không nghĩ tới Mai Tỷ sẽ ở cái gì đất hoang chi hải. Đối với đất hoang chi hải Dương Nghị Vân còn không quá hiểu biết. Dương Nghị Vân không có nhiều làm giải thích, trực tiếp mang theo Tiểu Phượng Hoàng đám người, hướng về đại điện vuông vị mà đi. Đi thôi. Dựa theo lão quy lưu lại manh mối, ở cái này đại điện vuông nơi có một cái truyền tống môn hộ, trực tiếp đi thông suối nguồn nơi, mãng xà chi trứng cũng ở nơi nào. Đương nhiên mở ra truyền tống môn hộ phương pháp lão quy đều để lại cho Dương Nghị Vân. Chờ hắn đi vào đại điện vuông vị thời điểm, quả nhiên nhìn đến có khắc văn trận pháp tồn tại, hoàn toàn là thượng cổ khắc văn trận pháp, phi thường phức tạp. Dương Nghị Vân biết nếu là không có mở ra thủ đoạn, căn bản là không chiêu. Còn hảo lão quy đem mở ra phương pháp truyền thụ cho hắn. Chủ tử đây là thượng cổ khắc văn trận pháp A, không có tương đối pháp quyết là mở ra không được. Tử Kim công công nhưng thật ra một cái biết hàng chủ. Yên tâm, có biện pháp mở ra. Dương Nghị Vân cười cười trong tay bay múa lên, từng đạo pháp quyết đánh vào phức tạp huyền ảo khắc văn trận pháp thượng, tức khắc toàn bộ khắc văn trận pháp đại lượng. Tiếp theo một cái lốc xoáy môn hộ xuất hiện. Thật đúng là mở ra Tử Kim công công cảm thán. Tiến Dương Nghị Vân dẫn đầu một bước bước vào môn hộ chung, nháy mắt biến mất. Chủ tử từ lão nô, Tử Kim công công thực khoa trương cùng nhìn qua. Cái này làm cho phía sau Tạ gia tam huynh đệ đại nhíu mày, Tạ lão tam nhịn không được nói thầm nói, vua nịnh nọt. Đối này, Huyết ưng cùng Miêu ưng đồng thời gật đầu, cũng không phải là sao. Tử Kim công công a rua vuốt mông ngựa, làm mặt khác đại yêu chịu không nổi, nhưng cũng chỉ là sau lưng mắng mắng, không dám thật mắng cái này lão thái giám, bởi vì lão thái giám tu vi quá cường đại. Dù sao trừ bỏ, Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi, cá trạch mấy cái ở ngoài, mặt khác đại yêu đều hận chết lão thái giám Tử Kim công công. Người mẹ nó muốn hay không như vậy tích cực biểu hiện. Chúng ta cũng tưởng ở chủ nhân trước mặt lập công. Một hàng đại yêu nhỏ giọng mắng, bước vào môn hộ chung. Dương Nghị Vân tiến vào truyền tống môn hộ lúc sau, chỉ là cảm nhận được một trận choáng váng, ngay sau đó choáng váng biến mất, hắn mở mắt ra nhìn lại là phát hiện đã tới rồi một chỗ trong sơn động. Mà trong tầm mắt còn lại là thấy được một viên huyền phù đại hạt châu, màu xanh thẳm đại cây cột, tất cả đều lớn nhỏ giống nhau. Nhưng lại tản ra nồng hậu thủy thuộc tính năng lượng. Này hẳn là chính là này Tiểu Long cung suối nguồn không thể nghi ngờ. Toàn bộ sơn động không tính đại, hoặc là nói là một cái khác thiên nhiên đại sảnh, độ cao mười mấy mét, 200 bình phương không gian lớn nhỏ bộ dáng. Gần như trăng trong suốt thạch tài, bốn phía khắc họa khắc văn, không có bất luận cái gì mặt khác xuất khẩu, chỉ có phía sau Dương Nghị Vân tiến vào khi mở ra truyền tống môn hộ. Không đúng. Kia màu lam hạt châu không phải suối nguồn. Dương Nghị Vân quan sát giống nhau, liền phát hiện tưởng sai rồi. Hạt châu là mãng xà chi trứng. Đến nỗi suối nguồn, Dương Nghị Vân phát hiện, suối nguồn là huyền phù hạt châu hoặc là mãng xà chi trứng trên không khắc văn chi mắt. Bởi vì hắn phát hiện ở cái này cơ hồ là thiên nhiên hang động đá vôi chính trên không, chân nhà vị trí, có vẫn luôn khắc văn hình thành đôi mắt, công kích chín đạo khắc văn hình thành, có chín điều dòng nước tự nhiên xoay tròn chảy xuôi. Cho nên trên không mới là suối nguồn nơi, suối nguồn chính là một phương nguồn nước, cái này suối nguồn cũng là lão quy trong miệng thông hướng đất hoang chi hải địa phương, xem như một loại khác tâm thái thông đạo. Cái này không gian đều là thủy, nhưng nơi này trong nước tràn ngập tất cả đều là nồng hậu thủy nguyên năng lượng, hắn nhìn lại thời điểm cũng không có gì, nhưng là cẩn thận cảm thụ lại là có thể phát hiện suối nguồn chín đạo dòng nước khuếch tán hướng về phía toàn bộ không gian bốn phương tám hướng. Không gian mỗi một cái khắc văn đều là một cái tiểu suối nguồn, nghĩ đến đúng là này đó tiểu suối nguồn cấp dị vực giới phương Nam bưng biển cung cấp nguồn nước. Mà huyền phù xanh thẳm hạt châu, nhìn kỹ đi lại là có thể nhìn đến là một quả mang theo từng mảnh lân giáp trứng, hơn nữa Dương Nghị Vân cảm nhận được nội loại cường đại vô cùng sinh cơ. Tất nhiên chính là lão quy trong miệng viễn cổ mãng xà chi trứng. Đến nỗi toàn bộ phương Nam bưng biển thủy tộc, không hề nghi ngờ là thông qua suối nguồn đi đất hoang chi hải. Nghĩ đến là cá mập trắng vương đi lên trời lộ phía trước, làm sở hữu phương Nam đầm lầy thủy tộc thông qua suối nguồn đi lớn hơn nữa đất hoang chi hải. Chủ tử kia viên hạt châu nội tựa hồ dựng dục cường đại sinh mệnh.
Lúc này Tử Kim Công Công thò qua tới nói chuyện, lão yêu quái cảm nhận được. Đó là một quả viễn cổ mãng xà chi trứng. Dương Nghị Vân lúc này cũng đơn giản đem hắn cùng lão quy đối thoại cho đại gia giảng thuật một lần. Nghe xong Dương Nghị Vân giảng thuật, Tử Kim Công Công lại là nói, chủ tử a, này cái mãng xà chi trứng sợ là không hiếu động a, lão nô có thể cảm nhận được, bên trong cường đại hơi thở, tuyệt đối không phải phàm vật, thậm chí lão nô đều có điểm sợ hãi đâu. Ha ha, lão cẩu nên ngươi tận trung tâm lúc, đi, qua đi thử xem đem mãng xà chi trứng lấy lại đây. Dương Nghị Vân cười tủm tỉm nhìn Tử Kim Công Công nói. Ách chủ tử ngài đừng nói giỡn, Tử Kim Công Công sắc mặt trìu trìu lên, hắn cảm giác cái này chủ tử ở hố hắn. Dương Mỗ Nhân nhìn chằm chằm hắn khinh phiêu phiêu nói, đi thôi. Lời nói thực mềm, nhưng chân thật đáng tin. Lão quy để lại như thế nào mở ra truyền tống môn hộ phát ra từ, nhưng lại đối như thế nào đi lấy mãng xà chi trứng không có bất luận cái gì nhắc nhở, nghĩ đến trực tiếp lấy là được. Nhưng, Dương Mỗ Nhân cảm nhận được mãng xà chi trứng trung dựng dục làm hắn tim đập nhanh cường đại sinh cơ, trực giác nói cho hắn này cái mãng xà chi trứng là rất nguy hiểm, hắn đương nhiên không thể mạo hiểm, lúc này cũng chỉ có thể làm Tử Kim Đại Công Công đi thử thủy. Dù sao mạo hiểm loại sự tình này, Dương Mỗ Nhân hiện tại là sẽ không làm, bên người có Tử Kim Công Công bực này đại cao thủ ở, hắn là sẽ không động thủ. Mà Tử Kim Công Công nghe Dương Mỗ Nhân nói chuyện, tràn ngập chua xót, nhưng không thể không từ. Đích xác giữa sân liền hắn tu vi cao, loại này mạo hiểm sự tình, cũng chỉ có hắn nhất thích hợp. Chủ tử, lão nô này liền đi a. Tử Kim Công Công là vẻ mặt bi thương, tựa hồ ngay sau đó hắn liền sẽ ngã xuống giống nhau. Nhanh lên đi, người cái lão cẩu đừng làm quái, chỉ là cho ngươi đi thử một chút, không cho ngươi đi chết, đường đường thông ngộ sáu trọng thiên nếu là treo, đó chính là xứng đáng. Dương Nghị Vân trêu ghẹo nói. Vì chủ tử phân ưu là lão nô chức trách, treo treo, không oán không hối hận a. Tử Kim Công Công một bộ khẳng khái chịu chết biểu tình. Kỳ thật hai người trong lòng đều hiểu rõ. Ngay sau đó Tử Kim Công Công toàn thân xuất hiện tử kim quang mang. Từ Dương Nghị Vân ban thưởng hắn một giọt sinh mệnh chi thủy sau, hắn tuy rằng tu vi không đột phá, nhưng là huyết mạch lại là tiến hóa một tầng, giờ phút này trên người hắn tử kim quang mang càng thêm thâm hậu chính là tốt nhất thể hiện. Đi bước một hướng về mãng xà chi trứng tới gần mà đi. Biết một mét khoảng cách cũng chưa phát sinh bất luận cái gì dị thường. Tử Kim Công Công cũng ngừng lại, vung tay lên pháp lực ngưng tụ mà ra, hóa thành một bàn tay chụp vào mãng xà chi trứng. Giờ phút này Dương Nghị Vân đều có chút khẩn trương, mọi người đại yêu cũng chưa phát ra âm thanh tới, chờ xem Tử Kim Công Công biểu diễn. Mà đương sự Tử Kim Công Công còn lại là vẻ mặt túc mục chi sắc, hắn trong lòng nhất rõ ràng, này một quả mãng xà chi trứng nhưng không hảo lấy. Hiện tại chính là chủ nhân khảo nghiệm hắn đạo hạnh thời điểm, tuyệt đối không thể rớt dây xích. Đương nhiên ở Tử Kim Công Công tới nói, hắn cũng yêu cầu lúc này đây biểu hiện, phải cho mặt khác đại yêu xem. Hắn chứng minh hắn ở chủ nhân Dương Nghị Vân bên người giá trị, ta Tử Kim Công Công chính là muốn so các ngươi đều cường, đối chủ nhân giá trị lớn hơn nữa. Đương nhiên này đó đại yêu chung, không bao gồm Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi còn có cá trạch, bởi vì Tử Kim Công biết, này ba cái ở Dương Nghị Vân trong lòng địa vị hắn là vô pháp thay thế được càng vô pháp đánh đồng. Nhưng là mặt khác đại yêu sao, liền không nhất định. Hắn ngoài miệng kêu thảm, nhưng tâm lý vui, chủ nhân làm hắn ra tay. Cũng là coi trọng hắn thể hiện không phải sao. Dù sao trừ bỏ Điêu Nhi mấy cái ở ngoài, chủ nhân bên người đệ nhất đại yêu vị trí hắn là trí tại tất đắc, về sau đi vân môn mặc kệ là tu vi vẫn là địa vị đều phải đệ nhất. Đây là Tử Kim Công Công nội tâm ý tưởng. Đối với chủ nhân ban cho kia chờ thần kỳ giọt nước, Tử Kim Công Công là thèm nhỏ dãi không thôi, hắn còn chờ mong đệ nhị tích, một giọt khiến cho hắn huyết mạch phản tổ một lần, như vậy hai giọt đâu. Tử Kim Công Công tràn ngập chờ mong. Nhưng muốn đạt được chủ nhân trong tay giọt nước, hắn liền phải thể hiện hắn giá trị, muốn lập công mới được. Trước mắt này cái tràn ngập khổng lồ năng lượng mãng xà chi trứng chính là tốt nhất lập công. Ngay sau đó cẩn thận Tử Kim Công Công ngưng tụ pháp lực tay chộp tới mãng xà chi trứng. Oanh! Vừa mới tiếp xúc đến, liền có một tiếng nổ vang vang khí, cường đại hồng hoang yêu khí từ mãng xà chi trứng phát ra mà ra, bắt đầu bắn ngược. Hừ, Tử Kim Công Công hừ lạnh một tiếng, toàn thân tử kim quang mang lần thứ hai tăng lên. Một cái tay khác huy động dựng lên, một đạo tử kim quang mang lộng tìm mà đi, chộp vào mãng xà chi trứng thượng. Nơi xa nhìn lại, Tử Kim Công Công toàn thân căng chặt lên.
mà mãng xà chi chứng thượng lại là bùng nổ mà ra cường đại vô cùng hồng hoang yêu khí, phi thường hung hãn. Ngay sau đó đó là từng đạo xanh thẳm ánh sáng, bùng nổ ngay lập tức chi gian đem Tử Kim Công Công bao phủ lên. Dương Nghị Vân trong mắt nhìn lại, giờ phút này trường hợp lại là có chút kinh tâm động phách. Hắn cảm nhận được cường đại hồng hoang yêu khí, làm hắn đều trong lòng nhảy dựng, nhưng hắn tin tưởng đối kháng yêu khí Tử Kim Công Công có thể ứng đối. Bất quá ngay sau đó lại là mí mắt một cái, hắn cảm nhận được độc khí. Mãng xà chi chứng thượng bùng nổ mà ra xanh thẳm quang mang là độc khí. Làm người hãi hùng khiếp phía độc khí. A chủ nhân lão nội yêu cầu hỗ trợ A, độc khí rất cường đại. Xanh thẳm độc khí trung truyền đến Tử Kim Công Công kinh hoàng thanh âm. Dương Nghị Vân một bước bước ra, toàn thân 10 ánh sáng màu vượng đại tác phẩm, một bước vọt vào xanh thẳm bên trong. Hắn biết nên hắn ra tay, nếu không lão cẩu sẽ có hại. Làm Tử Kim Công Công thí thủy cũng thí ra tới, không cần thiết làm lão cẩu có hại. Mãng xà chi chứng dựng dục cường đại sinh cơ cùng cường hãn hồng hoang yêu khí, đích xác rất cường đại, nhưng Dương Nghị Vân biết Tử Kim Công Công có thể ứng đối. Nói đến cùng chính là một quả trứng, còn không tới nghịch thiên thời điểm. Độc khí mới là trọng điểm. Đây là thử ra tới. Cũng là Dương Nghị Vân muốn biết này cái mãng xà chi chứng có cái gì chỗ đặc biệt địa phương. Hiện tại xem ra cường đại chính là độc. Trấn. Dương Nghị Vân vận chuyển pháp lực 10 đại thuộc tính lực lượng búng tay gian hình thành trận pháp vây quanh, mạnh mẽ trấn áp. Đồng thời hắn mở miệng nói, mãng xà chi chứng dừng tay, ta đáp ứng rồi cá mập trắng vương sẽ trợ giúp ngươi phù hóa xuất thế, nhưng đừng quấy rối, thu hồi ngươi độc khí. Có thể cảm nhận được màu xanh thẳm độc khí thật sự rất cường đại, siêu việt Dương Nghị Vân dĩ vãng tiếp xúc đến bất luận cái gì độc khí, cho nên hắn cũng chưa dám vọt vào độc khí chung đi, chỉ là ở bên ngoài phong bế độc khí. Pháp lực trấn áp. Kêu gọi là bởi vì hắn biết, này cái mãng xà chi loạn là có ý thức sinh mệnh thể, tin tưởng cá mập trắng vương hoặc là lão quy là có công đạo, nó có thể nghe thấy chính mình nói chuyện. Quả nhiên ở hắn pháp lực trấn áp hạ, mở miệng nói chuyện lúc sau, khổng lồ độc khí tan đi. Hô! Thực mau lộ ra Tử Kim Công Công thân ảnh, lại là thật dài bật hơi, sụi lơ ở trên mặt đất, vẻ mặt lam khí tràn ngập, run rẩy kêu thảm nói, chủ tử ngài ở vãn một bước. Lão nô liền phải bị độc chết a, độc vật, đại đại độc vật a. Đường đường thông ngộ sáu trọng thiên tử kim con tê tê, sụi lơ trên mặt đất há mồm thở dốc, trong thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ. Điểm này Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, Tử Kim Công Công chưa nói dối, càng thêm không biểu diễn, là chân thật thể hiện. Giờ phút này mãng xà chi chứng động lên, xoay tròn dựng lên, phiêu ở Tử Kim Công Công đầu. Khoảnh khắc chi gian xoay tròn liền đem Tử Kim Công Công trong cơ thể độc khí hấp thu hầu như không còn, lão cẩu sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình thường. Ngay sau đó này một quả mãng xà chi chứng lại là hướng về Dương Nghị Vân phiêu lại đây. Ca tiểu tâm tiểu Phượng Hoàng đứng ở Dương Nghị Vân bên người, vẻ mặt túc mục, tùy thời chuẩn bị công kích. Không sao, ta cảm nhận được nó thiện ý, sẽ không có việc gì. Dương Nghị Vân cười cười làm tiểu Phượng Hoàng đừng khẩn trương, ngay sau đó duỗi khai bàn tay. Dây tiếp theo màu xanh thảm mãng xà chi chứng, dừng ở Dương Nghị Vân lòng bàn tay. Đích xác giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được này cái mãng xà chi chứng thả ra thiện ý, đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, người khác có lẽ phát hiện không đến, nhưng là hắn xác định là thiện ý. Đường mãng xà chi chứng dừng ở lòng bàn tay sẽ sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Chủ tử ngài phải cẩn thận a, thứ này chất chứa kịch độc, lão nô cảm thấy trong đó độc, có thể danh liệt cái này tiên giới trước giáp. Này còn chỉ là chứng trạng thái, nếu là phu hóa ra tới, trời biết nó độc có thể đạt tới kiểu gì trình tự, không dám tưởng tượng a, đây là đại độc vật a. Hoãn quá mức tới Tử Kim Công Công vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Dương Nghị Vân cười cười nói, ngươi lần này biểu hiện không tồi, bất quá không cần lo lắng, kỳ thật ta cảm giác nó thực ôn hòa. Khen lão cẩu một câu, nhìn chằm chằm trong tay mãng xà chi chứng, giờ phút này Dương Mỗ Nhân lại là trong ánh mắt ở tỏa ánh sáng. Trong tay cầm mãng xà chi chứng quan khán, xanh thẳm nhan sắc, mặt ngoài là từng mảnh lân giáp trông rất đẹp mắt. Cái này vật nhỏ có thể đem Tử Kim Công Công đều hạ độc được hạ, làm trò là ra ngoài hắn đoán trước. Chính như Tử Kim lão cẩu lời nói hiện tại còn chỉ là một quả trứng, độc tính liền lớn như vậy, nếu là đem chi phu hóa ra tới. Độc tính sẽ có bao nhiêu đại hắn là vô pháp tưởng tượng. Cũng là một quả đại bảo bối a. Bất quá đối với này cái mãng xà chi chứng. Hắn thật đúng là yêu cầu thích đáng bảo quản, nếu là phu hóa ra tới lúc sau,
trông giữ không hảo độc khí thả ra, sẽ ra đại loạn tử. Đồng thời Dương Mẫu Nhân cũng tràn ngập chờ mong, này một quả mãng xà chi trứng đến tột cùng là cái gì lợi hại đồ vật, phù hóa lúc sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì một cái mãng xà tới. Hảo đi, hiện tại nói phù hóa còn hơi sớm, đầu tiên muốn phải rời khỏi nơi này, thông qua suối nguồn rời đi, tiến vào đất hoang chi hải đi tìm được Mai Tỷ, chỉ có Mai Tỷ chân long chi huyết mới có thể làm này một quả mãng xà chi trứng phù hóa ra tới. Hắn thực chờ mong sẽ xuất hiện một cái mãng xà. Hoặc là nói một cái đại độc vật. Suối nguồn liền lên đỉnh đầu, nhưng là muốn như thế nào mới có thể đi vào đâu? Đi vào lúc sau, sẽ là bộ dáng gì? Có thể hay không có nguy hiểm, thật đúng là không biết. Mãng, Tiểu Lam có biết hay không như thế nào tiến vào suối nguồn? Dương Nghị Vân nhìn bàn tay mãng xà chi trứng, vốn dĩ muốn kêu mãng xà chi trứng chi danh, nhưng lời nói đến bên miệng có cảm giác không thích hợp, thuận miệng liền cấp đặt tên Tiểu Rổ. Dương Mẫu Nhân đặt tên trước nay đều là há mồm liền tới, tưởng đều không được căn cứ bề ngoài đặt tên, thực tùy ý. Hắn tin tưởng mãng xà chi trứng là có thể nghe thấy cũng có thể nghe hiểu hắn nói chuyện. Ong ong. Ngay sau đó trong tay mãng xà chi trứng ong ong run minh, như là ở đáp lại hắn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến từng đạo khắc văn ở mãng xà chi trứng sát ngoài hiện lên. Oanh. Vô số xanh thẳm ánh sáng phóng lên cao. Chiếu sáng lên trên đỉnh đầu suối nguồn trung ương, liền tương tự một cái đồng, màu xanh thẳm trong mắt. Ngay sau đó suối nguồn lam quang chớp động xoay tròn dựng lên. Đây là môn hộ A Tử Kim Công Công Đại Kỳ. Đi rồi. Dương Nghị Vân tiếp đón một tiếng nhảy dựng lên, chui vào trong mắt chung. Một cái thế giới chưa biết chờ đợi hắn. Đương Dương Nghị Vân tiến vào trong mắt lúc sau, lại như là tiến vào một cái không có cuối xanh thẳm vầng sáng trong thông đạo. Phía sau Tử Kim Công Công Tiểu Phượng Hoàng từ từ tất cả đều đi theo. Hắn cảm thấy tới rồi thời không lực lượng. Vô hình chung có một cổ lực lượng hút lôi kéo bọn họ hướng về thông đạo cuối mà đi. Đây là một cái dài dòng quá trình, ở chỗ này giống như là không có bất luận cái gì thiên địa pháp tắc từ ở giống nhau, không có thời gian không có thiên địa năng lượng, bọn họ giống như là cưỡi thời không thông đạo chi xe. Nhìn không tới cuối thông đạo. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn có thể cảm nhận được. Trong tay mãng xà chi trứng ở chỉ dẫn bọn họ, chung quy sẽ đi ra ngoài. Dương Nghị Vân hỏi Tử Kim Công Công nói, lão cẩu có biết đất hoang chi hải? Lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Dương Nghị Vân liền tìm Tử Kim Công Công hiểu biết đất hoang chi hải. Tử Kim Công Công mở miệng nói, chủ tử, đất hoang chi hải chính là tiên giới một chỗ thiên hải, hằng cổ tồn tại với tiên giới cực bắc xa xôi nơi, so với bất luận cái gì tiên vực đều đại, không có cuối. Tương truyền là thủy yêu thế giới, nơi nào tự thành hệ thống, cùng tiên giới sinh linh không tiếp xúc, cũng không cho phép tiên giới mặt khác sinh linh tiến vào. Bất quá không có cụ thể trông coi tồn tại, chỉ là đất hoang chi hải sinh linh quá nhiều, nhiều là đất hoang di lưu sinh linh, vô cùng hung hãn, cũng không có người nguyện ý đi đất hoang hải mạo hiểm. Lại nói tiếp chính là tiên giới một bộ phận mà thôi, cổ có nghe đồn, đất hoang chi hải chỗ sâu trong, có đất hoang yêu tộc tồn tại, xưng bá biển rộng. Dù sao không phải cái gì thiện mà, nhưng cũng không tồn tại cỡ nào đáng sợ là đối thông ngộ một chút sinh linh nói, có thông ngộ tu vi tắc nhưng tung hoành tiên giới bất luận cái gì địa phương, chúng ta này một đại bang đi đất hoang chi hải, đảo cũng không có gì. Oanh! Đang lúc Dương Nghị Vân cùng Tử Kim Công Công nói chuyện hết sức, bỗng nhiên một tiếng ầm vang, bọn họ mọi người bị một cổ mạnh mẽ thúc đẩy, trời đất quay cuồng, trong tầm mắt màu lam đại tác phẩm. Dương Nghị Vân thu chung nắm chặt mãng xà chi trứng. Hắn biết đi ra ngoài. Ngay sau đó hết thảy động tĩnh biến mất, quả nhiên, bọn họ xuất hiện ở trong nước. Bất quá cùng trong tưởng tượng xuất hiện ở đáy nước chỗ sâu trong bất đồng, ngược lại xuất hiện ở lặn xuống nước chung, vừa nhấc đầu hắn nhìn đến là một tòa đảo nhỏ, bọn họ tất cả đều xuất hiện ở bờ cát bên cạnh nước biển. Giờ phút này vài tiếng phá không ra tới. Vèo vèo vèo. Nháy mắt bọn họ bị vây quanh. Hơi thở cường đại yêu tộc. Chuẩn xác mà nói là thủy yêu. Một mực nhìn lại là binh tôm tướng cua. Tu vi nhìn không ra tới, tựa hồ không có gì cảnh giới giống nhau. Nhưng là từ hơi thở mạnh yếu có thể cảm nhận được, này đó nửa người hóa thủy yêu, là yêu tôn cấp bậc, còn không có xuất hiện một cái thông ngộ. Thoạt nhìn đều là cua binh cua đem thủy yêu, tuy rằng không có xuất hiện một cái thông ngộ, nhưng không thể không nói, này đó yêu tộc đặt ở tiên giới, vẫn là rất cường đại. Chỉ là hiện tại Dương Mẫu Nhân cường đại mà thôi. Đương nhiên chính hắn mặt ngoài nhìn qua như cũ vẫn là tiên tôn đại đỉnh.
Bất quá từ hắn hấp thu trong thiên địa 10 đại lực lượng kia một khắc bắt đầu, hắn tu luyện cũng đã không thể dùng cảnh giới tới cân nhắc. Lại nói tiếp hắn cũng biến thành một cái quái thai. Này đó thủy yêu khí tức đều thực hung hãn, giờ phút này đưa bọn họ vây quanh lên, nhưng Dương Nghị Vân cùng Tiểu Phượng Hoàng chờ cũng không có chút nào hoảng loạn. Bởi vì này đó thủy yêu ở bọn họ trong mắt cùng con kiến không có gì khác nhau. Này đó thủy yêu không đối bọn họ nói cái gì lời nói, cũng không có đánh, chính là đưa bọn họ vây quanh lên. Cho nên Dương Nghị Vân cũng không có hạ lệnh động thủ, chính là muốn nhìn một chút, kế tiếp đối phương sẽ thế nào. Chủ tử này đó thủy yêu tựa hồ đang đợi chờ cái gì? Tử Kim Công Công nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đã nhìn ra, trước đừng coi thường vọng, nhìn xem tình huống lại nói, có thể không động thủ tận lực thiếu tạo giết chóc. Là. Tử Kim Công Công cùng một chúng đại yêu trả lời. Quả nhiên ngay sau đó vây quanh bọn họ mấy trăm thủy yêu, nhường ra một cái nói. Dương Nghị Vân trong tầm mắt thấy được một cái khổng lồ quái vật xuất hiện. Hoặc là nói là bạch tuộc đi. Thượng nửa đời là nhân thân, bên hông dưới 6 điều xúc tua, mà cánh tay là bình thường, bất quá Dương Nghị Vân nghĩ đến hiển nhiên cũng là xúc tua, bạch tuộc sao, trên dưới vừa lúc. Chủ tử đây là cái cao thủ, thông ngộ 4 trọng thiên tu vi, nhưng hơi thở cùng tầm thường yêu tộc bất đồng, có hồng hoang hơi thở, chân chính thực lực hẳn là muốn so tầm thường thông ngộ 4 trọng thiên cường đại hơn nhiều. Tử Kim Công Công hơi híp mắt nói. Nhưng thật ra có ý tứ. Làm ta nhớ tới quán nướng không thể thiếu một phần nguyên liệu nấu ăn, lại là không biết hương vị thế nào. Dương Mẫu Nhân nhìn chằm chằm bạch tuộc lầm bầm lầu bầu. Nhưng là nghe vào Tử Kim Công Công cùng một chúng đại yêu trong tai, lại là cả người run lên. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Hải Nguyên Lai là nhân tộc cùng lục địa yêu tộc A này đầu bạch tuộc đi lên trước nói chuyện, người trở tiến đến đất hoang chi hải làm cái gì? Dương Nghị Vân nghe được đối phó hỏi chuyện đến lúc đó trực tiếp. Bất quá ánh mắt còn lại là dừng ở Tử Kim Công Công trên người, hiển nhiên bạch tuộc trong mắt, lão thái giám Tử Kim Công Công là đầu mục, bất quá này cũng khó trách, ai làm lão cẩu là tu vi tối cao đâu. Lão cẩu xem ngươi biểu diễn đi, ta phải biết rằng đất hoang chi hải thế lực phân bố tình huống. Dương Nghị Vân đối với Tử Kim Công Công nói. Chủ tử yên tâm, Tử Kim Công Công nhỏ giọng nói. Ngay sau đó Tử Kim Công Công trên mặt A Dua biến mất không thấy, thay thế chính là một bộ lãnh khốc cao ngạo chi sắc. Hắn A Dua chỉ nhằm vào Dương Nghị Vân một người, đối với những người khác hoặc là yêu tộc, còn gánh không dậy nổi hắn A Dua vẻ mặt ôn hòa. Tử Kim Công Công nhìn chằm chằm bạch tuộc lạnh lùng nói, bổn tọa tới đây làm cái gì, còn không cần cho ngươi một cái tiểu tạp cá hồi báo, lại đây, bổn tọa có chuyện hỏi ngươi. Lớn mật lục yêu, cho bổn vương bắt lấy. Ngay sau đó lại là bạch tuộc trực tiếp tức giận, hạ lệnh đối Tử Kim Công Công động thủ. Bởi vì cái này lục địa lão yêu thế nhưng xưng hô hắn đường đường tám chảo vương là tiểu tạp cá, lần này liền chọc giận vị này tung hoành vạn vạn dặm hải vực bạch tuộc phương. Sát! Bốn phía binh tôm tướng cua lập tức đối với Tử Kim Công Công liền ra tay. Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, đại gia A, đều nói có thể không động thủ liền không động thủ, này lão đủ một câu, hoàn toàn chính là tìm cha, nhân ra không động thủ mới là lạ. Bất quá nói trở về, này bạch tuộc cũng thô bạo. Nói động thủ liền động thủ, hảo đi, nếu ngươi tìm chết vậy thành toàn. Dương Nghị Vân biết này đó yêu tộc, đối lão cầu Tử Kim Công Công tới nói không đủ tắc kẽ răng, bao gồm bạch tuộc cũng giống nhau. Quả nhiên, chỉ thấy ngay sau đó Tử Kim Công Công hóa thành một đạo tử kim quang mang cười lạnh biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó toàn trường kêu thảm thiết dựng lên, lại là tử kim quang mang nơi đi qua, mấy trăm binh tôm tướng cua, hoặc là thân thể bạo liệt. Hoặc là thành tàn chi đoạn tí, giữa sân huyết tinh một mảnh. Ngắn ngủn tam thức thời gian hết thảy kết thúc, nước biển đều bị nhiễm hồng tảng lớn. Bất quá bạch tuộc lại là không có thương tổn cập mảy may, bởi vì Tử Kim Công Công căn bản liền không đối này bạch tuộc động thủ, đầu tiên giải quyết chính là bốn phía tiểu thủy yêu, cuối cùng một cái mới là bạch tuộc. Tiểu tạp cá bổn tọa cho ngươi cái thần phục cơ hội, hiện tại hướng nhà ta chủ tử thần phục, bổn tọa tha cho ngươi bất tử. Tử Kim Công Công dừng lại, đứng ở bạch tuộc đối diện lạnh giọng mở miệng. Đáng chết lục địa yêu tộc ngươi làm bổn vương thực phẫn nộ, bổn vương muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bạch tuộc dứt lời, bỗng nhiên phát ra một tiếng khởi thét dài, ngay sau đó oanh một chút hóa thành núi lớn một nửa bản thể, lại là thành một cái cao ước gần 100 mét bản thể bạch tuộc, mỗi một cái xúc tua đều thô tráng 1m2300 mễ trường. Ầm vang, sóng biển quay cuồng mấy trăm trượng, ngay lập tức chi gian hưu bao phủ Dương Nghị Vân đám người nơi đảo nhỏ hơn phân nửa. Dương Nghị Vân cùng Tiểu Phượng Hoàng chờ phi thân dựng lên.
mà giờ phút này lại nghe đến Tử Kim Công Công hừ lạnh nói, nếu tìm chết, vậy thành toàn ngươi. Dứt lời chi gian hóa thành một đạo tử kim quang mang thẳng tắp đối với Bạch Tuộc phóng đi. Từng điều vài trăm thước lớn lên ra tay công kích hướng Tử Kim Công Công. Nhưng là, Dương Nghị Vân biết này Bạch Tuộc muốn thảm. Bởi vì Tử Kim lão đủ là thông ngộ sáu trọng thiên đỉnh, còn tăng lên một lần huyết mạch, mà Bạch Tuộc liền tính ở không giống người thường cũng chỉ là thông ngộ bốn trọng thiên mà thôi, trận chiến đấu này từ lúc bắt đầu liền chú định là một hồi nghiêng về một phía tàn sát. Oanh! Giống! Tử Kim quang mang lập lòe, Bạch Tuộc kêu thảm thiết, từng điều xúc tua tấc nứt từng khúc nứt. Ngay sau đó Bạch Tuộc chìm vào nước biển, mà Tử Kim Công Công đuổi theo. Mặt biển Thượng Hải trình độ tĩnh. Nhưng mà ước chừng 3 phút sau. Oanh! Một đạo tử kim quang mang chạy ra khỏi nước biển. Chủ tử may mắn không làm nhục mệnh. Lại là Tử Kim Công Công phản hồi, trong tay nhéo một cái hồng nhạt tinh hạch, trẻ con nắm tay lớn nhỏ, bên trong là Bạch Tuộc mini bản. Chủ tử đây là này tiểu tạp cá yêu hạch, Tử Kim Công Công đưa qua, mặt trên đạo đạo tử kim khắc văn tồn tại, hiển nhiên đã bị lão cẩu khống chế. Dương Nghị Vân nhìn giống nhau cười cười nói, làm không tồi. Vì chủ tử phân yêu hẳn là, giờ phút này Tử Kim Công Công lại khôi phục, phía trước A-dua tiện nhân bộ dáng. Tiểu Bạch Tuộc, ngươi nếu là phối hợp liền ngoan ngoãn, hỏi ngươi cái gì nói cái gì, nếu là không phối hợp đối với ngươi siêu hồn Nga. Dương Mẫu Nhân nói, đừng, đại vương phải biết rằng cái gì, tiểu yêu đều báo cho, cầu đại vương tha mạng. Yêu hạch trung Bạch Tuộc run giọng trả lời, nó đã là nướng BBQ giá Nga không phải, ván sắt thịt cá, bị dọa không nhẹ. Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi, đất hoang chi hải nhưng có long tộc xuất hiện. Nếu cá mập trắng vương từng có tiên đoán, như vậy ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, 89 phần 10 liền kém không được, không dư thừa vô nghĩa, hắn cũng không muốn biết đất hoang chi hải tình huống khác, chỉ muốn biết có hay không long tộc. Hoặc là nói có hay không Mai Tỷ các nàng tin tức. Hạ giới thời điểm Mai Tỷ chính là mang theo hóa thành chân long mấy chục con rồng tộc phi thăng tiên giới, đây là Triệu Nam các nàng tận mắt nhìn thấy. Nói là Mai Tỷ mang theo mấy chục con rồng đồng thời phi thăng. Tin tưởng nếu có, như vậy tất nhiên liền ở đất hoang chi hải. Mấu chốt là hắn tin tưởng cá mập trắng vương tiên đoán. Đất hoang chi hải có hay không long tộc xuất hiện? Những lời này hỏi ra tới, yêu hạch trung Bạch Tuộc yêu hồn đều là run lên, theo bản năng nói, không. Không có. Dương Nghị Vân cùng Tử Kim Công Công đều thấy rõ, này tiểu tạp cá ở nói dối. Hừ, tìm chết. Tử Kim Công Công hừ lạnh một tiếng, trong tay Tử Kim quang mang đại tác, ngay sau đó yêu hạch trung Bạch Tuộc phát ra thê thảm tiếng kêu. A, à, giống, ta nói, có long tộc. Một phen ti a tấn dưới, Bạch Tuộc cái gì đều nói. Ở Bạch Tuộc giảng thuật chung, đích xác ước chừng ở 6.000 nhiều năm trước, đất hoang chi hải liền phát hiện có long tộc xuất hiện, ước chừng hơn 30 điều các loại cấp bậc long tộc, một cái kim long dẫn dắt. Lại là ở toàn bộ đất hoang chi hải khiến cho anh động. Đến tận đây, mấy chục điều tu vi thực nhược long tộc, có thể nghĩ ở đất hoang chi hải khiến cho kiểu gì phong ba, đương nhiên cái này phong ba là đối kia mấy chục con rồng tộc là tàn khốc, ở đất hoang chi hải bốn phương tám hướng thủy yêu trong mắt, này đó long tộc chính là hương bánh trái, là bọn họ tăng lên tu vi thực lực thiên tài địa bảo. Vì thế một hồi đuổi giết bắt đầu rồi. Ở Bạch Tuộc giảng thuật chung, toàn bộ đất hoang chi hải thế lực đều bắt đầu săn giết long tộc, giết hơn phân nửa, long huyết phân đồ ăn, thành tựu rất nhiều đại yêu, tiến hóa tới rồi cao giai, thậm chí là thông ngộ. Làm đất hoang chi hải xuất hiện tứ đại đầu sỏ, phân biệt là hải xà vương, con cua vương, bạch tuộc vương cùng lươn điện vương, long tộc tạo thành này tứ đại đứng đầu đất hoang chi hải vương tộc, trở thành tứ hải bá chủ. Đương nhiên còn có mặt khác đại yêu vương tồn tại, chỉ là tương đối tứ đại bá chủ muốn nhược một ít. Nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau, tứ đại tám bá chủ cùng các tổ hải yêu càng thêm điên cuồng, nơi nơi đuổi giết dư lại long tộc, chẳng qua cuối cùng cái kia kim long mang theo còn sót lại 9 con rồng tộc trốn vào đất hoang cấm địa, hoang hải vực sâu, như thế mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hoang hải vực sâu là toàn bộ đất hoang chi hải cấm địa, đó là tử vong nơi, vô số năm qua chỉ có thể vào không thể ra không biết nơi, các tộc nghe đồn chính là không thể đi vào. Nhưng gần nhất động tĩnh lại là thay đổi. Liền ở 800 năm trước, hoang hải vực sâu xuất hiện biển rộng dị tượng có đại vết rách, tứ đại bá chủ quyết định tìm tòi bí mật hoang hải vực sâu, muốn tìm được cái kia đến cùng kim long, bởi vì đối tứ đại bá chủ tới nói, cái kia kim long mới là chân chính hương bánh trái, là làm cho bọn họ có thể hỏi đỉnh thiên đạo tuyệt thế chí bảo.
Hoang hải vực sâu bất đồng mặt khác, cứ việc xuất hiện dị tướng lúc sau, có cái khe, có thể đi vào, nhưng lại như cũ hung hiểm, cho nên tứ đại bá chủ thông báo tứ phương hải vực yêu tộc tiến đến trợ trận, đương nhiên hứa hẹn là có chỗ lợi. Mà này bạch tuộc đúng là muốn đi đầu nhập vào Lươn Điện Vương, chuẩn bị đi phân một ly canh. Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối với Tử Kim Công Công nói, siêu hồn, làm hắn tan thành mây khói. Là chủ tử, Tử Kim Công Công theo tiếng, tự nhiên biết muốn xác minh một lần, hơn nữa chủ nhân giờ phút này sát ý tận trời đã thuyết minh vấn đề, nhưng phàm là lây dính quá long tộc máu hải yêu đều đáng chết. Ca, chúng ta tiến vào Tiểu Long Cung suối nguồn thông đạo thời gian tính tính vừa lúc là 800 năm, cũng chính là năm đó chúng ta tiến vào suối nguồn thời điểm, hoang hải vực sâu đã xảy ra dị tượng, ta tính qua thời gian chúng ta ở suối nguồn thông đạo thời gian vừa lúc 800 năm, có phải hay không có quan hệ gì? Tiểu Phượng Hoàng nói, không sai được, nếu là cá mập trắng vương tiên đoán, hoang hải vực sâu chung tất nhiên chính là mai tỷ, chuẩn bị một chút, chúng ta đi hoang hải vực sâu, tứ phương hải yêu tất cả đều đáng chết, nên sát, nên diệt. Dương Nghị Vân nghiến răng nghiến lợi. Chủ tử Tiểu Bạch Tuộc trong trí nhớ cùng lời nói là thật. Tử Kim Công Công siêu hồn xong, vung tay lên trong tay Bạch Tuộc yêu hạch hôi phi yên diệt. Dương Nghị Vân cả người đều đang run rẩy, hắn cơ hồ không cần lại đi xác minh, đều có thể xác định là mai tỷ không thể nghi ngờ. Mấy chục điều phi thăng mà đến long tộc, trong thiên hạ trừ bỏ mai tỷ dẫn dắt long tộc, lại vô mặt khác. Chân chính long tộc đã sớm diệt sạch ở lịch sử sông dài. Liên tính là mai tỷ bọn họ, cũng là càn khôn hồ long ngư tiến hóa thành long tộc. Dương Nghị Vân cơ hồ có thể tưởng tượng đến, mai tỷ dẫn theo quần long phi thăng lúc sau, ở đất hoang chi hải bị đuổi giết hình ảnh là cỡ nào thê thảm. Mấy chục con rồng, bị giết dư lại 9 điều trốn vào hoang hải vực sâu không tính, này đó đất hoang hải yêu như cũ nhớ thương không từ bỏ, hiện tại cư nhiên còn muốn đi sấm hoang hải vực sâu đuổi giết mai tỷ. Ha ha! Hảo, thực hảo! Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm có thể ra thủy. Hít sâu một hơi nói, biết hoang hải vực sâu nơi sao? Hắn lời này đang hỏi Tử Kim Công Công. Chủ tử đã biết, bạch tuộc ký ức đều có, hơn nữa tứ phương bá chủ tu vi ở bạch tuộc trong trí nhớ đều là thông ngộ sáu trọng thiên. Tử Kim Công Công nhỏ giọng trả lời, hắn cảm thấy chủ tử trên người phát ra sát ý sau, nói chuyện đều là thật cẩn thận. Cho dù là thông ngộ cửu trọng thiên, bọn họ đều phải chết, thần cũng liền không được bọn họ. Dương Nghị Vân lạnh giọng nói chuyện, ngay sau đó nói, cho các người 3 năm thời gian, dùng tử kim đan dược, mỗi người ban thưởng một giọt sinh mệnh chi thủy, ta muốn các người 3 năm trong vòng đều tăng lên một tầng, ít nhất huyết mạch tiến hóa một lần, lần này ta mục đích giết sạch tứ phương hải yêu, lão cầu từ ngươi bắt đầu. Dương Nghị Vân nói chuyện chung trở tay chính là một giọt sinh mệnh chi thủy bay về phía Tử Kim Công Công. Tạ chủ tử ban thưởng. Tử Kim Công Công đại hỉ, hắn dùng một giọt sinh mệnh chi thủy, đối với trong đó giá trị vô cùng rõ ràng, huyết mạch phản tổ một tầng, tu vi lại không đột phá, nhưng là này một giọt ăn vào hắn tin tưởng, tuyệt đối có thể đạt tới thông ngộ 7 trọng thiên đi. Dương Nghị Vân 1 năm chung có thể có tam tích sinh mệnh chi thủy, 3 năm thời gian không sai biệt lắm đủ bên người này đó đại yêu tăng lên một lần. Hắn hiện tại bên người là Tử Kim Công Công, Tạ gia tam huynh đệ, Huyết Ưng cùng Anh Vũ, Miêu Ưng, Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Cá Trạch, hơn nữa con tê tê nhất tộc 6 cái, tổng cộng 16 cái, Cá Trạch liền không cần dùng, đã dùng quá rất nhiều tích, sinh mệnh chi thủy dùng vượt qua tam tích tác dụng liền không lớn, dư lại vừa vặn đủ mặt khác đại yêu. Lần này mặt khác 2 giọt Dương Nghị Vân búng tay gian bay ra cho Huyết Ưng cùng Anh Vũ, 2 yêu bái tạ, bọn họ tuy rằng không dùng quá sinh mệnh chi thủy, nhưng là từ Tử Kim Công Công biểu tình thượng là có thể nhìn ra, tuyệt đối là thật nhiều đồ vật. Dư lại Tiểu Phượng Hoàng mấy cái muốn một năm từng cái tới, đương nhiên Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi mấy cái còn có tử kim đan dược dùng. Chỉ có con tê tê nhất tộc 3 cái 4 trọng thiên thông ngộ cùng 3 cái 5 trọng thiên thông ngộ đại yêu mỗi phân, nhưng Dương Nghị Vân lại đơn độc cho bọn hắn luyện chế một lò lấy tử kim quả là chủ đan dược, mỗi người 3 viên đan dược, bên trong chính là hơn nữa hắn càn khôn hồ không gian đào tạo chữ hàng tiên dược, công hiệu sẽ không so tử kim đan kém, thậm chí càng cường, đến nỗi sinh mệnh chi thủy. Chỉ có thể chờ kế tiếp cho bọn hắn bổ sung cải tạo huyết mạch, điểm này nhưng thật ra không sao. Thử Vương cùng Than Đen mang theo 8 phi ưng thân vệ rời đi, không ở suy xét trong vòng. Một lần 3 năm kế hoạch tăng lên tu luyện bắt đầu rồi. Dương Nghị Vân này 3 năm chung lại là dốc lòng nghiên cứu 10 đại thuộc tính lực lượng ở tiên tinh trong vòng biến hóa cùng thần thông pháp lực vận chuyển,
hắn biết có thể khai phá rất nhiều tới, có thể tăng lên không ít thực lực. Hiện giờ hắn trong lòng sát ý tận trời chỉ nghĩ chính là sức chiến đấu, chỉ cần giết địch sức chiến đấu. Đất hoang chi hải tứ phương bá chủ chính là số một sổ đen địch nhân, thậm chí ở trong lòng hắn toàn bộ đất hoang chi hải hải yêu đều đáng chết. Không đem đất hoang chi hải hải yêu giết sạch, nan giải hắn trong lòng chi thực. Mai tỷ mặc kệ là kim long, càng là hắn nữ nhân. Hắn có thể tưởng tượng đến Mai tỷ bị toàn bộ đất hoang chi hải hải yêu đuổi giết tình trạng. Trong lòng nén không được lửa giận tận trời. Tứ đại bá chủ, thông ngộ sáu trọng thiên, vô số hải yêu, này yêu cầu cường đại vô cùng sức chiến đấu đi giết chóc. Cho nên hắn yêu cầu càng thêm hiểu biết chính mình trong cơ thể biến dị lực lượng, muốn đem chi nghiên cứu ra tới manh mối, phát huy ra không gì sánh kịp sức chiến đấu. 3 năm thời gian nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm. Năm thứ 3 sau, Tử Kim Công Công được như ý nguyện, huyết mạch phản tổ tu vi đột phá tới rồi thông ngộ 7 trọng thiên. Tiểu Phượng Hoàng huyết mạch cũng lại tiến thêm một bước, bản thể hóa khai thời điểm, toàn thân ngọn lửa càng thêm lộng lẫy, ai cũng không biết Tiểu Phượng Hoàng tăng lên nhiều ít. Điêu Nhi cùng Cá Trạch Nhất vô tâm không phí, nhưng ở 3 năm trước đây Dương Nghị Vân hạ lệnh lúc sau, cũng thành thành thật thật tu luyện một phen, đương nhiên đến nỗi trưởng thành nhiều ít chỉ có chúng nó hai chính mình biết. Đến nỗi huyết ưng, anh Vũ cùng Miêu ưng 3 người toàn bộ đột phá 1 trọng, mà 6 cái con tê tê đại yêu đồng dạng tăng lên 1 trọng. Lần này đại gia thực lực chỉnh thể tăng lên một mảng lớn. Mà Dương Mỗ Nhân lại là tại đây 3 năm chung, cũng thu hoạch thật lớn, hắn cuối cùng là đem trong cơ thể 10 đại thuộc tính lực lượng vận dụng, có thể tùy ý vận chuyển tới các phương diện, đây là một lần chất đột phá. Xuất phát hoang hải vực sâu. 3 năm sau Dương Nghị Vân mang theo một chúng đại yêu sát hướng hoang hải vực sâu, đằng đằng sát khí, rất có thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật khí thế. Đương nhiên hắn lần này muốn giết là đất hoang chi hải hải yêu. Hoang hải vực sâu khoảng cách nơi này 3 vạn dặm, ở biển sâu nơi, đường bộ Tử Kim Công Công đều từ bạch tuộc siêu hồn trong trí nhớ được đến, mà lựa chọn 3 năm thời gian, là bởi vì ở bạch tuộc trong trí nhớ hoang hải vực sâu xuất hiện cái khe nơi. Một chúng hải yêu tính toán quá ở 3 năm sau sẽ lần thứ 2 vỡ ra, đến lúc đó đi vào sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Kia địa phương cũng không phải là thiện mà. Mà tứ đại hải yêu bá chủ lựa chọn tụ tập thời gian cũng là 3 năm sau. Dương Nghị Vân chính là muốn ở ngay lúc này giết qua đi. Hắn trong lòng còn có cái lo lắng là, không biết Mai tỷ mang theo dư lại cửu long tiến vào hoang hải vực sâu lúc sau, có hay không sự. Đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Thật không biết nàng thế nào. Càng là nghĩ vậy chút, Dương Nghị Vân liền càng thêm trong lòng sát ý bỏ lên. Đều đáng chết. Nhập biển sâu Cá Trạch tác dụng phát huy thật lớn ưu thế, hóa thân thành cây số thân hình, Dương Nghị Vân làm sở hữu biển rộng yêu ở Cá Trạch trên lưng, cưỡi mà đi. Ở đất hoang chi hải chỗ sâu trong Cá Trạch tốc độ chút nào không chịu ảnh hưởng, thậm chí so với hải yêu đều linh hoạt. Khổng lồ hình thể ở biển sâu chung như cũ có vẻ nhỏ bé. Bất quá so sánh với đáy biển sinh linh lại là quái vật khổng lồ. Nơi đi qua, Cá Trạch trên người phát ra hơi thở, làm rất nhiều hải tộc sinh linh né xa 3 thước. Cũng không có gặp được cái gì công kích. 3 vạn dặm hải vực chi lộ, Cá Trạch gần dùng 3 cái canh giờ. Tử Kim Công Công toàn bộ hành trình chi lộ. Chủ tử tới rồi. Dương Nghị Vân ngồi ở Cá Trạch trên đầu từ minh tưởng trung tỉnh lại, mở 2 mắt thời điểm. Mọi người đều nhìn đến Dương Nghị Vân 2 mắt loại lập lòe 10 ánh sáng màu mang, nếu lộng lẫy biển sao trời mênh mông. Đi xuống đi, Dương Nghị Vân trên mặt không cười ý, đối Tử Kim Công Công nói. Cá Trạch bắt đầu giảm xuống. Hoang hải vực sâu ở đáy biển chỗ sâu trong, muốn giảm xuống đáy biển. Nửa canh giờ, mọi người xem tới rồi một cái không gì sánh kịp đáy biển thật lớn thiên hố, đen nhánh một mảnh. Đường kính ước chừng đạt tới 1 vạn mét. Giờ phút này Cá Trạch cự đáy biển vài trăm thước. Đứng ở Cá Trạch trên lưng, Dương Nghị Vân thấy được phía dưới hoàn cảnh. Toàn bộ vực sâu chính là thiên hố, đích xác nhìn qua là sâu không thấy đáy, đáy biển có sơn xuyên, bình thản đáy biển trên đất trống là 1 vạn mét đường kính thiên hố. Mà ở thiên hố quanh thân còn lại là thấy được rậm rạp ma hải yêu. Tê Tử Kim Công Công hít hà một hơi nói, chủ nhân sợ là có mấy chục vạn hải yêu a. Ngươi sợ? Dương Nghị Vân nhàn nhạt mà hỏi. Ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm phía dưới. Đích xác quay chung quanh ở thiên hố 4 phía hải yêu sợ là bày ra 7-80 vạn bên trong, đều hội tụ ở thiên hố bên cạnh tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Dương Nghị Vân thần thức không kiêng nể gì thả ra đi, hắn không có nhìn đến thông ngộ 6 trọng thiên đại yêu tồn tại,
hiển nhiên Bạch Tuộc trong miệng tứ đại bá chủ còn chưa tới tới. Bất quá này đó hải yêu trung thông ngộ nhất trọng thiên đến bốn trọng thiên lại là ước chừng đạt tới hơn 200, dư giả yêu đế yêu tôn trên cơ bản ngàn nhiều, lại đi xuống đều là tu vi càng thấp hải yêu, có thể đếm được lượng lại là vô số kể, có hoàn toàn hóa hình làm người, có nửa người hóa, có bản thể hóa. Mà ở thiên hố một góc có một cái dài đến hơn 1.000 mét phết rách, độ rộng có 300-400 mét. Có một cái kỳ thích là, rõ ràng là đáy biển, nhưng lại là từ cái khe toát ra ngọn lửa giống nhau dòng khí. Đương nhiên bất luận cái gì quỷ dị không hợp với lẽ thường tưởng tượng, ở tiên giới ở người tu đạo xem ra đều là không kỳ quái. Dựa theo Tử Kim Công Công cách nói, này đó hải yêu chính là phải đợi ngọn lửa giống nhau khí lãng tan đi lúc sau, mới có thể từ cái khe đi vào tiến vào vực sâu trong vòng, đây là an toàn nhất. Nếu trực tiếp từ vực sâu đi vào, đối hải yêu tới nói chính là tràn ngập không biết nguy hiểm, cho nên bọn họ lại chờ. Chờ lần thứ hai cái khe ở bùng nổ một lần lúc sau liền sẽ tắt ngọn lửa, đến lúc đó liền có thể đi vào. Bởi vì có ngọn lửa thiêu đốt quá địa phương nhìn như nguy hiểm kỳ thật là an toàn. Thực hiển nhiên tứ đại hải yêu còn chưa tới tới, mấy chục vạn hải yêu ngưng kết lúc sau đang đợi chờ tứ đại bá chủ tiến đến, rồi sau đó vọt vào vực sâu đi tìm long. Dương Nghị Vân ánh mắt 10 sắc tinh quang bùng nổ, nhìn phía dưới mấy chục vạn hải yêu, trầm giọng nói, ngươi chờ đáng sợ sao? Không sợ, không sợ. Phía sau sở hữu đại yêu trả lời. Nếu như thế, vậy cho ta sát, giết sạch diệt sạch. Dương Nghị Vân đứng ở cá trạch trên lưng nói chuyện, ngay sau đó tay trái đổ long kiếm, tay phải chính là thần ma âm dương kính. Bỗng nhiên nhảy xuống, từ cá trạch trên lưng nhảy xuống đi, nổi giận gầm lên một tiếng, chết. Cách vài trăm thước, Dương Nghị Vân thúc giục toàn lực nhất kiếm, kiếm khí tung hoành mấy ngàn mét. Ong ong, oanh. Nhất kiếm rơi xuống tiếng kêu thảm thiết một tảng lớn. Hắn ở tàn sát. Phía sau Tử Kim Công Công, Tiểu Phượng Hoàng, Huyết Ưng từ 16 danh đại yêu một đám hóa hình bản thể, toàn lực xuất kích. Chủ nhân Dương Nghị Vân nói, giết sạch diệt sạch. Bọn họ cảm nhận được Dương Nghị Vân tận trời lửa giận, ra tay chút nào không lưu tình. Pi, Tiểu Phượng Hoàng hóa ra bản thể một ngụm Phượng Hoàng chi hỏa đi xuống mấy ngàn mét trong vòng đại yêu kêu thảm thiết cũng chưa phát ra một tiếng hóa thành cho tàn. Tử Kim Công Công toàn thân tử kim xương mù hóa thành muôn vàn tử kim mũi tên nhọn bùng nổ. Không có một cái đại yêu lưu thủ, tất cả đều là toàn lực bùng nổ. Mà xuống phương hải yêu nổ tung chảo, từ Dương Nghị Vân ra tay một khắc liền cảm giác được hủy thiên diệt địa hơi thở, một đám tứ tán mà chạy. Nhưng Dương Nghị Vân thủ hạ này đó đại yêu đều là thông ngộ đại yêu, nhưng đều không phải ăn chay thủ đoạn, bùng nổ dưới tàn sát bắt đầu. Dương Nghị Vân trong tay thần ma âm dương kính thuận nghịch mà chuyển. Đồ long kiếm kiếm khí điên rồi giống nhau bùng nổ mà ra. Rầm rầm, nổ vang không ngừng nước biển sôi trào. Tàn sát bắt đầu. Chờ Dương Nghị Vân mang một loại đại yêu từ vài trăm thước nơi xung phong liều chết đi xuống thời điểm, là mấy chục vạn đại yêu sở thừa vô. Thoát đi mấy vạn mễ ở ngoài cẩn thận 300-400 thông ngộ hải yêu, đa số còn đều mang lên. Một phen công kích dưới, mấy chục vạn hải yêu diệt sạch. Dương Nghị Vân rơi trên mặt đất lúc sau. Thật lớn thiên hố bên cạnh đã không có hải yêu tồn tại, chạy đi 300-400 hải yêu đều là thông ngộ, đa số ở tam trọng thiên cùng bốn trọng thiên, ngũ trọng thiên không mấy cái. Trận này tàn sát kỳ thật là chú định, Dương Mẫu Nhân bản thân chính là ôm hận ra tay, bên người càng là có đã đạt tới thông ngộ 7 trọng thiên Tử Kim Công Công, Tiểu Phượng Hoàng bực này thần cầm, cá trạch càng là trưởng thành nhanh chóng, há mồm cắn nuốt chính là hàng ngàn hàng vạn hải yêu. Không có một cái là ăn chay. Cái này chiến quả ở trong dự liệu. Chủ tử chạy đi 300-400 còn truy không truy? Tử Kim Công Công hỏi. Sát Dương Nghị Vân trầm giọng. Tức khắc vạn mét ở ngoài 300-400 hải yêu liền thành mục tiêu. Dương Nghị Vân tự mình đầy đủ mà đi. Đã có thể ở thời điểm này, tứ phương liên tiếp vang lên từng tiếng thét dài. Dương Nghị Vân biết là đất hoang chi hải cái gọi là tứ đại bá chủ tới. Nhưng hắn trong lòng càng thêm sát ý đại tác phẩm, tới vừa lúc. Hôm nay liền tính là đem đất hoang chi hải đánh xuyên qua, hắn cũng thể sát tứ đại hải yêu bá chủ. Dương Nghị Vân cũng không có để ý tứ phương vang lên thét dài cùng ngập trời yêu khí. Đích xác ở hắn cảm giác chung, có bốn cổ cường đại yêu khí cùng Tử Kim Công Công phía trước không phân cao thấp. Nói như thế tới, chính là thông ngộ 6 trọng thiên đỉnh. Nhưng lại như thế nào? Tới vừa lúc, đang lo thật các ngươi. Ngay sau đó... Dương Nghị Vân phát hiện bốn phía bốn đạo thân ảnh xuất hiện, cách xa nhau 100 mét, tam nam một nữ.
Tử Kim Công Công lúc này tiến lên nói, chủ tử dựa theo bạch tuộc ký ức, bốn người này chính là đất hoang chi hải tứ phương bá chủ, hải xa, con cua, bạch tuộc, lươn điệt, chính là trước mắt đất hoang chi hải mạnh nhất hải yêu. Ta đã biết, lão cẩu đợi chút đừng lưu thủ, đem hắn bốn cái hướng dập nát làm, lộng chết bọn họ yêu hạch chính là của các ngươi, nhưng có nắm chắc. Dương Nghị Vân hỏi, Tử Kim Công Công giờ phút này sắc mặt là toàn sở không có túc mục, trịnh trọng nói, chủ nhân bọn họ bốn cái giải thích thông ngộ sáu trọng thiên đỉnh, nhưng là nghĩ đến bực này có thể trở thành một phương bá chủ hải tộc đại yêu, đều có thiên phú dị bẩm trong người, nếu là sinh tử chém giết, sợ là thật đúng là không đối phó, lão nô không dám nói mạnh miệng, nếu là trên đất bằng, một đôi tam có nắm chắc. Nhưng hiện tại là biển sâu chung, là hải yêu sân nhà, ta khả năng chỉ có thể làm được một đôi nhị, không đơn giản là tứ đại hải yêu, vừa rồi chúng ta một đợt chém giết, tuy rằng giết chết mấy chục vạn, nhưng đều không coi là cái gì đại yêu, bất quá dư lại 300-400 đại yêu nhưng đều là xem như tinh anh, chúng ta tổng cộng 20 xuất đầu nhân số, đối thượng này đó hải yêu còn đúng là khẩn trương, này sẽ là một hồi chân chính sinh tử ẩu đả. Nghe Tử Kim Công Công giảng thuật, Dương Nghị Vân gật đầu tỏ vẻ biết, hắn tự nhiên cũng suy xét tới rồi này đó. Đích xác tứ đại bá chủ xuất hiện, trận này đại chiến chính là vô cùng gian nan chém giết, tuy rằng Tiểu Phượng Hoàng bọn họ đều có tăng lên, nhưng cùng thông ngộ sáu trọng thiên đỉnh vẫn là có chênh lệch. Trọng điểm là ba cái thông ngộ ngũ trọng thiên con TT không đột phá, chỉ là đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh điểm tới hạn, Tạ gia tam huynh đệ đồng dạng như thế, cũng chưa bước vào sáu trọng thiên đi. Bất quá cũng không phải không thắng mặt, đối phương mạnh nhất chính là bốn cái, mà Tử Kim Công Công chính là đột phá tới rồi thông ngộ bảy trọng thiên, một cái có thể ứng phó hai cái, dư lại hai cái hắn đều có kế hoạch. Lập tức mở miệng nói, San Hồng cùng Tạ gia tam huynh đệ kiềm chế con cua vương, cá trạch điêu nhi cùng tam đại tử kim trưởng lão kiềm chế bạch tuộc vương, lão cầu thẳng hạ hải xà vương cùng lươn điện vương ngươi kiềm chế, còn lại người chờ đi cho ta giết sạch dư lại kia 300-400 hải yêu. Là chủ nhân. Sở hữu đại yêu cùng kêu lên trả lời. Dương Mỗ Nhân chính mình đâu? Hắn cho chính mình định vị là bổ đao người, nhìn như nhẹ nhàng nhất, kỳ thật sẽ là áp lực lớn nhất một cái. Dư lại 300-400 hải yêu kỳ thật không khó, nhưng cũng không thoải mái, cho nên dư lại huyết ưng bọn họ đi đối mặt mấy trăm đi thông hải yêu cho dù là bọn họ tu vi tăng lên quá một tầng, cũng là phải có không gì sánh kịp áp lực, cái này xem như chân chính liều mạng. 300-400 hải yêu cũng là ảnh hưởng thắng bại mấu chốt. Dương Nghị Vân hàng đầu mục tiêu chính là xử lý dư lại 300-400 hải yêu, đem hết thảy có thể ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố toàn bộ giải quyết rớt. Lúc này tứ đại hải yêu bá chủ xuất hiện, làm dư lại 300-400 hải yêu có người tâm phúc, kỳ thật đều là tứ đại hải yêu kỳ hạ yêu tộc, một đám vội vàng chạy tới đứng ở tứ đại hải yêu bá chủ bên người bắt đầu khóc lóc kể lể. Vài phút tứ đại hải yêu bá chủ hiểu biết tình huống, đột nhiên xuất hiện lục địa chi yêu cùng một nhân tộc, hoàn toàn chính là không thể hiểu được tàn sát bọn họ hải tộc. Ngay sau đó tứ đại hải yêu mang theo mấy trăm thông ngộ cấp bậc hải yêu hướng về Dương Nghị Vân chờ mà đến, ngừng ở 5 đến 60 mét khoảng cách. Lúc này Dương Nghị Vân cũng thấy rõ ràng bốn cái hải yêu bá chủ, hải xa vương thượng nửa người là người nửa người dưới là một cái màu đỏ đậm đuôi rắn, con cua vương đặc thù là đôi tay hai chân đều là con cua bản thể. Mà bạch tuộc vương cùng phía trước bạch tuộc giống nhau hình thể, chỉ có lươn điện vương xem như bình thường một ít, cũng là tứ đại hải yêu chung duy nhất nữ tính, hoàn toàn là hình người. Ở Dương Nghị Vân trong mắt lươn điện vương cũng là trong đó nguy hiểm nhất một cái, nhìn qua cũng là tứ đại hải yêu chung đầu mục giống nhau. Dương Nghị Vân một phương ở đánh giá tứ đại hải yêu bá chủ, đối phương cũng ở đánh giá bọn họ. Ngay sau đó lại là lươn điện vương mở miệng, hơn nữa trực tiếp nhìn chính là Dương Nghị Vân, nàng thực nhạy bén, nhìn ra Dương Nghị Vân mới là này đó lục địa chi yêu trung thủ lĩnh. Nhân tộc vì sao giết ta hải yêu? Thanh âm lạnh băng mang theo vô thượng uy áp. Dương Nghị Vân cười lạnh, ngươi chờ nên sát. Hắn không có làm cái gì giải thích. Nhân tộc nơi này là đất hoang chi hải. Không phải ngươi nhân tộc tiên sơn, tìm chết không thành lại là giọng thật lớn con cua vương mở miệng. Là giống như gì, hôm nay định làm ngươi chờ hải yêu diệt sạch, Dương Nghị Vân tràn ngập sát ý nói. Làm càn, lớn mật, dư lại bạch tuộc vương cùng hải xà vương giận dữ. Mà lươn điện vương còn lại là nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại mặt khác tam yêu, ngay sau đó một đôi lập lòe lôi điện đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, nhân tộc ngươi chờ chính là vì long tộc mà đến. Ngươi nói đi, Dương Nghị Vân hừ lạnh, sát ý bùng nổ. Nhưng là, lươn điện vương tựa hồ tưởng sai rồi, tiện đà nói,
các ngươi có thực lực có tư cách tiến vào hoang hải vực sâu, chúng ta hải tộc tôn trọng cường giả, nhưng, vực sâu chung những cái đó long tộc chúng ta muốn hơn phân nửa, thế gian sinh linh đều biết long tộc toàn thân là bảo, nơi này là đất hoang chi hải, nói đến cùng là chúng ta địa phương, các ngươi là người từ ngoài đến, xét thấy các ngươi thực lực cho các ngươi một thành long tộc máu, đây là chúng ta có thể cho các ngươi cực hạn. Nếu không vậy một trận chiến, tuy rằng các ngươi bên trong có một cái thông ngộ bảy trọng thiên, nhưng thật muốn là chém giết lên, ta chờ tứ đại bá chủ lại là không sợ, như thế nào nhân tộc. Mang theo bên cạnh ngươi lục địa yêu tộc cùng chúng ta cùng nhau sấm vực sâu, chào long tộc, chúng ta hợp tác, đoạt được có các ngươi một phần. Phía trước các ngươi tàn sát ta hải tộc con dân việc, nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là bằng không ta chờ tứ đại bá chủ cùng phía sau 300-400 hải yêu đều là thông ngộ. Liền tính là các ngươi bên người cao thủ nhiều, nhưng cũng ngăn không được chúng ta số lượng nhiều. Ha ha, ha ha ha. Dương Nghị Vân nghe xong cười lạnh cuối cùng thân cuồng tiếu. Này Vương Bát Đản, cư nhiên đem hắn trở thành tiến đến bắt giết long tộc người. Đến bây giờ cư nhiên còn nghĩ muốn phân thực mai tỷ các nàng. Thật sự đáng chết. Nhân tộc ngươi cười cái gì? Lươn Điện Vương nhíu mày. Dương Nghị Vân tiếng cười đình chỉ gần từng chữ. Lão tử hiện tại nói cho ngươi, nghe hảo, ta muốn đem các ngươi này đó hải yêu toàn bộ diệt sát tuyệt. Nên ta sát sát sát. Dương Nghị Vân thét dài giống giận. Hắn chính là muốn xác định một chút, này đó hải yêu có phải hay không đối mai tỷ các nàng đuổi giết, từ bạch tuộc trong miệng được đến tin tức, hắn vẫn là có chút không tin, rốt cuộc mai tỷ bọn họ là chân long chi thân, này đó hải yêu thật lá gan lớn đến phân thực long tộc, sẽ không sợ tao trời phạt sao. Hiện tại xem ra. Hắn tưởng sai rồi, này đó hải yêu lá gan có thể phiên thiên. Nếu như thế, vậy chết đi. Rầm rầm, càng vì thảm thiết chém giết dựng lên. Dựa theo Dương Nghị Vân phía trước phân phối, đại gia các có mục tiêu. Tử Kim Công Công một người kiềm chế hai cái đại yêu bá chủ, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tạ Gia Tam huynh đệ kiềm chế con cua vương, Điêu Nhi, cá trạch hơn nữa tam đại tử kim con tê tê ba cái ngũ trọng thiên đỉnh kiềm chế bạch tuộc vương. Như vậy an bài tuy rằng hung hiểm, nhưng kiềm chế không thành vấn đề, cuối cùng tiêu diệt mặt khác hải yêu là có thể hợp thành công kích. Huyết ưng, anh vũ, miêu ưng, dư lại con tê tê trở đối mặt chính là 400-300 thông ngộ hải yêu. Mà Dương Nghị Vân cũng gia nhập tới rồi trong đó, kỳ thật hắn biết diệt này 300-400 hải yêu vấn đề không lớn. Sát! Đồ long kiếm bị hắn thúc giục tới rồi đỉnh, kiếm khí bùng nổ mấy ngàn mét, tay phải trung thần ma âm dương kính chiếu dọi dưới tầm thường một vài trọng hải yêu trực tiếp hóa thành cho tàn. Liên tính là thông ngộ tam trọng thiên hải yêu cũng ở thần ma âm dương kính ảnh hưởng hạ chỉ độn lên, bởi vì thần ma âm dương kính nghịch chuyển nhiếp hồn đoạt phách, này đó tam trọng thiên trở lên hải yêu tuy rằng có thể ngăn cản, khá vậy chính là ngăn cản một chút, chỉ độn trong quá trình liền bị huyết ưng chờ đại yêu nắm lấy cơ hội. Xé thành mảnh nhỏ. 3 phút sau, Dương Nghị Vân cùng huyết ưng chờ đại yêu liên hợp chém giết hạ, 300-400 hải yêu tan thành mây khói. Đương nhiên cũng có thương vong xuất hiện. Hai cái tam trọng thiên tử kim con tê tê ngã xuống, anh vũ chặt đứt một tay, miêu ưng ngực sụp đổ mất đi sức chiến đấu. Bất quá chiến quả thực huy hoàng, 400-300 thông ngộ hải yêu tuy rằng trong đó không có ngũ trọng thiên tồn tại, nhưng lại bị Dương Nghị Vân cùng huyết ưng bọn họ giết sạch rồi. Giữa sân thiên hố mấy ngàn mét ở ngoài, nổ vang không ngừng, nước biển quay cuồng, chân chính kịch liệt chiến đấu ở tứ đại hải yêu bá chủ một phương. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua. Hóa thành bản thể Tử Kim Công Công đối chiến Lươn Điện Vương cùng Hải Xà Vương, vô cùng thảm thiết, chính như Tử Kim Công Công lời nói, tứ đại hải yêu bá chủ đều là thiên phú dị bẩm, đồng dạng hóa thành bản thể sau, chém giết chung thế nhưng cùng thông ngộ bảy trọng thiên Tử Kim Công Công không phân cao thấp. Bất quá Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, Tử Kim Công Công cũng không kém, trong khoảng thời gian ngắn không thành vấn đề, thời gian một hồi thậm chí có phản sát trong đó một đầu khả năng. Tiếp theo là Tiểu Phượng Hoàng mang theo Tạ Gia Tam huynh đệ đối chiến con cua vương, thần cầm Phượng Hoàng tức giận Phượng Hoàng ngọn lửa đại động, hơn nữa Tạ Gia Tam huynh đệ tu vi đều đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh, hóa thành bản thể chém giết dưới, lại là đem đi thông sáu trọng thiên con cua vương ẩn ẩn áp chế. Đương nhiên Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, tất cả đều là Tiểu Phượng Hoàng ở chủ công, không hổ là thần cầm Phượng Hoàng, nhìn qua có thể thắng. Cuối cùng là Điêu Nhi cá trạch cùng ba cái thông ngộ ngũ trọng thiên đỉnh tử kim con tê tê chém giết bạch tuộc vương. Như núi giống nhau bạch tuộc bản thể thật lớn, cùng cá trạch hơn 1.000 mét hình thể không phân cao thấp trực tiếp đối chạm vào chém giết, xúc tua chiếm đa số, lại là gắt gao áp chế cá trạch bọn họ.
khổng lồ thô tráng xúc tua cứng cỏi vô cùng, mỗi một cái như là du long lại là linh hoạt cường đại, tam đầu con tê tê căn bản vào không được nói thân. Dương Nghị Vân thấy vậy đối huyết ưng chờ nói, trước tuy rằng sát bạch tuộc vương. Dứt lời hắn trực tiếp xung phong liều chết mà đi. Đối mặt bạch tuộc vương, Dương Nghị Vân tự do tính toán. Điêu nhi, cá trạch ngươi chờ thả lui. Cách thật xa Dương Nghị Vân hô to một tiếng, trong tay xuất hiện ba viên dưa hấu lôi, năm phiến tím thụ ngũ lôi diệp toàn bộ đối với bạch tuộc vương ném đi, hình thể choai choai vậy nổ tung ngươi. Cá trạch Điêu nhi mang cùng ba cái tử kim con tê tê nghe được mệnh lệnh lui về phía sau cây số. Giờ phút này Dương Nghị Vân ném ra dưa hấu lôi cùng ngũ lôi diệp. Bảo! Khẽ quát một tiếng kíp nổ, sở hữu dưa hấu lôi cùng ngũ lôi diệp ngay lập tức nổ mạnh. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa vang lớn cùng tiếng sấm ở bạch tuộc vương trên người trực tiếp tạc nứt. Giống giống, nổ mạnh trung truyền đến bạch tuộc vương kêu thảm thiết. Thật lớn bạch tuộc vương trên người máu đại mạo đem nước biển nhuộm thành máu, vô số xúc tua đứt gãy. Nháy mắt cuộn tròn. Sát! Dương Nghị Vân sao lại buông tha bổ dao nhỏ cơ hội, chờ chính là giờ khắc này. Ra lệnh một tiếng bên người sở hữu đại yêu công kích dừng ở bạch tuộc vương trên người. Chính hắn càng là đồ long kiếm đầu sỏ đỉnh đầu, lăng không nhất kiếm chém xuống. Ầm vang! Giống! Một đợt công kích lúc sau, bạch tuộc vương thân hình thương xuất hiện vô số miệng vết thương, nhưng lại còn chưa có chết. Đã có thể ở thời điểm này một tiếng thét dài dựng lên. Hồng! Mà cá trạch lại là phát ra một tiếng thét dài, đỉnh đầu một sừng bảy màu đại tác phẩm chiếu rọi đáy biển, mở ra bồn máu mồm to có thật lớn lốc xoáy xuất hiện. Ngay sau đó ngạnh sinh sinh đem còn ở xúc động dãy dụa bạch tuộc vương thân hình một mồm to nuốt đi xuống. Đến tận đây bạch tuộc vương diệt. Dương Nghị Vân đều có chút kinh ngạc, bạch tuộc vạn hình thể to lớn cùng cá trạch hơn 1.000 mét chi khu đều không sai biệt nhiều, nhưng giờ phút này lại bị cá trạch nuốt. Cái này làm cho hắn nhớ tới cá trạch năm đó xuất thế thời điểm nuốt vàng giáp huyền quy một màn, nhịn không được lẩm bẩm, nhà ta có côn mới thành lập trường. Đích xác cá trạch hôm nay có thể nuốt vào bạch tuộc vương. Như vậy có thể dự kiến, hắn sẽ có một lần thoát biến, thậm chí còn Dương Nghị Vân biết từ giờ khắc này khởi, cá trạch đã thoát thay đổi. Tuy rằng bạch tuộc vương là ở đại gia công kích hạ, bị thương nặng tình huống bị cá trạch nuốt vào bụng, nhưng lại làm sao không phải cá trạch cường đại thể hiện. Cắn nuốt mặt khác sinh linh bản thân chính là cá trạch thân là côn bằng thiên phú. Đây là một loại phi thường bá đạo cường hãn thiên phú. Đối này Dương Nghị Vân thực chờ mong tương lai cá trạch biểu hiện. Mà nơi xa, mặt khác tam đại hải yêu bá chủ cũng thấy được cá trạch một ngụm nuốt bạch tuộc vương, cái này bắt đầu kinh hoàng. Đường đường thông ngộ sáu trọng thiên đỉnh bạch tuộc vương giả bị nuốt. Đây là kiểu gì kinh tủng việc? Có thể nuốt sất bạch tuộc vương, liền ý nghĩa có thể nuốt vào bọn họ ba cái. Không thể ở như vậy đi xuống, cục diện đã bắt đầu nghịch chuyển. Ở như vậy đi xuống, bọn họ ba cái sẽ có đại nguy hiểm. Lúc này cá trạch lại là toàn thân lân giáp thượng khắc văn lưu chuyển không tiếc, đỉnh đầu độc nhất vô nhị phát ra một quyền quyền bảy màu vầng sáng, cả người đều đang run rẩy, ngừng lại. Dương Nghị Vân biết cá trạch yêu cầu thời gian đi tiêu hóa bạch tuộc vương, rốt cuộc bạch tuộc vương tuy rằng bị bọn họ liên thủ bị thương nặng, xem chung quy không một chút đánh chết, cá trạch tương đương là sống sờ sờ cắn nuốt bạch tuộc vương. Không nói đến muốn tiêu hóa rất bạch tuộc vương khổng lồ hình thể, càng trọng chính là bạch tuộc vương còn có cường đại yêu hồn tồn tại. Cá trạch một ngụm nuốt bạch tuộc vương, nhưng cũng tuyệt đối phải làm một phen tranh đấu mới có thể hoàn toàn làm bạch tuộc vương tiêu tán. Lúc này cá trạch không thể bị ngoại giới quấy rầy. Dương Nghị Vân lập tức đối huyết ưng chờ đại yêu đạo, người chờ vần quanh cá trạch bốn phía, cho nó hộ pháp, không được làm cá trạch thu được ngoại giới quấy nhiễu. Là, chủ nhân yên tâm. Một loại đại yêu đồng thời trả lời. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhảy dựng lên. Mục tiêu là Tiểu Phượng Hoàng cùng Tạ Gia Tam huynh đệ cùng nhau đối kháng con cua vương. Đi trước thu thập con cua vương, sau đó mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng Tạ Gia Tam huynh đệ đi liên thủ xử lý Hải Xà Vương cùng Lươn Điện Vương, tứ đại hải yêu bá chủ liền tính là xong rồi. Đương nhiên tưởng thực mỹ, nhưng kế tiếp hiện thực lại rất tàn khốc. Dương Nghị Vân biết hắn vẫn là coi thường này đó đất hoang chi hải bá chủ sinh linh. Lươn Điện Vương cùng Hải Xà Vương sốt ruột lên. Chúng nó biết Dương Nghị Vân đây là muốn thèm thực bọn họ tứ đại hải yêu, hiện tại bạch tuộc vương đã xong rồi, liền dư lại bọn họ ba cái, mà Dương Nghị Vân đã tiến lên đối phó con cua vương, nếu là con cua vương lại bị diệt sát, dư lại chúng nó hai cái liền nguy hiểm. Không được, cần thiết nếu muốn biện pháp. Lươn Điện Vương cùng Hải Xà giao lưu một phen.
Tức khắc song song thét dài dựng lên, đối với Tử Kim Công Công khởi xướng hung mãnh công kích, trong lúc nhất thời Tử Kim Công Công thật là có chút chống đỡ không được. T. O. Hải Xà Vương cùng Lươn Điện Vương phát ra thét dài thanh, cường giả hí vang, người sau như là đang khóc, dù sao đều rất khó nghe. Nhưng là lại là truyền khắp hải vực, tức khắc toàn bộ đáy biển đều ở rung chuyển. Ong ong. Dương Nghị Vân đều là chấn động, hắn đầu óc ầm ầm vang lên, bị ảnh hưởng tới rồi. Chỉ chớp mắt mặc kệ là hắn Tiểu Phượng Hoàng cùng mặt khác con tê tê đại yêu cũng đều có chút chỉ đột, mà khóe mắt hắn thấy được Tử Kim Công Công ra sức ngăn cản dưới, ở kế tiếp bại lui. Dương Nghị Vân thấy được Lươn Điện Vương thân hình hơn 30 mễ, tất cả đều là phát ra màu trắng tia chớp, Lươn Điện cá trời sinh thiên phú mang tia chớp. Đến nỗi hải thân rắn khu trăm trượng lại là toàn thân tản ra đỏ thắm sương mù, ở thét dài trung hộc ra một búng máu dịch, cái này làm cho Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi. Lớn tiếng nói, đại gia làm tốt phòng ngự, có nọc độc phát ra. Hải xà nọc độc không biết như thế nào, nhưng ở hắn nghĩ đến tất nhiên không thể coi thường, bởi vì này hải xà chính là đất hoang chi hải bá chủ chi nhất, càng là có thông ngộ sáu trọng thiên đỉnh tu vi. Hiển nhiên là bọn họ trảm xà bạch tuộc vương hậu, mặt khác tam yêu đã biết nguy hiểm, bắt đầu liều mạng. Ngay sau đó một đạo tia chớp xẹt qua, lại là Tử Kim Công Công cả người tia chớp đại tác phẩm. Ngay sau đó bị Hải Xà Vương một kích cái đuôi hung hăng đánh trúng, tức khắc oanh một chút bay ngược đi ra ngoài. Ngay sau đó con cua vương một đôi thật lớn cái kìm thượng yêu khí quang mang đại tác, đối với Tiểu Phượng Hoàng bỗng nhiên công kích. Không tốt, tam yêu muốn hội tụ ở bên nhau, ngăn cản bọn họ hội hợp. Dương Nghị Vân nhìn đến Lươn Điện Vương cùng Hải Xà Vương ngay lập tức xông tới, mà con cua vương đối Tiểu Phượng Hoàng mãnh liệt công kích lúc sau, lại là cũng hướng về Lươn Điện Vương cùng Hải Xà Vương hội tụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 185.